cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. chương 801, em quả thật là nghịch thiên. Diệp Oản Oản nói xong thì thương tâm khóc không dứt thím hai còn còn đem chuỗi vòng tay con vừa mới tặng vứt đi, nói là ghét bỏ loại đồ giá rẻ này, đây là toàn bộ tiền lương một tháng con cố ý mua, con quả thực tức không nhịn nổi, liền cùng thím hai rằng co, kết quả thím hai liền đẩy con. Nhà đầu chết tiệt, may, may quả thật là nói bậy nói bạ. Lương Mỹ Huyên giận đến gần chết, vội vàng nhìn về phía hai ông bà giải thích, cha, mẹ, làm sao có thể, con căn bản không có đẩy nó, ngược lại là nó đánh con hai bà tai. Nước mắt Diệp oản oản cộp cộp rơi xuống, thím hai, nói chuyện cũng cần có lương tâm, nếu như không phải thím nói quá mức, nếu như không phải thím, nếu như không phải thím nói ông nội bà nội sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết, con làm sao có thể thức giận mà đánh thím. Còn nữa, không phải là thím đẩy con, chẳng lẽ là chính con té trên đất chuỗi ngọc không phải thím ném, chẳng lẽ là con kéo xuống đất từ trên tay thím. Thím hai, có phần khinh người quá đáng đó. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép, lương Mỹ Huyên nghe xong nghẹn học, trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa bị tức đến hộp máu. Thực sự chính là nó tự ngã xuống đất, chuỗi ngọc trên tay bà ta cũng là chính nó cứng rắn lôi xuống. Bà ta rõ ràng chỉ nói một câu, tiểu tiện nhân sinh phế vật, nó lại có thể suy diễn ra nhiều như vậy, lời văn câu chữ cũng đều là khiêu khích quan hệ của bà ta và cha mẹ chồng. Hai ông bà vốn dĩ không quá tin tưởng lời của Diệp Oản Oản, nhưng nghe đến đó, nhất là sau khi nhìn thấy hạt ngọc châu chia năm xẻ bảy tán loạn trên mặt đất, đã tin tưởng bảy tám phần. Audio điện tử võ tấn bền Nếu là lúc trước Diệp Oản Oản nói, hai ông bà cũng sẽ không tin tưởng, nhưng biểu hiện gần đây của Diệp Oản Oản thật sự rất tốt, biểu hiện tối nay càng làm cho bọn họ hài lòng liền gia tăng độ tin cậy cho những lời này. Ánh mắt Diệp Hồng Duy nhất thời nghiêm nghị nhìn sang Lương Mỹ Huyên. Mấy năm nay, con thứ hai tự mình cầm quyền, quả thật có chút không để ai vào trong mắt. Ông còn chưa có chết, lại có thể dám nói ra những lời như cái nhà này là nó định đoạt. Ai cho nó quyền này? Mặc dù cái này nhà sớm muộn cũng phải giao cho con thứ hai thừa kế, nhưng trong lòng Diệp Hồng Duy vẫn là vô cùng không vui. Cha, mẹ, hai người ngàn vạn lần chớ tin tưởng lời nha đầu chết tiệt này nói, tất cả đều là nha đầu chết tiệt này bêu xấu con, con thề với trời, tuyệt đối không có nói qua những lời đó. Đúng vậy, ông nội, bà nội, con có thể làm chứng. Diệp y y cũng vội vàng mở miệng. Diệp oản oản một bên lau nước mắt, một bên đứng lên, không người, đem từng viên từng viên hạt trâu rơi trên đất nhặt lên, cũng không giải thích một câu nào. Ông nội, bà nội, thật xin lỗi, con lại mang thêm phiền toái cho hai người con vốn cho rằng nơi này là nhà của con con cố gắng thử thay đổi chính mình cố gắng để cho mình dung nhập vào trong cái nhà này con thậm chí có thể chắp tay như người yêu thích nhất ra nhưng bây giờ con nghĩ con sai lầm rồi anh chúng ta đi thôi à ưng mãi đến khi diệp oản oản gọi mình diệp mộ phàm mới phục hồi tinh thần lại ngơ ngác đi theo em gái của mình đi khỏi nhà cũ Vừa mới lên xe, Diệp Oản Oản lập tức khôi phục thần thái lười biếng cùng không đếm xỉa tới, thật giống như cô gái đáng thương vừa mới chịu hết ủy khuất và khi dễ kia chẳng qua là ảo giác của anh thôi. Diệp mộ phàm, ực, nuốt nước miếng, miệng nó, anh cho là anh đã biết diễn rồi, lần trước còn vì cái này đắc chí, mới vừa nhìn thấy em, còn miệng nó mới biết cái gì là kỹ thuật diễn xuất cấp bậc nữ hoàng điện ảnh. Em thật sự là nghịch thiên, anh ở bên cạnh đều nhìn mộng bước rồi, một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị dầu gì cũng nên báo trước một tiếng với anh chứ. Diệp Oản Oản tiện tay ném hạt ngọc châu trong lòng bàn tay, nhàn nhạt nói, em chẳng qua chỉ là gậy ông đập lưng ông. Mẹ con Lương Mỹ Huyên và Diệp Y Y không phải là thích giả bộ nhất sao? Vậy thì thử xem, rốt cuộc ai hơn có thể sắp xếp gọn rồi. chương 802, chuốc say rồi hạ thủ. Lão gia tử mặc dù đã có tuổi, nhưng rất coi trọng quyền uy của mình, lời nói của cô tối nay, đủ để gieo một hạt giống ngăn cách ở trong lòng lão gia tử. Đêm khuya, Diệp Trạch. Đàm Nghệ Lan cau mày, "Hồng Duy, chuyện tối nay ông thấy thế nào?" Mỹ Huyên và Y Y đều một mực chắc chắn là oản oản cố ý bêu xấu, tôi thấy, lấy tính tình của Mỹ Huyên, quả thật không đến nổi nói ra những lời đó, huống chi còn có Y Y làm chứng. Lão gia tử hừ một tiếng, Y Y tự nhiên sẽ nói giúp cho mẹ nó, về phần oản oản, bà cho là nha đầu kia là người có đầu óc để làm ra loại chuyện như vậy. Tám phần người là Mỹ Huyên quả thật nói những lời đó. Đàm nghệ lan nghe vậy không khỏi nghĩ nghĩ, cháu gái nhỏ nhất nhà mình này là người lỗ mãng xung độc, mỗi lần chỉ biết cãi lộn, cũng quả thật không phải là người có đầu óc có thể có tâm tư chơi đùa như thế. Lão gia tử trầm ngâm mở miệng, hiện tại tâm con dâu thứ hai quá lớn, bây giờ tôi còn chưa chết, liền bắt đầu mong tôi chết, hoàn toàn cầm quyền rồi. Đàm Nghệ Lan mở miệng nói, Mỹ Huyên và Uyển Quân có chút mâu thuẫn, dưới sự kích động quả thật có thể nói chút ít lời không xuôi tai, nhưng đứa nhỏ này một mực rất hiếu thuận, không có nhiều khả năng nói ra những lời nguyền rủa chúng ta chết như vậy, sợ là nha đầu oản oản kia cố ý phóng đại chút ít. Lão gia tử hư lạnh, coi như chưa nói qua, bà dám cam đoan thằng hai và vợ nó không nghĩ như vậy. Đàm Nghệ Lan thở dài, thật ra thì, muốn cầm quyền cũng không có gì sai, đứa lớn đã không nhờ vả được, diệp ra bây giờ chỉ có thể dựa vào đứa thứ hai chống đỡ bọn họ thừa kế diệp ra cũng là chuyện sớm muộn lão ra tử ánh mắt lóe lên chuyện này cũng chưa chắc con lớn làm ra loại chuyện kia để cho ông quá thất vọng cháu trai lại là không học vấn không nghề nghiệp người ngu không chịu được cháu gái không chừa chuyện hoang đường nào không làm lại càng không cần phải nói người một nhà con trai lớn đều là quá hoang đường ông không muốn tâm huyết hơn nửa đời mình tất cả đều hủy ở trong tay hậu bối hậu bối thế hệ sau, lớp người trẻ cho nên không tiếc đại nghĩa diệt thân, nhưng bây giờ còn chưa đến cuối cùng, không có nghĩa là người thừa kế đã được quyết định. Tôi thấy biểu hiện gần đây của mộ phàm và oản oản cũng không tệ. Lão gia tử trầm ngâm. Điểm này đàm nghệ lan ngược lại đồng ý, nếu như là mộ phàm thật có thể quay đầu lại, dĩ nhiên là tốt, chỉ sợ lấy tính tình của nó, không kiên trì được bao lâu, chuyện như này lúc trước cũng không phải là chưa từng xảy ra. Lão gia tử trầm ngâm, không gấp, từ từ xem đi. Châu Giang đế cảnh. Đến nhà trọ, Diệp Oản Oản dừng xe, đẩy Diệp Mộ Phàm xuống, đến rồi, xuống xe đi. Em không quay về, Diệp Mộ Phàm cau mày hỏi. Diệp Oản Oản, không trở về, em còn có hẹn. Diệp Mộ Phàm xù lông, có lầm hay không, hai người vừa mới du lịch về, ngày ngày ở chung một chỗ cũng không chán, cũng không chê phiền. Diệp Oản Oản liếc một cái, loại cầu độc thân như anh thì sẽ không hiểu, trên thực tế cô và Tư Dạ Hàn không phải là mới du lịch về, mà là tiểu biệt thắng tân hôn, tối hôm qua cô đi gấp lại không có chờ lâu, tự nhiên muốn bổ sung. Tì đi em, Diệp Mộ Phàm trong lòng đâm một đau, ngàn vạn không nghĩ tới, anh ta lại có một ngày cũng bị người khác gọi cầu độc thân. Diệp Mộ Phàm đang muốn rời đi, Diệp Oản Oản đảo trong mắt, gọi lại, a à, anh, em nghe nói lần trước có người tặng anh một chai rượu ngon. Gần đây tất cả đều thuận lợi, hôm nay lại đánh cho Lương Mỹ Huyên một trận, tâm tình thật tốt, đột nhiên rất muốn uống chút rượu. Giống hệt tâm trạng lần trước đột nhiên đặc biệt muốn ăn bánh ngọt hạnh nhân. Diệp mộ phàm không hiểu nhìn cô, đúng vậy, tặng cho anh một chai Romane Conti, em hỏi làm cái gì? chương 803, có anh ở bên cạnh. Diệp oản oản mở miệng cười, anh đưa cho em chứ sao? Diệp mộ phàm cau mày, em muốn rượu làm gì? Diệp oản oản, em uống a nhất thời vẻ mặt diệp mộ phàm cảnh giác trợn mắt nhìn sang diệp oản oản em đừng hù dọa anh em có phải muốn cầm rượu đi chuốc say người đàn ông kia rồi hạ thủ hay không hả diệp oản oản anh người thực sự suy nghĩ quá nhiều rồi thực sự cô giống với một tên cầm thú như vậy sao cuối cùng diệp oản oản vẫn đoạt chai rượu vang kia từ chỗ diệp mộ phàm sau đó ngâm nga bài hát thật vui vẻ mà về tới cẩm viên bảo bảo em đã về rồi Tư giả Hàn ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách, bàn trà trước mặt để một ván cờ, nghe vậy, nhẹ nhàng thả con cờ trong tay ra, dương mắt, nhìn về phía cô gái. Diệp Oản Oản vừa đổi giày vừa hưng phấn mở miệng, hi hi, thân ái, em đã nói với anh, tối nay em diễn vai số khổ tiểu bạch hoa, đem cả nhà Lương Mỹ Huyên và Diệp Y Y đều sắp tức điên rồi, em cảm thấy giải Oscar thiếu em một chiếc cắp tiểu kim nhân. Đang nghĩ linh tinh, ánh mắt tư giả Hàn rơi vào trên tay cô, em cầm trong tay cái gì? Diệp Oản Oản nhất thời có chút trột dạ, a à, là rượu. Tư giả dạ hàn hơi nhíu mày, anh dĩ nhiên biết là rượu. Vẻ mặt Diệp Oản Oản lấy lòng, đừng nhíu mày nha, nhiệm vụ đầu tiên của em khi vào công ty liền thuận lợi như vậy, chẳng lẽ chúng ta không nên uống rượu ăn mừng một chút sao? Sắc mặt tư giả dạ hàn thanh lãnh, không có chút ít gì ý muốn thỏa hiệp cả, khế ước. Diệp Oản Oản liên tục mở miệng, được được được, Em biết hiệp ước quy định không thể uống rượu á, nhưng mà, gần đây tâm tình tốt nha, thật nhớ rượu nha, em chỉ uống một chút xíu, em thề. Thái độ tư giả Hàn không có chút xoay chuyển nào, không được. Diệp Oản oản lại cọ gần thêm, ngồi gần hơn, a à cửu, anh không cho em uống rượu, đơn giản là bởi vì phẩm rượu của em không được, hay là lo lắng em uống rượu không an toàn. Bất kể là bởi vì cái gì, nhưng bây giờ em ở chung một chỗ với anh, có anh ở bên cạnh em nha uống một chút có thể có chuyện gì. Tư giả hàn, vậy, một chút. Diệp Oản Oản, thích anh nhất. Đại khái là bởi vì mình phá hủy nguyên tắc, tư giả hàn nhéo nghi tâm một cái, vẻ mặt hơi có chút ảo não. Chờ một chút, tư giả hàn nói xong, cầm điện thoại di động lên, gọi điện cho hứa dịch. Sau khi hứa dịch nhận được tin, lập tức chạy tới, cửu ra, ngài có gì phân phó. Sắc mặt tư giả hàn lạnh lùng mở miệng, tối nay, để tất cả người giúp việc, vệ sĩ, ám vệ ở cẩm viên không nên tùy tiện đi đi lại lại ở ngoài, bao gồm cả cậu. Thấy vẻ mặt tư giả hàn nghiêm túc, hứa dịch cũng là bộ dạng cảnh giác, cửu ra, đã xảy ra chuyện gì sao? Tư giả hàn, muốn anh giải thích thế nào? Không đợi tư giả hàn mở miệng, bên cạnh Diệp oản oản lẩm bẩm em chẳng qua chỉ là uống rượu mà thôi, tại sao lại không cho mọi người đi đi lại lại ở ngoài? Giữa hai người này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? hứa dịch nghe được lời của diệp oản oản nhất thời kinh hãi đến biến sắc sầm mặt lại cái cái gì oản oản tiểu thư cô muốn uống rượu nhìn thấy vẻ mặt khoa trương của hứa dịch diệp oản oản một mặt không hiểu đúng vậy tôi ở nhà uống chút rượu ăn mừng thế nào bộ dạng này là sao cửu ra tôi lập tức đi làm trong nháy mắt hứa dịch chạy một cái không thấy bóng dáng vừa ra khỏi cửa hứa dịch liền bắt đầu gọi điện thoại cho các bộ phận này 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 đội trưởng phong thập nhất, bây giờ hai người lập tức truyền lệnh xuống, nói tối nay tất cả mọi người không nên tùy ý xuất hiện, không không không, không phải là cẩm viên xảy ra chuyện, là vì sự an toàn của mọi người. chương 804, đời người quá tốt đẹp. Không tới mấy phút, toàn bộ cẩm viên đã yên tĩnh, không có một chút tiếng người. Diệp Oản Oản chỉ nghĩ là tư giả dạ hàn muốn có thế giới hai người, không thích bị quấy dày, cũng không suy nghĩ nhiều, thật vui vẻ mà cầm hai ly rượu đi qua rót sữa bò vào trong ly của tư dạ hàn, sau đó lại tự rót rượu vang cho mình. Diệp Oản Oản dơ ly lên, cạn ly. Tư Dạ hàn liếc nhìn sữa bò của mình. Diệp Oản Oản sắc mặt nghiêm túc, bác sĩ Tôn nói bây giờ anh không thể uống rượu, uống sữa bò tương đối khỏe mạnh. Nếu như không phải là thân thể của tư Dạ hàn không cho phép, cô còn thật muốn chút say anh. Cái người này bình thường thực sự quá đứng đắn rồi, hoàn toàn không nhìn thấu trong lòng của anh đang suy nghĩ gì, cô thật tò mò nếu như anh uống say sẽ là bộ dạng gì. Tư giả hàn nhấp miếng sữa bò, sau đó gấp cho Diệp oản oản một miếng thịt muối. Phòng bếp đã sớm chuẩn bị xong điểm tâm tinh xảo. Lúc Diệp oản oản ở nhà cũ căn bản không ăn thứ gì, vào lúc này vừa uống chút rượu, vừa thưởng thức món ngon, còn có người đẹp ở bên, cảm thấy đời người thật sự là quá tốt đẹp. Sao kiếp trước cô lại đem cuộc sống của mình trở nên thảm hại như vậy? Mặc dù sau khi trọng sinh vẫn nguy cơ trùng trùng như cũ nhưng có thể tự do mà sống tùy ý cô đã rất thỏa mãn diệp hoàn hoàn nâng cầm lên lắc lắc ly rượu trong tay a à cửu em có thể hỏi anh một chuyện không tư giả hàn chuyện gì diệp hoàn hoàn em muốn hỏi muốn hỏi anh tại sao phải nhốt cô chỉ là vì cô phản kháng và chạy trốn sao nhớ lại đủ chuyện kiếp trước và lần ám sát trước đây cô đột nhiên có một suy nghĩ tư giả hàn nhốt cô có phải là một kiểu bảo vệ hay không được rồi không có gì. Cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn không hỏi ra miệng. Đời này là đời này, tất cả đều đã thay đổi. Tư giả hàn không có tiếp tục nhốt cô, cô cũng sẽ không giống cá trên thất mặc người chém giết. Cô sẽ bảo vệ tốt người bên cạnh, cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mặc sử kim tôn không đối nguyệt. Sao? Sao câu này cô hiểu nên để nguyên luôn á a còng a còng? Thấy Diệp oản oản một ly lại tiếp một ly, tư giả hàn đè tay của cô xuống em uống quá nhiều rồi diệp oản oản ôm lấy chai rượu không buông tay nào có a à? mới ba ly có được hay không anh đừng nhỏ mọn như vậy mà tư giả hàn có chút hối hận khi đáp ứng cô nhưng không biết nghĩ đến cái gì đáy mắt lại xẹt qua một chút do dự trong nháy mắt thừa dịp tư giả hàn do dự diệp oản oản đã rót cho mình một ly diệp oản oản gục xuống bàn con mắt lóe sáng lấp lánh yêu cầu A à cửa A à cửu em muốn nước ăn luộc đậu phộng. Phối hợp đồ nhắm, là nhất rồi. Tư giả dạ hàn đứng lên, chuẩn bị đi phòng bếp làm, đi một nửa lại không yên tâm xoay người, đừng uống nhiều. Diệp oản oản gật đầu liên tục, được được, biết rồi. Cơ hồ là ngay khi tư giả dạ hàn mới bước một chân, diệp oản oản lập tức lại ực ực uống thêm mấy ly. Trời ạ, à, muốn thoải mái uống rượu một chút mà cũng quá khó khăn rồi. Rất nhanh một chai rượu vang liền không thấy hơn nửa. Lúc đầu Diệp Oản Oản cảm thấy cũng tốt, dần dần, men rượu đi lên, bắt đầu thấy có chút choáng váng. Chờ trong chốc lát, thấy Tư giả Hàn còn chưa trở lại, liền loạng choạng choạng xuống lầu chuẩn bị đi tìm anh. Ôi ai này, cánh cửa đâu? Cánh cửa ở đâu? Diệp Oản Oản say khướt tìm cánh cửa, kết quả trực tiếp đi về phía cửa sổ. Diệp Oản Oản đẩy cửa sổ ra, nhìn xuống dưới lầu, hử, hóa ra ở chỗ này a. À. Bậc cửa này, sao lại cao như vậy? Dây kế tiếp, tung người nhảy một cái, thân hình nhanh nhẹn trực tiếp từ cửa sổ lầu 2 nhảy xuống. chương 805, ngủ chung có được hay không? Sâu trong rừng cây nhỏ cẩm viên, một nhóm ám vệ trực tối nay đang khổ ngồi xổm ở chung một chỗ lánh nạn. Đội trưởng, lúc nào chúng ta mới có thể trở về? Phong huyền diệt gãi đầu, tôi, tôi cũng không, không biết. Thập nhất thở dài, tôi đoán chừng ít nhất phải chờ đến sáng sớm ngày mai oản oản tiểu thư tỉnh rượu. Những người khác cũng gật đầu phụ họa liên tục, đúng đúng, vì lý do an toàn, vẫn là chờ lâu một chút đi. Oản oản tiểu thư uống rượu thật sự là quá đáng sợ. Huống chi sau khi đặc huấn, giá trị vũ lực của Diệp oản oản so với lần ở quán ba trước kia đã cao hơn một cấp bậc. Đời này tôi cũng không muốn một lần nữa đánh với oản oản tiểu thư sau khi say rượu đâu vườn hoa cùng sân nhỏ ở cẩm viên vô cùng lớn đối với diệp oản oản say khướt mà nói quả thật là giống như mê cung đại khái là bởi vì uống rượu diệp oản oản chỉ cảm thấy thân thể nóng ran tay chân ngứa ngáy rất muốn tìm người đánh một trận nhưng là đi nửa ngày ngay cả một bóng người cũng không thấy diệp oản oản có chút bực bội rồi tức giận tại sao không có ai diệp oản oản đang mơ mơ màng màng đi loạn đột nhiên thấy được một khối màu trắng bạc ở dưới cây đại thụ a à, đó là diệp oản oản cơ hồ là ngay lập tức bị vật thể lông xù màu trắng bạc kia hấp dẫn ánh nhìn mắt đều sáng lên bạch 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 chạy thật nhanh về phía cây đại thụ sau khi đến gần chỉ thấy đại bạch hổ một thân bạch ngân đang nằm ngủ bên dưới cây đại thụ bạch hổ bóng loáng không dính nước đầu gối thật to hô hô móng vuốt lỗ tai thính thỉnh thoảng run rẩy một cái đại khái là nghe được âm thanh có người đi lại chậm rãi mở mắt lộ ra một đôi mắt thú màu xanh nhạt bên trong đồng tử đều là lạnh giá và cảnh giác. Vừa nhìn thấy là Diệp Oản Oản, Đại Bạch Hổ nhất thời không có hứng thú mà trở về nằm lại. Qua, wow, Đại Bạch Đại Bạch Đại Bạch, mày trở về lúc nào nha, nhớ mày muốn chết. Có lẽ là bởi vì uống rượu quên sợ hãi, Diệp Oản Oản như một mũi tên, nhào về phía Đại Bạch Hổ, sau đó Phốc đem cả đầu đều chôn ở trên lông mềm mại của Đại Bạch Hổ, không chút kiêng kỵ bắt đầu cọ. Cùng lúc đó, trong phòng, tư giả hàn bưng đậu phộng nấu xong lên lầu kết quả trong căn phòng trống rỗng không thấy bóng dáng diệp oản oản mà cửa sổ mở rộng đáng chết tư giả hàn nhất thời đổi sắc mặt sớm biết không nên thiếu cảnh giác với cô một chút nào tư giả hàn gấp rút xuống lầu tìm người kết quả ở trong sân tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng không biết rốt cuộc diệp oản oản chạy đi đâu rồi đang lòng như lửa đốt trong vườn hoa nhỏ truyền tới âm thanh gầm thét của slut giống tiếng slut, tư giả hàn chạy nhanh về phía âm thanh truyền tới, vòng qua một bên bụi hoa, sau đó liền thấy, dưới một cây đại thụ, slut bị diệp oản oản ôm, không ngừng nhào nặn cọ sơ. Một hồi sau, lông trắng mềm mại chỉnh tề của slut đã bị nhào nặn dối bời, mà biểu tình của slut nhìn qua quả thật là đã sắp muốn ăn thịt người, giống. Nhân loại ngu xuẩn, không thấy người phụ nữ của anh đang làm gì sao? Không thấy nó đều bị làm nhục ra hình dạng gì sao? Diệp Oản Oản nhanh như chấp lăn qua lộn lại ở trên người Đại Bạch, a a a. Đại Bạch thật là mềm thật thoải mái, Đại Bạch buổi tối chúng ta ngủ chung có được hay không? Tư giả hàn nhìn một màn trước mắt, trên trán mơ hồ có vẻ sụp đổ. Anh phòng bị tất cả mọi người, lại quên, còn có một con bạch hổ. chương 806, Đại Ma Vương thả đại chiêu. Sâu trong rừng nhỏ cẩm viên, nghe xa xa truyền tới tiếng hổ gầm, mặt các ám vệ đầy hoài nghi, À, đây là âm thanh gì? Thập nhất trầm ngâm, hình như là của Slut. Slut kêu nghe có vẻ rất thê thảm, xảy ra chuyện gì? Có phải là bị oản oản tiểu thư bắt được hay không? Hích, vậy, đó cũng quá thảm đi. Mọi người nhất thời chố mắt nhìn nhau, mặt đầy kinh sợ, thậm chí ngay cả một con hổ cũng không tha, quả, quả thực là không bằng cầm thú. Slut đáng thương. Nghe từng tiếng, từng tiếng gầm to, một đám ám vệ tránh ở trong bóng tối run lẩy bẩy nhất định phải tránh xong, ngàn vạn, ngàn vạn lần không thể để cho oản oản tiểu thư tìm tới. Cùng lúc đó, tư dạ hàn còn đang rằng co cùng một người một hổ ở phía trước. Tư dạ hàn, oản oản, buông sắt ra. Diệp oản oản căn bản không nghe được lời tư giả hàn nói, vuốt hổ vuốt đến rất cao hứng, a a a a thật là mềm thật thoải mái nha. Bảo bối tay của cưng cảm giác quá tốt. Cảm giác tốt. Trong nháy mắt sắc mặt của tư giả hàn lại âm trầm mấy phần, ngữ khí lạnh lùng, oản oản, qua đây. Diệp oản oản ôm lấy đại bạch không buông tay, không nên không nên. Em muốn cùng với đại bạch ở chung một chỗ, muốn cùng đại bạch ngủ chung. Cùng ngủ, tư giả hàn nhìn chằm chằm cô gái dính ở trên người bạch hổ giống như bảo bối, khí tức quanh người càng thêm lạnh. Bất quá, Diệp oản oản như cũ không có cảm giác, như cũ đắm chìm trong hưng phấn vuốt hổ. Cô đã muốn sờ đại bạch như vậy từ rất lâu rồi, giờ phút này hoàn toàn dựa vào bản năng mà làm, sao có thể buông tay. Tư giả hàn mở miệng lần nữa, oản oản, anh cho em một cơ hội cuối cùng. Men rượu càng ngày càng lớn, đầu óc của Diệp oản oản càng thêm hôn mê, cảm thấy âm thanh bên tai quấy dày đến cô, trong lúc mơ mơ màng màng, rất không hài lòng mà nhìn về bóng người dưới tán lá cây, anh là ai, rất ồn ào quấy dày tôi cùng đại bạch rồi. Tư giả hàn, một trận gió đêm thổi qua, lá cây xào sạt, Diệp Oản Oản cảm thấy có chút lạnh, không tránh khỏi dùng mình. Ngay vào lúc này, người đàn ông vẫn luôn làm ồn kia, từng bước từng bước chậm rãi đi ra khỏi bóng dâm. Vì vậy, gương mặt người đàn ông giống như trích tiên thanh lãnh xuất trần tuyệt sắc vô song liền xuất hiện dưới ánh trăng mờ ảo, khung cảnh phía sau anh giống như bị choáng váng nhuộm thành một bức tranh thủy mặc. Đỉnh lông mày kia như xương như khói, sống mũi cao, đôi mắt lành lạnh tựa như băng tuyết lạnh vô cùng, Đôi môi nhỏ lãnh đạm tựa như hoa đào tháng ba vậy, ánh mắt lạnh lùng như nhìn chúng sinh. Diệp oản oản nhìn đến ngây người. Tư giả dạ hàn dừng ở chỗ cách diệp oản oản 5 bước, sau đó, ngón tay thon dài trắng nõn như trong suốt tới gần cổ áo. Khẽ động, xoạch, một chiếc cúc hắc rượu thạch giam ở giữa ngón tay của anh được mở ra. Chiếc thứ nhất, sau đó là chiếc thứ hai. Chiếc thứ hai mở ra xong, tư giả dạ hàn tùy ý đem cổ áo kéo một cái. Nhất thời lộ ra một mảng nhỏ xương quai xanh mê người. Cảm giác cấm dục mới vừa rồi trong nháy mắt biến hoàn toàn thành mị hoặc. Diệp oản oản mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm người đẹp tuyệt sắc trước mắt, đôi mắt cũng không vòng vo. Trong nháy mắt khi chiếc cúp áo thứ ba được mở ra, tư giả dạ hàn dương mắt, dưới bóng đêm đôi mắt thâm thúy lưu chuyển ánh sáng nhạt, như sao trăng sáng, nhìn về phía cô gái, đồng thời, môi mỏng khẽ mở, một lần nữa mở miệng, qua đây. Xoạt trong nháy mắt khi tiếng nói của tư giả dạ hàn hạ xuống, Diệp Oản Oản buông bạch hổ trong ngực ra, thoáng cái đứng lên, xoay tròn liền chạy như bay về phía người đẹp. chương 807, không bằng làm chút chuyện có ý nghĩa. Sau khi nhìn thấy mặt của tư giả dạ hàn, thái độ của Diệp Oản Oản nhất thời thay đổi 180 độ, ngay cả đại bạch đều quên ở sau ót. Thừa dịp chỗ trống này, trong nháy mắt đại bạch hổ ở sau lưng chạy không còn bóng dáng, biến mất ở trong bóng đêm thấy Diệp Oản Oản bỏ đại bạch hổ chạy về phía mình, sắc mặt của Tư Dạ Hàn mới hỏa hoãn mấy phần. Đầu của Diệp Oản Oản đâm vào trong ngực Tư Dạ Hàn, con mắt lóe sáng lấp lánh ngước đầu nhỏ lên nhìn người đẹp trước mắt. Ô, bảo bảo nhà cô dáng dấp thật là đẹp mắt nha. Ánh mắt lộ liếu của Diệp Oản Oản như là muốn lấy hết quần áo của anh, giống hệt dã thu thấy được thịt. Khóe miệng Tư Dạ Hàn không dễ dàng phát giác giật giật, trở về. Ô ô ô, Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, không nói nhiều nghe lời đi theo. Sau khi vào nhà, tư dạ hàn đem canh giải rượu đã sớm chuẩn bị xong đút cho Diệp Oản Oản uống, sau đó lệch cho cô rửa mặt đi ngủ. Nằm trên giường, Diệp Oản Oản cũng không yên ổn. Vào lúc này men rượu của cô đã hoàn toàn đi lên, mà canh giải rượu mới vừa uống xong còn chưa phát huy tác dụng. Diệp Oản Oản nghiêng đầu, mắt mê ly nằm ở trên giường. Giờ phút này, tư dạ hàn đang cởi quần áo. Diệp oản oản mắt không hề nháy một cái nào cứ như vậy nhìn chầm chầm anh, anh cởi tới cái nào, ánh mắt của cô liền dính đến cái đấy. Trời ơi oản tỷ sắc nữ quá nha tương đương tương đương tương đương. Chờ tư dạ hàn thay đồ ngủ xong, đi tới, mới vừa nằm xuống, Diệp oản oản lập tức giống như mãnh thú, xoay mình một cái, ép tới, thân thể nằm trên thân anh, mắt lấp lánh nhìn anh chầm chầm. Người đẹp, dùng mạo cưng thật đẹp mắt, cưng tên gì? tư giả hàn, xem ra là hoàn toàn sai rồi. Diệp oản oản người đẹp, ra coi cho cưng một quẻ được không? Ra coi quẻ rất chính xác đấy. Tư giả hàn. Diệp oản oản nháy mắt, ôi, sao người đẹp không để ý tới ra? Ngày tốt cảnh đẹp như thế, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, không bằng chúng ta làm chút chuyện có ý nghĩa đi. Diệp oản hoàn vừa nói, một bên hơi đến gần, hô hấp đan xen nhau, sợi tóc đen nhánh mập mờ quấn quanh ở trước ngực của anh. Tư giả hàn. Tư giả hàn hít sâu một hơi, cố đè sao động sâu trong thân thể bị nha đầu này mạnh mẽ khơi màu, đi, ngủ. Vào lúc này Diệp Oản Oản đang phấn khởi, làm sao có thể cam tâm đi ngủ, chưa muốn ngủ, muốn, ngủ với cưng. Xoạt, một trận trời đất quay cuồng. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản đã bị đè lại dưới thân. Tư giả hàn hô hấp thở nhẹ, cắn răng nghiến lợi nhìn chầm chầm cô gái nhỏ bên dưới. Diệp Oản Oản nhìn thần sắc lạnh giá nhiễm chút tức giận trên mặt anh, trong đôi mắt mê ly hiện ra vẻ nghi ngờ, nghiêng đầu một chút, nhìn anh mở miệng nói, ô, người đẹp, thoạt nhìn thật quen mắt, có phải ra từng thấy qua ở đâu hay không? Tư giả hàn nghe vậy, còn người hơi hơi co rút lại một chút, thật sao? Diệp Oản Oản nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, người đẹp, dung mạo của cưng thật là giống, thật giống ba ba của con trai ra nha. Tư giả hàn sắc mặt của tư giả hàn nhất thời đen như đáy nồi. Con của cô từ đâu tới? Tư giả hàn vừa nhặt chăn lên, vừa chặt chẽ đem Diệp Oản Oản bao lại, chỉ chừa một cái đầu nhỏ ở bên ngoài, ngữ khí mang theo mệnh lệnh đi ngủ. Diệp Oản Oản trực tiếp bị quấn thành bánh trưng, a a a, người đẹp làm gì vậy, ra nói đều là sự thật nha, cưng không tin. Nếu không bây giờ chúng ta cùng tạo một đứa cũng được. Tư giả hàn, im miệng. Diệp Oản Oản, người, ưm. Tư giả hàn không thể nhịn được nữa trực tiếp đặt môi mình lên, chặn lại lời nói của cô. chương 808, không cho đi gieo họa người khác. Tư giả hàn dùng hết tất cả tự chủ mới chấm dứt được nụ hôn này, anh đi thư phòng ngủ. Tối nay sợ là không có cách nào nằm ngủ cùng với cô trên một cái giường. Ôi, người đẹp đừng đi mà. Mắt thấy người đẹp rời đi, mặt diệp oản oản đầy tiếc nuối. Ở trên giường lăn một vòng lại một vòng, Diệp Oản Oản một chút cũng không ngủ được. Quả quyết xoay mình bò dậy, lại thuận theo cửa sổ lần mò đi xuống. Cẩm viên, trong rừng cây nhỏ. Các ám vệ than thở. Đã dạng sáng, chúng ta vẫn không thể trở về sao. Không biết, có muốn gọi điện thoại cho trợ lý hứa hỏi một chút hay không? Tôi cảm thấy chúng ta có phải là nghiêm trọng hóa vấn đề hay không hả? Lần trước có lẽ chỉ là tình cờ mà thôi. Nhóm người đang nói chuyện, lúc này, đột nhiên một cái đầu treo ngược trên cây rũ xuống dưới, này tương đương mọi người khỏe a à, a à, tương đương rốt cuộc phát hiện con người rồi. Trong không khí có mấy giây yên tĩnh quỷ dị, một lát sau, trong rừng cây truyền ra một hồi quỷ khóc sói chu. A a a a a. TDM, Oản Oản tiểu thư, cô ấy xuất hiện như thế nào vậy? Diệp Oản Oản xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện ở trên cây, lại dùng cách thức này ra sân, một cái đầu treo ngược rũ xuống, mấy ám vệ trốn ở kia quả thật là bị sợ gần chết. Trong nháy mắt mọi người cùng soạt soạt thối lui ra ngoài 10 bước, mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Đề, tình huống gì á, chúng ta đều trốn tới đây rồi, lại còn bị phát hiện. Hiện, hiện tại phải làm sao bây giờ? Tổng đội, đội trưởng thập nhất, nhanh nghĩ biện pháp một chút. Thập nhất nuốt nước miếng, oản, oản oản tiểu thư, sao cô lại chạy tới nơi này? Đã trễ lắm rồi, nhanh về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Diệp oản oản, soạt, một tiếng nhảy từ trên cây xuống, hai con mắt hơi hơi nheo lại, quét qua mấy người bọn họ, tôi vẫn nhớ lần trước là các người đánh tôi. Không bằng hôm nay tiếp tục. Tất cả mọi người, có nơi nào lầm đi, rốt cuộc ai đánh ai vậy? Coi như là cô muốn đánh lộn cũng không cần mượn cớ này đi. Không đợi tất cả mọi người phản ứng lại, Diệp Oản Oản đã lắc thân mình tấn công về phía mọi người. Bình thường Diệp Oản Oản cũng đã đủ đáng sợ, sau khi uống rượu xong thì giống như được giải trừ phong ấn, giá trị vũ lực càng thêm bùng nổ, rất nhanh bốn phía trong rừng cây nhỏ nổi lên tiếng kêu rên. Tạo Nghiệt a, à, đều trốn tới chỗ này lại vẫn không có tránh thoát. Sư, sư phụ, đừng, đừng đánh, đừng đánh, Phong Huyền Diệp lão đảo nghiêng ngã muốn qua cản. Diệp Oản Oản hoàn toàn công kích tất cả mọi người không trừ ai, ai tới là đánh. Trong mắt mọi người xung quanh hai người chẳng qua là đánh nhau, Phong Huyền Diệp lại âm thầm hơi biến sắc mặt. Cô gái này đã tiếp nhận ba chiêu là thực lực chân thật của mình. Dù sao cũng là dưới con mắt mọi người, Phong Huyền Diệp cẩn thận không có tiếp tục dò xét, thu hồi chiêu thức, sau đó bị một cước đạp bay. Diệp Oản Oản đang chơi đến vô cùng cao hứng, sau lưng đột nhiên truyền đến một âm thanh âm trầm khàn khàn. Oản Oản Nghe được thanh âm quen thuộc truyền tới, tất cả ám vệ nhất thời nhìn về phía người tới, cửu ra giờ phút này trong tay diệp oản oản đang sách một dưới bàn chân còn đạp một người nhìn người tới trong nháy mắt dừng lại động tác ánh mắt hơi sáng a à, người đẹp tư giả hàn nhìn chằm chằm người mà mình không để ý một chút là lại ra ngoài gây chuyện sắc mặt đen xuống trở về đi ngủ diệp oản oản bĩu môi một cái vẻ mặt rất là không tình nguyện a à, vậy cưng ngủ với ra sao tư giả hàn trầm mặc hai giây ừm quên đi không muốn để cô đi gieo họa cho người khác vậy cũng chỉ có thể để cô gieo hỏa cho mình. chương 809, không xuống nổi giường. Trong nháy mắt khi tiếng nói của tư giả hàn vừa dứt Diệp Oản Oản lập tức ném thập nhất trong tay và đá vàng ám vệ dưới chân ra, vui vẻ nhảy nhót đi về phía tư giả hàn. Một đám ám vệ ở sau lưng đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn ông chủ của mình đem nữ ma đầu mang đi, thở dài nhẹ nhõm. Được cứu rồi. Ông chủ vì cứu bọn họ, lại có thể không tiếc hiến thân quá cảm động. Rốt cuộc tư giả hàn lại lần nữa mang Diệp Oản Oản về phòng ngủ nằm dài trên giường. Cũng còn khá lần này Diệp Oản Oản yên ổn rất nhiều dù sao làm ồn một đêm, mới vừa nằm xuống không bao lâu thì nằm ở trong ngực của anh ngủ say xưa. Nhìn gương mặt cô gái an tĩnh ngủ, tư giả hàn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm, nhưng lửa nóng trong thân thể bị khơi màu làm thế nào cũng không hạ xuống được, chỉ có thể gắng gượng mất ngủ một đêm. Sáng ngày thứ hai, Diệp Oản Oản như thường ngày tỉnh lại ô đau quá đau diệp oản oản nhất thời cảm nhận được đau lưng mỏi eo quen thuộc truyền tới thân thể vì sao mỗi lần uống rượu xong ngày thứ hai tỉnh lại đều cảm thấy giống như bị người ta đánh một trận đang lẩm bẩm phát hiện tư giả hàn ở bên cạnh đang ngủ say hiếm khi thấy tư giả hàn thức dậy muộn hơn cô nha diệp oản oản không có đánh thức anh rón rén xuống giường rửa mặt xong đi xuống lầu rèn luyện mới vừa vào trong sân liền thấy hứa dịch nhìn thấy Diệp Oản Oản, hứa dịch thiếu chút nữa phản xạ có điều kiện mà trực tiếp quay đầu chạy, cũng còn khá là vẫn nhịn được, lên tiếng chào hỏi, khụ khụ, Oản Oản tiểu thư, chào buổi sáng. Chào buổi sáng trợ lý hứa. Hứa dịch nhìn về phía sau lưng của Diệp Oản Oản một cái, hít, Oản Oản tiểu thư, cửu ra đâu? Không dậy nổi, còn đang ngủ đấy. Diệp Oản Oản trả lời. Hứa dịch, ây, thập nhất, Phong Huyền Diệp chờ trong sân cùng tất cả ám vệ đang dựng lỗ tai lên nghe lén. Ô, lại có thể trễ như vậy còn không dậy nổi. Tối hôm qua Oản Oản tiểu thư rốt cuộc đã làm cái gì với cửu gia? Diệp Oản Oản vẻ mặt không hiểu gì gãi gãi đầu, tại sao lại cảm giác ánh mắt hứa dịch nhìn mình không đúng lắm nhỉ? Truyền thông quang rượu, trong phòng làm việc. Tối hôm qua sung sướng uống rượu xong, Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, tinh lực đầy đủ đi vào công tác, lật xem tin tức liên quan đến Kinh Long 2. Trước mắt bộ phim truyền hình này đã phát hình hơn phân nửa, Lạc Thần hoàn toàn bùng nổ, cậu ta ở trong phim mặc dù chỉ là nam hai, nhưng chỉ cần cậu ta ra sân tỷ lệ người xem phim truyền hình đều siêu cao, trong đó vai diễn một hồi cao trào lớn thậm chí trực tiếp mở đầu vệ tinh đài truyền hình đế đô hoàng kim cấp bậc thu vào ghi chép, trong lúc phát ra một mực đang nóng lên tìm kiếm tăng lên không có xuống, kịch bản tìm tới cửa, quyền phát ngôn, nối liền không rớt Diệp Oản Oản giúp cậu ta sắp xếp mấy cái quyền phát ngôn cách thức tiếp cận danh tiếng cũng không tệ, điện ảnh và phim truyền hình tạm thời không có an bài, còn đang chờ tin tức Tống Kim Lân bên kia. Mặc dù hiện tại cậu ta bùng lên là cơ hội kiếm tiền tốt nhất, khoảng thời gian này bỏ trống rất lãng phí, bất quá, cô tin tưởng các phim đáng giá của Tống Kim Lân. Diệp Oản Oản đang bận rộn, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Diệp ca, Thẩm Mạn trâu vẻ mặt thấp thỏm đẩy cửa đi vào vừa nhìn thấy thẩm mạn châu diệp oản oản lập tức nhớ tới đêm hôm đó ở nhà trọ cô ta mạnh mẽ cởi quần áo muốn ngủ với cô khóe miệng không dễ dàng phát giác có quắp một cái khụ khụ có chuyện biểu tình của thẩm mạn châu đã cuốn bách rất nhanh liền muốn khóc lên dùng sức khom người cúi mình chào diệp ca thật xin lỗi đêm hôm đó em quá đường đột rồi em em không phải loại con gái tùy tiện đó em em chẳng qua là diệp oản oản thở dài nói đi ai dạy cô làm như vậy nếu như không phải có người nói gì với thẩm mạn châu cô ta không có khả năng trong một ngày thái độ đột nhiên thay đổi lớn như vậy đối mặt vấn đề của diệp oản oản thẩm mạn châu không chút do dự liền bán cung húc đi là cung húc anh ta nói cho em biết nói anh anh thích diệp oản oản thích gì thẩm mạn châu nói anh thích phóng khoáng một chút còn nói còn nói càng phóng khoáng càng tốt càng cởi mở càng tốt càng chủ động càng tốt diệp oản oản cái thằng nhóc con này chương 810, cái này thật không học được. Cô biết mà, thẩm mạn châu như vậy làm sao lại buông thả, hóa ra là có người ở sau lưng dở trò. Phanh, cửa phòng việc bị mở ra. Cung hút như một trận gió sông vào, hurra, Ohio, Diệp ca rốt cuộc anh đã trở lại, ngày hôm qua không có gặp anh, hôm nay anh để em bắt được, anh có mang quà cho em không? Mau lấy ra, nhanh lên. Diệp oản oản hai con mắt nheo lại, quà, một trận đánh no đòn, cậu muốn không? cung hút nháy mắt a à, tại sao lại đánh em thời gian anh không có ở đây em rất nghe lời chỉ có năm à không gây họa ba lần cái kia rất giỏi rồi nhé khóe miệng diệp oàn oản hơi co rút sau đó lộ ra vẻ mỉm cười mở miệng yếu ớt nói nghe nói tôi thích chủ động một chút phóng khoáng một chút càng phóng khoáng càng tốt trong nháy mắt sắc mặt đắc ý của cung hút cứng đờ lúc này mới phát hiện mình bị thẩm mạn châu bán nhất thời chuột giả cúi đầu sợ không dám lên tiếng Diệp ca em em sai lầm rồi hu 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 suốt cuộc thẩm mạn Châu cũng phản ứng lại là bị cung húc đùa giỡn, bắt đầu đuổi theo cung húc đuổi đánh được a à, cung húc cậu có thể gạt tôi tôi bị cậu hại chết rồi a a a đừng đánh mặt cung húc chạy trối chết tốt rồi đừng làm rộn Diệp oản oản bất đắc dĩ mở miệng hai người lúc này mới hồn hển dừng lại lúc như thế này cung húc vẫn không quên bát quái đến trước mặt thẩm mạn châu truy hỏi ây thẩm mạn châu cô thực sự thử à cô làm những gì vậy ánh mắt thẩm mạn châu hận không thể đem cậu ta bóp chết hạ thấp giọng nghiến giam nói tôi cởi hết trước mặt diệp ca diệp ca cũng không có phản ứng mất hết thể diện rồi tại cậu đó oa nha mạnh mẽ như vậy vẻ mặt cung hút thán phục a à, lại có thể cởi hết mà không phản ứng xong rồi xong rồi vốn là muốn kéo diệp ca quay về không nghĩ tới diệp ca không thể thẳng lại rồi Thẩm Mạn Châu cũng không tin lời cung húc nữa, vẻ mặt thất bại đứng trước bàn của Diệp Oản Oản, cho nên, Diệp ca, rốt cuộc anh thích loại hình nào. Cung húc đi tới, vỗ bả vai cô ta, đừng hỏi nữa, cô biết cũng vô dụng, cái này cô không học được. Thẩm Mạn Châu tức giận, đi sang một bên, cậu không nói thì làm sao biết tôi không làm được. Cung húc liếc cô ta một cái, bởi vì thân thể của cô ít đi linh kiện. Người ta là đàn ông, cô học được sao? Diệp Oản Oản trợn mắt nhìn cung húc một cái ra hiệu cậu ta có chừng mực, sau đó nhìn về phía Thẩm Mạn Châu nói, "Xin lỗi, Mạn Châu, cô cũng biết, tôi có bạn gái." Thẩm Mạn Châu lập tức mở miệng, "Em không ngại." Sắc mặt Diệp Oản Oản nghiêm túc, "Nhưng tôi để ý." Thẩm Mạn Châu nhất thời ngẩn ra, sắc mặt đỏ lên, trong giới mọi người chơi đùa với nhau không thể bình thường hơn được, lấy điều kiện của cô ta, không biết bao nhiêu người đuổi theo ở phía sau nhưng cô ta khinh thường. Nhưng bây giờ, không nghĩ tới cô ta chủ động dâng tới cửa, đều không ai muốn. Không nghĩ tới, Diệp Bạch ở trong giới này, trên vị trí này, có thể giữ mình trong sạch như vậy. A, à, tức giận, đàn ông tốt như vậy tại sao không cho cô gặp trước? Diệp ca. Ở cửa truyền đến âm thanh của Lạc Thần. Bên cạnh là tiểu trợ lý cũng vội vã đi theo, trên người vẫn mặc đồ lễ phục, rõ ràng vừa mới kết thúc hoạt động, không kịp thay đồ. Diệp Oản Oản, Lạc Thần Cậu bận xong rồi à? Tôi đang muốn tìm cậu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 811, ai dám cho tôi đổi? Diệp Oản Oản vừa mới đứng lên đột nhiên có cảm giác chân bị kéo lại, nhất thời nhíu nhíu mày. Ách làm sao mà mỗi lần uống rượu xong là cảm giác toàn thân đau nhức, lần này là chân đều bị chuột rút. Rốt cuộc cô làm gì rồi hả? Diệp ca, anh bị sao vậy? Lạc Thần vội vàng hỏi. Diệp Oản Oản không thèm để ý tới nói, không có việc gì, có thể là vận động quá độ, chân bị chuột rút. "Diệp ca, anh ngồi xuống đi." Lạc Thần vừa nói một bên đỡ Diệp Oản Oản ngồi xuống, sau đó nhanh chóng đem âu phục trên người để trên bàn nhỏ, tiếp theo liền ngồi ở trước mặt Diệp Oản Oản cẩn thận giúp cô bóp chân. Thấy Lạc Thần lại đang giúp cô bóp chân, Diệp Oản Oản vội nói, "Lạc Thần, tôi không sao, không cần." Bây giờ Lạc Thần đã xưa không bằng nay, ở trên đỉnh vinh quang là một minh tinh đang ăn khách đi tới đâu không phải là được người ta tung hứng từng ly từng tí nhưng mà bất luận cậu ta đi tới vị trí nào thái độ đối với cô cũng chưa bao giờ thay đổi ngược lại càng ngày càng tôn kính sắc mặt lạc thần nghiêm túc diệp ca anh ngồi xuống đừng động diệp oản oản bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xuống tay của lạc thần thủ pháp rất chuyên nghiệp trong chốc lát diệp oản oản liền cảm thấy bắp thịt của mình thả lỏng không ít bên cạnh cung húc thấy vậy tức giận tới mức kêu gào, gào, hỗn đản, hỗn đản. Lạc thần cậu đây là nịnh bợ, quá hèn hạ, muốn cùng tiểu ra tranh sủng Diệp ca mới không bị trò vặt này của cậu mê hoặc. Tôi vĩnh viễn là bảo bảo của Diệp ca. Thấy cung húc lại mắc bệnh, Diệp oản oản không còn gì để nói. Cung húc đang la hét, điện thoại di động WeChat vang lên âm thanh nhắc nhở, sau đó cung húc nhìn một cái, mặt liền kích động qua, Diệp ca, anh muốn lên chức á ánh mắt Diệp Oản Oản hơi chăm chú, thăng chức. Cung Húc Hưng phấn mở miệng, đúng vậy đúng vậy, tiểu tử đường tinh hỏa kia làm bên tin tức nội bộ, nói là tổng giám đốc điều động, anh thăng thành phó tổng của Quang Diệu, còn nói muốn lập tức điều động nha. Nghe được tin tức chính mình thăng chức, sắc mặt Diệp Oản Oản nhất thời trầm xuống. Chuyện điều động lớn như vậy, hơn nữa muốn điều động ngay lập tức, mà cô hoàn toàn không có nhận được thông báo, đột nhiên như vậy lại đổi. Một bên lạc thần nghe vậy mở miệng hỏi, nếu Diệp Ca lên làm phó tổng, vậy chức vụ bây giờ của Diệp Ca thì sao, tổng giám nghệ sĩ thì ai làm? Tôi hỏi một chút, Cung Húc cầm điện thoại di động lên nhắn tin cho Đường Tinh Hỏa, một lát sau lấy được tin tức, nghe nói, Thái Dũng thắng, người đại diện của giải trí hoàn cầu, cháu bên ngoại của Trừ Hồng Quang, tôi nghĩ có cái loại tầng quan hệ. Tiểu trợ lý bên cạnh Cung Húc không nói gì, trong đầu nghĩ anh mới là có quan hệ lớn nhất ấy chứ. Bất quá bây giờ cung húc đang cãi nhau với trong nhà nên không có cách nào dựa vào quan hệ trong nhà, cũng còn may là anh ta nhân khí cũng được nên chỉ cần tạm thời không gây ra tai họa gì là sẽ không có vấn đề gì cả. Diệp Oản oản như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, Thái Dũng thắng. Quả nhiên là anh ta, so với trong tưởng tượng của cô còn nhanh hơn. A, à, nói dễ nghe là thăng chức, nói khó nghe một chút là giáng chức, đoạt thực quyền trong tay cô, cô không cần biết trừ hồng quang con cáo giả kia có mục đích gì không phải là xem giá trị của cô hết rồi. Thăng chức, sợ là chỉ mới bắt đầu. Ánh mắt là thần hơi lo lắng, xác định chẳng qua là điều động chức vụ. Người đại diện của chúng ta không thay đổi chứ. Cung húc vừa nghe, sắc mặt nhất thời cứng đờ, liền nói ngay, đó là đương nhiên không thể nào. Tiểu ra chọn người đại diện, con miệng nó ai dám cho ta đổi. chương 812, chặn đồ. Lúc này, thư ký của Tổng Giám Đốc Dương Tiến Nguyên gõ cửa đi vào, Diệp ca, Dương tổng thông báo anh qua họp, chữ đồng cũng đã đến." Ánh mắt Diệp Oản Oản hơi lóe lên, "Biết rồi, lập tức đi." Nói xong nhìn về phía Lạc Thần và cung húc dặn dò, "Các cậu cứ lo xong chuyện của mình đi, không cần phải quan tâm chuyện của tôi." "Diệp ca anh yên tâm, bất kể ai tới, em đều chọn anh." "Được rồi cậu không gây hỏa cho tôi là tôi cảm ơn rồi." Lạc Thần nhìn thấy bóng lưng Diệp Oản Oản rời đi, trong con mắt lộ vẻ lo âu trong phòng làm việc một đám người cao tầng tất cả đều có trừ hồng quang cũng đích thân tới ngay trước mặt mọi người tuyên bố việc diệp bạch thăng chức chúc mừng chúc mừng chúc mừng tổng giám diệp a hát không đúng hiện tại đã là phó tổng diệp rồi chúc mừng phó tổng giám đốc diệp mọi người dối rít chúc mừng chẳng qua là ánh mắt rất sâu xa người này là thái dũng thắng ở hoàn cầu cũng là cháu của tôi tuổi trẻ nhưng chưa có kinh nghiệm nhiều mong mọi người giúp đỡ Ha ha, trừ tổng khách khí, đâu có đâu có. Chúc mừng tổng giám thái nhậm chức. Trừ hồng quang nhìn về phía Diệp Bạch, Diệp Bạch à, khoảng thời gian này cực khổ rồi, hiện tại dũng thắng tới, cậu có thể an nhàn một chút, nếu là muốn đi du lịch nơi nào, lúc nào cũng có thể nói với tôi. Thái Dũng Thắng vội nói, đúng vậy, công ty bên này giao cho tôi là được. Diệp Oản Oản cười nhạt, cũng không nói gì cảm ơn trừ tổng. Mỗi người đều có tâm tư khác nhau, hội nghị đến đây là kết thúc. Trừ Hồng Quang gọi Diệp Oản Oản lại, nói chuyện với cô một lúc, nội dung chủ yếu là nhắc nhở cô, để cho cô ngoan ngoãn. Dưới lầu, phòng làm việc của Diệp Oản Oản. Sau lưng Thái Dũng Thắng mang theo một trợ lý, một người mới dáng dấp xinh đẹp, nghênh ngang đi vào phòng làm việc của Diệp Oản Oản, sau đó đặt mông ngồi vào bàn làm việc danh sách hành trình công việc hôm nay đâu. Lấy đến đây cho tôi. Vẻ mặt trợ lý của Diệp Oản Oản khó xử, chuyện này, Tổng giám Thái, hôm nay là ngày đầu tiên nhậm chức, những hành trình này có phải hay không được sự đồng ý của tổng giám Diệp? Thái Dũng thắng nghe vậy, sắc mặt lúc này tối đi, rốt cuộc tôi là tổng giám, hay là cô là tổng giám, tôi làm việc chẳng lẽ còn nhờ cô chỉ bảo? Tiểu trợ lý rụt cổ lại, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, chiều hôm nay tổng giám Diệp có một cuộc hẹn với tổng biên tập của tạp chí, sắc đẹp chắc lúc này ông ấy sắp đến. Đang nói chuyện, tiếng gõ cửa vang lên. Nhìn người tới, thái dũng thắng lập tức đứng dậy bước nhanh đi tới trước mặt lương sùng ôi chắc anh là chủ biên của tạp chí sắc đẹp ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu lương sùng hoài nghi nhìn về phía thái dũng thắng anh là thái dũng thắng cười rạng rỡ tôi là tổng giám bộ truyền thông của quang diệu thái dũng thắng theo bản năng lương sùng nhìn về hướng tiểu trợ lý tổng giám bộ truyền thông không phải là thái dũng thắng cười ha hả mở miệng diệp bạch tổng giám diệp đã từ trước rồi bắt đầu từ hôm nay Tất cả hoạt động của nghệ sĩ đều do tôi phụ trách, Lương tổng anh trực tiếp nói với tôi là được." Thái Dũng Thắng vừa nói vừa hướng về trợ lý của mình dặn dò, "Tiểu Trần, mau đi đặt phòng ăn." "Vâng, tổng giám thái." "Lương tổng, mời đi bên này, chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện." Thái Dũng Thắng từ đầu tới cuối không cho tiểu trợ lý cơ hội nói chuyện, trực tiếp mang Lương sùng đi. Chương 813, cọ nhiệt độ. Diệp Oản Oản vừa mới trở lại, tiểu trợ lý lập tức mở miệng lo lắng nói, Diệp Tổng giám, không xong rồi. Diệp Oản Oản, thế nào? Buổi chiều hôm nay không phải là anh hẹn với Tổng biên tập lương. Kết quả là Tổng giám thái trực tiếp đem người đi rồi, còn nói bắt đầu từ hôm nay, tất cả việc của nghệ sĩ đều do anh ta phụ trách. Tiểu trợ lý càng nói càng tức giận, Diệp ca, Thái Dũng Thắng này cũng quá đáng rồi, rõ ràng là anh hợp tác trước, coi như là anh ta đến nhậm chức, cũng là phải do anh ủy nhiệm đã, sao anh ta có thể đoạt, như vậy công lao cuối cùng không phải là của anh ta sao? Hợp tác đó là cô tiếp cận đối phương hơn một tháng mới có được, liền như vậy bị cướp giữa đường, sắc mặt Diệp oản oản không có chút biến sắc nào, mở miệng nhàn nhạt nói anh ta có bản lĩnh cướp, cũng phải có bản lĩnh ăn hết. Phòng cao cấp của một khách sạn ở Đế Đô. Tổng biên tập lương, giới thiệu cho anh một chút, đây là diễn viên của công ty tôi, Dương Lộ Thiến. Thiên Thiến, còn không nhanh rót rượu cho tổng biên tập lương, sắc đẹp là fashion magazine hàng đầu của nước ta ngay cả tạp chí pv cũng bị ép bao nhiêu người đều muốn xuất hiện trên tạp chí sắc đẹp đó thái dũng thắng ân cần mang người đẹp đi mời rượu mọi người ai cũng đều thích khen lương sùng cũng không ngoại lệ nghe thấy vậy tâm tình tốt mở miệng tổng giám thái quá khen tổng biên tập lương không cần khiêm tốn tôi đều nói thật thái dũng thắng vừa nói chuyện một bên nháy mắt cho nữ nghệ sĩ dương lộ thiến nhất thời hiểu ý bưng ly rượu đi về phía lương sùng, thân thể kề sát hết mức, tổng biên tập lương, thiến thiến mời anh một ly. Sau ba lần rượu, Thái Dũng thắng đủ loại nịnh nọt, chờ đến dụ dỗ đủ rồi, mới thừa cơ hội mở miệng nói. Tổng biên tập lương, thiến thiến là người mới năm nay của quang diệu của chúng tôi, tất cả tài nguyên đều ưu tiên cho em ấy, mới vừa quay một bộ phim về nữ chủ đùa giỡn, tương lai phát triển không tồi, cái ảnh biệt kia có thể để cho thiến thiến hay không? Nghe đến đó, lương sùng nhất thời nhíu mày, Uống rượu thuộc về uống rượu, chuyện công ông ta không lơ là, có thể làm được vị trí tổng biên tập, tự nhiên không phải người ngu, tùy tiện lừa đôi câu là được. Năm nay người mới vào vượt qua quá nhiều, Dương Lộ Thiến này cũng chỉ là một trong số đó, mặc dù đem tài nguyên lớn đổ vào, nhưng cũng chưa chắc đã nổi. Loại người này, còn chưa có đủ tư cách để lên tạp chí của ông ta, nếu như ông ta biết hôm nay tổng giám quang rượu kín đáo đưa người cho ông ta, chắc ông ta cũng không tới ăn bữa cơm này lương sùng ung dung mở miệng nói tổng giám thái tôi nghĩ anh có phải nghĩ sai gì rồi không trước đây tôi và tổng giám diệp nói qua là để cho công hút chụp ảnh bìa kỳ tạp chí tiếp theo của chúng tôi tôi bên này đã chuẩn bị xong chủ đề cho cậu ta anh đột nhiên muốn đổi người tôi sợ chúng ta không cách nào hợp tác được thái dũng thắng ho nhẹ mở miệng nói tổng biên tập lương anh đừng nóng đừng nóng tôi đương nhiên không vi phạm quy ước với anh rồi ý của tôi là anh có thể đem Thiến Thiến chụp chung với cung húc được không? Hình tượng bên ngoài của cung húc anh cũng biết rồi, khoảng thời gian này thái độ lại thay đổi bình thường, đột nhiên tu tâm dưỡng tính, không có giao lưu bạn gái, thậm chí tin bên lề cũng không có, ngoại giới đối với việc này rất hiếu kỳ. Anh nghĩ, nếu như lúc này truyền ra cái tin gì, có phải hay không rất nóng? Đến lúc đó lượng tiêu thụ của tạp chí anh không phải là hết sức rõ ràng sao? Thái Dũng thắng đã tính toán gợi ý hết sức rõ ràng. Anh ta không chỉ muốn cướp công lao của Diệp Oản Oản, còn muốn cọ nhiệt độ của cung húc, lợi dụng cung húc để nâng người mới dưới tay anh ta. Chương 814, hợp tác vui vẻ. Lương Sùng nghe đến đó, ánh mắt nhất thời sáng lên, vừa nhìn chính là đối với ý kiến của Thái Dũng thắng rất động tâm. Gần đây, sắc đẹp của bọn họ bị đối thủ cũ Phi Phi theo rất căng, bên ông ta áp lực cũng rất lớn, nếu không cũng không muốn loại hình như cung húc. Nhưng không có người nào khác nên bên ông ta mới hạ thấp tiêu chuẩn của mình như vậy. Bất quá, người tổng giám Diệp kia đàm phán rất tốt, làm cho cho ông ta phá lệ. Nhưng không nghĩ tới, tổng giám của Quang Diệu lại đổi người, Thái Dũng Thắng nói muốn chụp hai người, mặc dù độ nóng cũng không nhiều nhưng nghe ý của Thái Dũng Thắng, Quang Diệu là muốn lợi dụng ảnh bìa này để nâng đỡ người mới, đến lúc đó có thể kéo được lượng tiêu thụ. Ngược lại ông ta đã vì cung hút phá lệ một lần, vì lượng tiêu thụ lại phá lệ một lần dường như không khác nhau là mấy. Phát hiện sắc mặt Lương Sùng dao động, Thái Dũng Thắng lập tức không ngừng nháy mắt cho nữ nghệ sĩ. "Tổng biên tập Lương, em nhất định sẽ biểu hiện rất tốt." Dương Lộ Thiến vừa nói, một tay mò trên đùi Lương Sùng. "Không chỉ là kéo được lượng tiêu thụ, hơn nữa Thái Dũng Thắng này cũng cho ông ta có nhiều chỗ tốt, sao mà lại không làm?" Nghĩ tới đây, Lương Sùng mở miệng nói, "Nếu như mà chụp hai người, ngược lại cũng không phá hủy hiệp ước giữa chúng ta." Lương Sùng, hợp tác vui vẻ. Chấm chấm. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Diệp Mộ Phàm tức giận đùng đùng đi tìm Diệp Oản Oản. Oản Oản, anh biết ngay con cáo giả trừ hồng quang không có lòng tốt mà. Vào lúc này Thái Dũng Thắng nhảy dù tới, rõ ràng là muốn cướp công lao của em. Như thế, vừa mới tới công ty một ngày, liền trên người vào chỗ trang bìa của sắc đẹp. Không phải trang bìa, sắc đẹp, là do em lấy được sao? anh ta lại có thể dựa vào một bữa cơm thì đại công cáo thành. Diệp mộ phàm càng tức giận, cái tên đó ỉ vào trừ hồng quang chống lưng, sau đó càng quá đáng hơn, ở một chỗ với loại người như Thái Dũng Thắng này, không bằng trực tiếp rời đi cho rồi. Diệp oản oản đi tới, rót cho Diệp mộ phàm ly trà, chấn an anh một cái, không gấp, bây giờ chưa phải lúc. Diệp mộ phàm vội mở miệng, đáng chết, thiếu chút nữa đã quên rồi, em thiếu trừ hồng quang khoản tiền nhà ở, còn thiếu bao nhiêu. Chỗ này anh cũng có một ít, em cầm lấy đi. Nhà tạo mẫu cho dù nhiều đi nữa cũng không thể nào bằng nghệ sĩ với người đại diện được, huống chi anh mới làm cũng không lâu, cho nên không có để dành được bao nhiêu tiền. Đều do anh, lúc trước quá chơi bời, nếu là sớm kiếm tiền một chút thì cũng không để một mình oản oản cực khổ như vậy. Càng làm anh lo lắng là, nếu quả thật từ trước thì sẽ có chỗ nào chứa chấp bọn họ. Bắt đầu lại từ đầu thì dễ sao, những công ty khác cũng không dễ lăn lộn như vậy không cần anh bây giờ đang trong thời kỳ phát triển cần có nhiều tiền để sử dụng nhiều chỗ còn khoản tiền nhà ở thì tháng này e cũng đủ rồi đúng rồi sự tình em bảo anh chú ý thì như thế nào diệp oản oản hỏi vẫn đang trông chừng em nói cái bộ phim kia hoàng thiên vẫn chưa có tin tức diệp mộ phàm trả lời sau đó không hiểu hỏi bất quá em quan tâm hoàng thiên quay phim điện ảnh nào làm gì diệp oản oản lộ ra thần sắc suy tư dĩ nhiên là muốn xác định xem sự tiến triển của kiếp này với kiếp trước như thế nào. chương 815, bị bôi nhỏ trinh tiết. Cô muốn xác định xem Hoàng Thiên có sử dụng kịch bản bên từ lâm đem qua để quay thành phim hay không. Hiện tại, cái kịch bản này cô đã sớm dựa vào ký ức kiếp trước mà viết ra toàn bộ rồi, hơn nữa còn đăng ký bản quyền trước Hoàng Thiên. Bộ phim này là mấu chốt nhất, là lá bài tẩy xem cô có thể xoay mình hay không. Nếu như bước cờ này không đi được thì sau khi rời khỏi quang diệu, muốn đông sơn tái khởi, sẽ cực kỳ gian nan. Hiện tại, chuyện cô cần làm một là cần phải nhanh chóng trả hết nợ, hoàn toàn đem quyền sở hữu nhà cầm về, hai là phải đợi tin tức xác thực bên phía Hoàng Thiên. Bên này Diệp Oản Oản đang nói chuyện, một hồi tiếng chuông điện thoại di động rồn dập reo lên. Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh nóng nảy không dứt là trợ lý đông tử của cung húc, Diệp Ca, không xong rồi, cung húc, cung húc anh ấy và Thái Dũng Thắng lại ầm ý rồi. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, Thái Dũng Thắng, mọi người hôm nay không phải đi chụp hình cho tạp chí, sắc đẹp sao? Đông tử mở miệng nói, vâng, nhưng Tổng Giám Thái mang theo nghệ sĩ dưới tay của anh ta là Dương Lộ Thiến cùng đi, còn nói muốn cho Dương Lộ Thiến và cung húc cùng nhau chụp ảnh bìa, cung húc không muốn, cho nên liền xảy ra tranh cãi. Không nghĩ tới, tên Thái Dũng Thắng này đoạt công lao của cô không nói, còn thừa cơ đem theo nghệ sĩ của mình, lại muốn lấy thêm tài nguyên, còn đụng chạm với cung hút nữa. Thật sự là tính toán rất hay. Tôi lập tức tới ngay. Diệp Oản Oản nói xong cúp điện thoại. Oản Oản, xảy ra chuyện gì sao? Diệp Mộ Phàm vẻ mặt lo âu hỏi. Diệp Oản Oản, Thái Dũng Thắng đem Dương Lộ Thiến tiến vào ảnh bia, sắc đẹp. Diệp Mộ Phàm, mẹ nó, người này làm sao lại vô sỉ như vậy được chứ? Diệp Oản Oản, em đi xem một chút, anh đừng lo lắng cho em, nhanh đi làm chuyện của anh đi. Công ty cao ốc tạp chí, sắc đẹp, bên trong phòng chụp ảnh. Diệp ca, vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, cùng Húc đang cùng Thái Dũng thắng tranh cãi nhất thời vẻ mặt phảng phất như bị bôi nhọ trinh tiết nói, "Diệp ca, em không muốn chụp, em muốn về nhà." Nhìn thấy Diệp Oản Oản, Lương Sùng cố ý làm ra bộ dạng kinh ngạc mở miệng nói, "Ơ kìa, tổng giám Diệp, làm sao anh lại đích thân tới đây vậy?" Diệp Oản Oản đầu tiên là cho cung húc ánh mắt bình tĩnh chứa nóng vội, ngay sau đó nhìn về phía Lương Sùng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói, tổng biên tập Lương, nếu như tôi nhớ không lầm, ban đầu chúng ta đã nói để cho cung húc chụp ảnh bìa kỳ này mà thôi. Trong con mắt của Lương Sùng thoáng qua một vệt sáng, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói, tổng giám Diệp, a à không đúng nha, hiện tại phải gọi anh là phó tổng giám đốc Diệp rồi, còn chưa có kịp chúc mừng phó tổng giám đốc Diệp thăng chức. Sự tình ở đây, là như thế này, mặc dù tôi có đáp ứng để cho cung húc xuất hiện trên trang bìa kỳ này, nhưng không có nói không có những người khác, anh nói có đúng hay không. Khóe miệng Diệp Oản Oản đảo qua một tia cười lạnh, ông ta lại có thể cùng với cô chơi chữ kiểu này sao? Lương Sùng tiếp tục mở miệng nói, huống chi, hiện tại Tổng giám nghệ sĩ là Thái Tiên Sinh, chuyện hai người chụp hình kỳ này tôi đã cùng anh ta nói chuyện xong rồi. Mặc dù hiện tại Diệp Oản Oản nói dễ nghe một chút là Phó Tổng Giám Đốc, nhưng người nào lại không biết quan hệ của Thái Dũng Thắng và Trừ Hồng Quang chứ? Trừ Hồng Quang đem anh ta đưa vào truyền thông Quang Diệu là có ý đồ gì? Cho dù là nội bộ hay là bên ngoài Quang Diệu đều rất rõ ràng, bọn họ đương nhiên cũng biết lời nói của ai là có trọng lượng nhất. Bây giờ Diệp Oản Oản này chỉ có vị trí là một phó tổng giám đốc, là một người chỉ có miếng mà không có tiếng mà thôi. Lúc này, Thái Dũng Thắng mang theo Dương Lộ Thiến cười ha hả đi tới, phó tổng giám đốc Diệp loại chuyện nhỏ này giao cho tôi là tốt rồi, không cần làm phiền anh tới đây đâu. Anh nhìn xem cung hút và thiến thiến của chúng tôi trai tài gái sắc, đứng chung một chỗ như cảnh đẹp ý vui, mọi người nhất định sẽ thích xem cái này. Lại nói vai chính do thiến thiến của chúng tôi đóng trong phim truyền hình mới vừa quay xong, nhân khí đang cao, cho nên lượng tiêu thụ tạp chí kỳ này nhất định sẽ cực lớn nha. chương 816, Sù Lông Cung hút nghe xong giận đỏ mặt, chỉ thái dũng thắng mắng, bùng nổ đại gia ông A, muốn lợi dụng nhân khí của tiểu gia tôi còn nói đường đường chính chính như vậy làm còn giống như là tôi đang chiếm tiện nghi của người bên ông nữa chứ tôi cảnh cáo ông ai muốn chụp người đó chụp tiểu gia không chụp chung đâu muốn chiếm tiện nghi của tôi sao vậy cũng phải xem tôi có tình nguyện hay không đã trước mặt nhiều người như vậy mà cung húc không nể mặt mình sắc mặt của thái dũng thắng nhất thời có chút khó coi liền trầm giọng nói cung húc cậu coi mình vẫn là nhị thiếu gia cung ra sao hợp tác quan trọng như vậy một câu nói không chụp của cậu thì không chụp sao? Phó tổng giám đốc Diệp à, chẳng lẽ đây chính là tư chất nghệ sĩ dưới tay anh sao? Sắc mặt của Cung Húc biến đổi, hiện tại cậu ta ghét nhất chính là một câu nói kia, cậu coi mình vẫn là nhị thiếu gia Cung gia, đang tức giận muốn mở miệng mắng, Diệp oản oản đè lại bả vai của Cung Húc, sau đó nhìn về phía Thái Dũng thắng, tư chất nghệ sĩ của tôi như thế nào, còn chưa tới phiên người ngoài xen vào. Sắc mặt Thái Dũng thắng cứng đờ, anh. Lúc này Điện thoại di động của Diệp Oản Oản reo lên, tên người gọi đến là Trừ Hồng Quang. Hơn nữa Trừ Hồng Quang gọi đến là cuộc gọi video. Thái Dũng Thắng nhìn thấy điện thoại di động của Diệp Oản Oản, nhất thời lộ ra vẻ mặt đắc ý. Diệp Oản Oản tiếp điện thoại, "Alo, Trừ tổng." Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh lời nói sâu xa của Trừ Hồng Quang, "Diệp Bạch à, hiện tại Dũng Thắng cậu ta vừa tới công ty, khả năng có người sẽ không nghe cậu ta, rất nhiều chuyện còn cần cậu giúp đỡ và phối hợp." cậu hiểu ý của tôi chứ quả nhiên là tới cảnh cáo cô mà hơn nữa cố ý gọi video rõ ràng cho thấy muốn để cho nhiều người thấy thái dũng thắng có chỗ dựa diệp oản oản hiểu được vẻ mặt thái dũng thắng châm biếm giả vờ bất đắc dĩ nói trừ tổng phó tổng giám đốc diệp anh ta xúi dục nghệ sĩ dưới tay không phối hợp với công tác của tôi như vậy tôi thực sự rất khó khăn ngắt điện thoại của trừ hồng quang xong sau đó Diệp Oản oản lần nữa nhìn về phía Thái Dũng Thắng đang đứng đối diện, chụp ảnh bìa này muốn chụp cũng có thể, nhưng tôi phải nhắc nhở tổng giám thái một câu. Giờ phút này, Thái Dũng Thắng đã hoàn toàn là bộ dạng không lo ngại gì, trong đầu nghĩ, anh ta không phải mới vừa còn rất khó chịu sao? Cuối cùng cũng phải nghe mình thôi. Lúc trước Diệp Bạch nâng lên một lạc thần nên mới đứng vững gót chân như vậy, nhưng anh ta có thêm năng lực lại có bản lãnh đi nữa thì thế nào? Mình không cần loại có năng lực này chỉ cần có người cho hậu thuẫn lớn thì dù kẻ ngu mình cũng có thể cho người đó thành siêu sao được chờ nghệ sĩ của mình nổi tiếng đến lúc đó lại đem tài nguyên trong tay diệp bạch thậm chí nghệ sĩ từng cái tiếp nhận lúc đó quang diệu này còn không chính là vật trong túi của mình sao thái dũng thắng vô tình mở miệng nói ha ha phó tổng giám đốc diệp cứ nói đi đừng ngại diệp oản oản trực tiếp mở miệng tôi không đồng ý cho hai người cùng chụp ảnh nhưng bây giờ tổng giám thái đã cùng với tổng biên tập lương thương lượng được với nhau rồi, nếu như tổng giám thái vẫn như cũ giữ vững ý muốn của mình, như thế, sau khi có ảnh bìa kỳ này, tất cả mọi hậu quả tạo thành đều do tổng giám thái tới gánh vác, xin hỏi điểm này, anh có vấn đề gì hay không? Đây là muốn nói anh ta đoạt công lao, cố ý hù dọa uy hiếp anh ta đây mà. Anh ta sao lại không nhìn thấu trò lừa bịp này được chứ? Thái Dũng thắng cười ha hả mở miệng nói, phó tổng giám đốc Diệp đó là chuyện đương nhiên rồi, dù sao lần hợp tác này, là tôi nói thành mà. Mọi chuyện sau này đương nhiên cũng để tôi xử lý rồi. Lương Sùng đứng ở một bên nghe được lời của Diệp Oản Oản, đồng dạng cũng thể hiện sự xem thường. Thái Dũng Thắng nói xong Dương Dương đắc ý nhìn về phía Cung Húc, Cung Húc, người đại diện của cậu cũng đã đồng ý rồi, cậu còn muốn tiếp tục náo loạn nữa sao? Cung Húc giận đến Sù lông, Diệp ca, tại sao phải để cho em và người xấu xí này cùng nhau chụp ảnh chứ, em không chụp đâu. Số tiền đó cũng không đủ để bồi thường tổn thất tinh thần của em đâu. Vẻ mặt của Dương Lộ Thiến vặn vẹo, xấu xí cô ta xấu xí sao? Diệp Oản Oản khóe miệng hơi rút, cái loại đần độn này miệng cũng thật là độc. Chụp xong tôi sẽ để cho đông tử đi mua mứt hoa quả cho cậu. Diệp Oản Oản nói, cung húc em không đồng ý đâu, đừng tưởng rằng một hộp mứt hoa quả thì có thể dụ được em trinh tiết của em chẳng lẽ cũng chỉ có giá trị bằng một hộp mứt hoa quả sao? Anh coi em là cái gì vậy? Diệp Oản Oản, hai hộp. Cung hút, nhiếp ảnh ra đâu, nhanh lên một chút. Đừng lãng phí thời gian. Diệp Oản Oản. chương 817, kiên quyết không ngủ cùng. Bởi vì có sự phối hợp của cung hút cho nên buổi chụp hình với hiệu suất cao đã hoàn thành. Trong lúc chụp hình Thái Dũng Thắng nhiều lần yêu cầu chụp với một vài động tác thân mật, nhưng cũng còn may bởi vì có Diệp Oản Oản ở đó nhìn chăm chăm, cộng thêm lương sùng cố kỵ, sắc đẹp, bức bách, cho nên cũng không có chụp hình ảnh quá mức giới hạn, bồi chụp hình thuận lợi hoàn thành. Mới vừa chụp xong cung húc lập tức chui lên xe bảo mẫu. Mứt hoa quả của tôi đâu, vừa lên xe cung húc giống như bị bỏ đói nhào qua hướng đông tử. Đông tử lau mồ hôi, vội vàng lấy ra, anh húc, đã mua xong, là nơi anh thường đi mua đó. Cung húc nhận lấy túi, nhìn một cái, Vẻ mặt bất mãn, không có mua thêm cái gì khác sao? Để cho cậu đi mua hai hộp mứt hoa quả, cậu thực sự chỉ mua hai hộp mứt hoa quả thôi sao, sao không mua thêm bánh ngọt cho tôi? Cung Húc bởi vì luôn luôn ăn vụng đồ ăn vặt mà cân nặng cơ thể vượt quá chỉ tiêu, cho nên liền bị Diệp Oản Oản bắt buộc phải giảm cân, không cho phép ăn vặt, nhất là đồ ngọt, hiếm thấy có thể được cho phép ăn một lần. Cung Húc từng bước từng bước thận trọng từ từ thưởng thức, rất sợ ăn xong liền không còn nữa, vừa ăn một bên vừa nháy mắt ánh mắt long lanh hướng về diệp oản oản ở chỗ ngồi bên cạnh rồi nói diệp ca diệp ca người ta có thể nói cho anh chuyện này không tương đương diệp oản oản khóe miệng hơi rút nói tiếng người cung húc diệp ca em muốn cùng anh thương lượng diệp oản oản nói đi con mắt của cung húc lóe sáng lấp lánh nói a chính là anh khi nào để cho em gặp mứt hoa nhỏ thật sự một chút đó rõ ràng ngay từ đầu là vì mứt hoa nhỏ nên cậu ta mới đi theo diệp bạch nhưng càng về sau này thời gian ở chung ngày càng lâu cậu ta phát hiện sự chú ý của mình tất cả đều tập trung ở trên người diệp bạch thậm chí thiếu chút nữa đã quên mục đích ban đầu của mình chẳng qua là thỉnh thoảng nhìn thấy gương mặt của diệp bạch cậu ta mới nhớ tới mứt hoa nhỏ của mình diệp oản oản liếc cậu ta một cái nói vẫn chưa từ bỏ ý định của mình sao vẻ mặt cung hút nghiêm nghị nói diệp ca anh nói nói gì vậy mặc dù em bình thường tương đối hoa tâm nhưng cảm tình của em đối với mứt hoa nhỏ là không khác với những người khác đó có được không diệp oản oản nơi nào không giống nhau hai người chỉ mới gặp qua một lần mà thôi mặt của cung húc hiện ra hoa đào vẻ mặt ngượng ngùng mở miệng nói diệp ca anh chưa từng nghe qua câu nói mà cô gái thường nói sau cái gọi là tình yêu không có phức tạp như vậy đâu có người chỉ cần vào một buổi chiều nào đó vừa vặn xuất hiện ở trước mắt mình mặc một cái áo sơ mi trắng thì cũng có thể yêu được rồi đối với em mà nói tình yêu của em chính là lúc mứt hoa nhỏ đưa cho em một hộp mứt hoa quả diệp oản oản mặt im lặng nhìn về phía cung húc đột nhiên tràn đầy tâm tình thiếu nữ rõ ràng là một kẻ tình trường phong lưu lại có thể bày ra một bộ dạng như mới trải qua mối tình đầu như vậy được sao diệp oản oản mở miệng nói mứt hoa nhỏ không có cho phép cậu mỗi ngày ăn một khối sô cô la đâu vẫn là nên trấn an đứa nhỏ này một chút đi, dù sao lần này, cung húc sợ là phải chịu điểm ủy khuất rồi. Trong nháy mắt cung húc nghe vậy mừng như điên, sau đó, mặt đầy cảnh giác nhìn chầm chầm Diệp oản oản, Diệp ca, anh làm sao đột nhiên tốt với em như vậy. Người ta tâm tính thiện lương sẽ có chút sợ hãi nha, anh, anh không phải là muốn đem em bán cho bà chủ có tiền, muốn em ngủ cùng bà ta chứ. Diệp oản oản, cậu vẫn nên tiếp tục gặm lá cây cải trắng đi. Làm xong mọi chuyện, sau đó, Diệp Oản Oản trở về Cẩm Viên, theo tư giả Hàn cùng nhau ăn cơm tối. Trở lại đã được mấy ngày rồi, nhiếp vô danh mai danh ẩn tích, vẫn không có liên lạc lại với cô, cho nên cô cũng không biết sốt của còn có cần cô giúp đỡ nữa hay không, vì thế về phía tư giả Hàn cô vẫn chưa mở miệng nói bất kỳ điều gì cả. Tên kia không đáng tin cậy như vậy, hay là chờ xác định rồi nói sau đi, dù sao đột nhiên bảo cô nói với tư dạ hàn để anh đi làm ba, thật sự có chút quá giật mình đi. chương 818, đây là trò chơi mới. Diệp Oản Oản mới vừa vào trong sân thì đụng phải thập nhất, sau đó nhìn thấy một con mắt và cằm của cậu ta đều tím bầm một mảng lớn. a à, thập nhất, mặt của cậu sao thế? Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Thích, Oản Oản tiểu thư, thập nhất theo bản năng vội vàng che mặt mình. Hơn nữa phản xạ có điều kiện lui về sau một bước dài, sau đó nói không có không có việc gì hết ánh mắt diệp oản oản sắc bén hỏi lại tại sao lại không sao chứ ai đánh cậu vậy có phải là mấy người nguyên sinh lại tìm cớ rồi hay không hả thập nhất nghèn nghẹn nói không có thật sự không có chính tôi đụng vào tường thôi diệp oản oản hả chính mình đâm phải tường có thể bị thương thành như vậy được sao diệp oản oản đang nói chuyện với thập nhất phía sau lưng thập nhất phong huyền diệp cũng đi tới hơn nữa đều giống nhau xương mặt xương mũi. Diệp Oản Oản nhìn thập nhất một chút, rồi lại nhìn cả lâm một chút, mặt đầy không tin nói, Phong Huyền Diệp cũng lại là xảy ra chuyện gì. Phong Huyền Diệp đầu tiên là sướng sờ, sau đó nháy mắt một cái, Ê, tôi, tôi, tôi và, và thập nhất nhất cùng nhau đụng. Thập nhất lập tức nói, đúng, tôi có thể làm chứng. Vẻ mặt Diệp Oản Oản không biết nói gì, hai người chơi trò gì mới à. Phong Huyền Diệp, thập nhất lau mồ hôi. Bọn họ cũng không muốn chơi đùa đâu nha. Chấm chấm. Lúc ăn cơm với tư giả hàn, Diệp Oản Oản vẫn luôn nghĩ đến chuyện ba mẹ của cháu nhiếp vô danh đều cùng nhau mất tích. Cô cẩn thận nghĩ qua, với tình hình thân thể hiện tại của tư giả hàn, khả năng có con cực kỳ thấp. Ừm, thân thể của anh ngay cả vận động mạnh cũng đều không thể chịu đựng được, cũng đừng nói tới chuyện sinh con không thể không nói trước muốn để cho tư giả hàn người có tính cách không dính khói bụi trần gian tạm thời đi làm vú em tính khả thi cũng đã quá thấp rồi. Bây giờ còn muốn để cho anh đi giả làm ba người khác, đây không phải như là đâm vào vết thương của anh sao? a à, đến lúc đó không bằng tìm một diễn viên tạm thời sẽ thích hợp. Thấy Diệp oản oản cắn đũa, mất tập trung, tư giả hàn giống như có thể nhìn thấu lòng người, ánh mắt nhìn về phía cô rồi hỏi em đang suy nghĩ chuyện gì vậy? À, Diệp oản oản trột dạ, sau đó bật thốt lên nói, không có. Không nghĩ cái gì á, em chỉ nghĩ đến thân thể của anh xem có ổn chưa, khi nào chúng ta có thể sinh hoạt vợ chồng a. À? Khổ Tư Dạ Hàn bị sặc. Diệp Oản Oản gấp rút vỗ phía sau lưng của anh nói, anh không có sao chứ? A, à, thật là hiếm khi nhìn thấy bộ dáng thất thố của Tư Dạ Hàn. Cô phát hiện ra mình càng ngày càng thích trêu chọc Tư Dạ Hàn, còn trêu chọc càng ngày càng thuận miệng nữa chứ, đây là chuyện gì a? À? tư giả hàn rất nhanh khôi phục vẻ mặt trước sau như một trong trẻo lạnh lùng của mình ăn cơm đi ưng ừ, cô không có cách nào ăn ngon nữa khi nghĩ về chuyện đó gần đây công việc như thế nào tư giả hàn hỏi tư giả hàn ít khi hỏi tới chuyện công việc bên kia của cô bây giờ hiếm thấy đột nhiên lại hỏi tới cô thầm nghĩ chắc có chuyện gì đó đây đoán chừng là biết công ty bọn họ gần đây có sự thay đổi nhân sự rồi diệp oản oản đem tình huống đơn giản nói với anh một chút sau đó mở miệng nói, Thái Dũng Thắng là cháu bên ngoại của Trừ Hồng Quang, hậu thuần vững chắc như thế, anh ta muốn tiếp quản công ty, đích ngon tinh com em căn bản là không có cách ngăn cản được, đây cũng là tình huống mà em đã sớm ngờ tới. Cố gắng làm đến bây giờ, nhìn anh ta trà đạp tâm huyết của em, sẽ đau lòng cũng là điều khó tránh khỏi, chẳng qua là, bước này, sớm muộn đều phải trải qua. Lúc trước thời điểm tiến vào Quang Diệu, mục đích của cô rất rõ ràng, Quang Diệu tương đương với một môi trường mới, là nơi cô rèn luyện, tích góp kinh nghiệm và giao thiệp mọi nơi, sớm muộn cũng sẽ có một ngày phải rời đi. Tư giả dạ hàn nhàn nhạt nhìn cô một cái, hậu thuần, vững chắc. Diệp oản oản nháy mắt một cái, nhanh nhẹn cười hắc hắc mở miệng nói, nơi nào a à, vững chắc thế nào đi nữa cũng không bằng anh. chương 819, hai nam tranh một nữ. Mấy ngày sau, vì không muốn cháu mình tiếp tục gây sự với Diệp oản oản, trừ hồng quang phái cô đến nơi khác đi công tác. Cùng lúc đó, Cung Húc và Dương Lộ Thiến ở, sắc đẹp, chụp đủ loại hình ảnh ngoài lề đã bay đầy trời. Dương Lộ Thiến hiển nhiên là rất am hiểu làm loại chuyện này, lợi dụng góc độ tạo ra không ít hình ảnh mập mờ. Xì căng đan giữa Cung Húc và Dương Lộ Thiến ùn ùn kéo đến, tất cả mọi người đều truyền tai nhau về tình yêu mới của Cung Húc. Bởi vì lượng fan của Cung Húc lớn, nên cái tên Dương Lộ Thiến trước đó không ai biết đến thoáng cái đã xuất hiện tại trước mặt tất cả công chúng. Tình yêu mới của Cung Húc đã được đưa ra ánh sáng. Bạn gái mới là nữ nghệ sĩ đàn em cùng công ty. Bạn gái mới của Cung Húc Dương Lộ Thiến ảnh Ngọc Thanh Thuần. Cung Húc vui mừng. Ngàn năm vừa thấy người đẹp Dương Lộ Thiến, Cung Húc lần nữa rơi vào bể tình, theo đuổi tới cùng đàn em xinh đẹp. Nhìn thấy tựa đề bát quái trên mạng, Cung Húc giận đến dậm chân, đệt. Thái Dũng thắng đáng chết, lão tử quyết liều mạng với anh. Ai còn miệng nó theo đuổi tới cùng rồi hả? Nội dung như vậy mà có thể đưa lên báo được sao? Đang la hét, cung húc lại thấy được mấy tin bát quái, lạc thần, dương lộ thiến đêm khuya cùng vào nhà trọ ân ái, lạc thần, dương lộ thiến liếc mắt đưa tình, mối tình đầu của quốc dân lạc thần bên bông hoa xinh đẹp nhất dương lộ thiến. Cùng là một nhân vật nữ, có chút hư hư thật thật chụp hình lại, sau đó tạo thêm tựa để hấp dẫn con mắt. À ha ha ha, lạc thần cậu cũng trúng đạn nha. Cung hút một giây trước vẫn còn đang kêu la như sấm, một giây sau lại bắt đầu cười trên nổi đau của người khác trên ghế salon lạc thần nhìn tin tức của mình và dương lộ thiến đủ loại bát quái chân mày nhíu chặt còn không có đắc ý bao lâu cung húc lại bắt đầu ồn ào miệng nó cung húc lạc thần vì ái mộ đàn em ra tay đánh nhau cái tin tức này là cái quỷ gì vậy cô gái này muốn đùa giỡn với ai vậy trong tấm ảnh là cảnh cung húc và lạc thần đang nói chuyện dương lộ thiến ở bên cạnh lo lắng khuyên nhủ đích ngon tinh com nhìn qua thực sự giống như một tiết mục máu chó hai nam tranh một nữ nhưng trên thực tế tình huống là Cung Húc và Lạc Thần giống như ngày thường cãi nhau, hai người cãi lộn như vậy vốn là thái độ bình thường, bên ngoài Lạc Thần luôn là vẻ bình tĩnh lãnh nhạt, nhưng Cung Húc mỗi lần đều có bản lĩnh chọc cho Lạc Thần phát bực lên, hơn nữa tên này lại luôn lấy điều đó làm thú vui. Trong tấm ảnh lúc đó chụp lại được chính là cảnh Dương Lộ Thiên tự mình chạy tới xen vào việc của người khác nhìn như khuyên can mà thôi, kết quả lại bị xuyên tạc thành như vậy. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà tên ba người Cung Húc, Lạc Thần dương lộ thiến đã xuất hiện vô số lần từ báo chí cho đến thông tin trên mạng dương lộ thiến quả thật giống như một dạng vampire hút máu điên cuồng bám lấy bọn họ dính vào người cung hút còn không đủ liền kéo luôn cả lạc thần vào vòng xoáy này luôn dựa vào cỗ nhiệt độ này thái dũng thắng lại tự chủ trương thay ba người nhận không ít buổi phỏng vấn cùng sâu diễn giờ phút này sắc mặt cung hút và lạc thần đều không tốt lạc thần xuất đạo tới nay đều là không có bất kỳ xì căng đan nào cả hình tượng vô cùng tốt sau chuyện này lượng phen của dương lộ thiến tăng mạnh nhưng hình tượng của cậu lại bị ảnh hưởng rất lớn tuy nói cung húc nhiều người không thích nhưng khoảng thời gian này cung húc bất luận là tiếng đồn hay là phương diện cuộc sống riêng đều làm cho người ta ấn tượng nhiều hơn những thứ này đều là do kết quả mà diệp oản oản cố ý tạo ra mục đích là muốn giúp cải thiện hình tượng của cung húc theo độ tuổi của cung húc không có khả năng dùng thần tượng làm hình tượng cả đời của mình được nhất định phải bắt đầu chuyển đổi bây giờ lại bị Dương Lộ Thiến ẩm ý như vậy, tình hình của cậu ta lại trở về như trước kia mất. Cung Húc và Lạc Thần đã sớm không thiếu fan, càng không cần dùng phương thức tạo xì căng đan để thu hút fan nữa, ngược lại tạo xì căng đan với nữ minh tinh khác sẽ đưa tới phản cảm cho fan của bọn họ, bọn họ hiện tại cần chính là tích lũy danh tiếng và gốc gác để bảo vệ hình tượng của mình. Thái Dũng Thắng làm chuyện này cuối cùng vẫn chỉ vì muốn cho Dương Lộ Thiến nữ nghệ sĩ của mình được nổi tiếng mà thôi chương 820, tình cảnh gian nan. Trong buổi họp công ty Hoàn Cầu, Thái Dũng Thắng Dương Dương đắc ý khoe khoang, bây giờ trải qua sự điều hành của tôi, ba người thiến thiến, lạc thần và cung hút càng ngày càng nổi tiếng rồi. Đầu năm nay lăn lộn trong giới giải trí cũng không phải là chuyện có thể đùa giỡn được đâu, tuyên truyền và phương hướng kinh doanh rất quan trọng, nếu không làm sao có thể có nhiều người biết đến chúng ta như vậy được. Không tệ không tệ, Tổng Giám Thái nói đúng. Thiên Thiên đúng là một người có tiềm lực, mới xuất đạo trong thời gian ngắn mà đã bùng nổ lớn như vậy rồi, ánh mắt của Thái Dũng Thắng quá độc đáo. Các quản lý cấp cao khác nghe vậy toàn bộ đều dối giết phụ hỏa tán dương. Dương Lộ Thiến vẻ mặt khiêm tốn mở miệng nói, mọi người quá khen rồi, hoàn toàn nhờ vào Tổng Giám Thái bồi dưỡng nên tôi mới được như ngày hôm nay thôi. Thái Dũng Thắng được thời đắc ý nhìn về phía hai người Cung Húc và Lạc Thần đang đứng ở một bên, trực tiếp ra lệnh, Cung Húc, còn có cả Lạc Thần nữa, Tôi đã giúp hai cậu sắp xếp xong hành trình kế tiếp rồi, cuối tuần các cậu cùng Thiến Thiến ghi hình chương trình yêu đương 100% tại đài truyền hình Đế Đô. Cung Húc nghe đến đó rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vỗ bàn đứng lên, anh dựa vào cái gì sắp xếp lịch trình của tiểu gia, anh là gì chứ? Thái Dũng thắng bên ngoài cười nhưng trong không cười liếc Cung Húc một cái, ha ha, Cung Húc à, mặc dù người đại diện của cậu là phó tổng giám đốc Diệp, nhưng người quyết định chính tại công ty bây giờ là tôi tổng giám nghệ sĩ bộ kinh tế an bài công việc của nghệ sĩ hết thảy mọi chuyện đều do tôi quyết định, coi như là phó tổng giám đốc Diệp, cũng không có quyền hỏi tới. Nếu cậu không phục thì có thể kiến nghị tới chữ đồng. Thái Dũng Thắng, anh con mẹ nó đừng lấy chữ đồng đè ép tôi. Anh, bên cạnh lạc thần cao mày, thấp giọng nhắc nhở cung hút, đủ rồi, đừng để cho Diệp ca bị làm khó, cậu ồn ào như vậy, bất kể không phải là ý của cậu, bọn họ cũng đều sẽ cho rằng là Diệp ca sai khiến cậu, tình cảnh bây giờ của Diệp Ca đã đủ gian nan rồi đừng làm rộn lên nữa. đáng chết, cung hút gắt gao siết chặt nắm tay. Nếu là lúc trước, cậu ta căn bản cũng không cần nhìn sắc mặt của bất luận kẻ nào. Thế nhưng cậu ta được đối xử như vậy cũng là bởi vì gia tộc sau lưng của cậu ta mà thôi, không phải là bởi vì chính cậu ta. Hai người anh của cậu ta đều là người tinh anh trong nghề nghiệp, là kiêu ngạo của ba mẹ, chỉ có cậu vẫn luôn một mực dựa vào sự che chở của gia tộc. Trước đây cậu ta cũng xem thường điều kiện của gia đình mình, hiện tại mới phát hiện, những người đó nói không sai, không còn cái thân phận nhị thiếu cung gia này, cậu ta quả thật chẳng là cái thá gì cả, ngay cả năng lực bảo vệ người mình muốn quan tâm cũng không có. Lạc thần đè lại bả vai của cung húc, hết thảy chờ Diệp ca trở lại rồi hẳn nói. Cung húc lúc này mới cố nén tức giận, ngồi xuống. Vậy thì cứ quyết định như thế, tan họp đi, ánh mắt thái dũng thắng đầy diễu cợt nhìn hai người một người như là con cọp giấy không còn răng, một người không thân phận không bối cảnh, không có hoàn cầu này chống đỡ phía sau, bọn họ chẳng là cái thá gì cả. Hoàn cầu có thể cho bọn họ lên cao, đích ngon tinh com thì cũng có thể tùy tiện thu về, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời thôi, chẳng lẽ còn muốn chở mình đi chỗ khác được sao? Thành phố C Sau một ngày làm việc kết thúc, Diệp Oản Oản về tới phòng khách sạn. Mới vừa mở laptop lên, giống như trong dữ liệu của cô một loạt các bài báo ngập tràn Internet liên quan đến si căng đan của Cung Húc, Lạc Thần và Dương Lộ Thiến. Thái Dũng Thắng đem Dương Lộ Thiến tạo thành hình tượng nữ thần hoàn mỹ, mà Cung Húc và Lạc Thần chính là đều vì ái mộ cô ta, nên được dùng để làm nổi bật sự ưu tú của cô ta. Không cần nghĩ cũng biết, cái tên Cung Húc kia vào lúc này khẳng định đã nổi lên lửa giận cực lớn. Ba ngày. Còn có ba ngày nữa thôi, một khoản tiền cuối cùng có thể tới sổ, trả hết tiền nhà, cô không cần chịu sự hạn chế của trừ hồng quang nữa rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 821, ghen tị đại gia anh Ba ngày nay, thừa dịp diệp, diệp oản oản không ở đây, Thái Dũng Thắng càng thêm không chút kiêng kỵ nào độc quyền chỉ huy mọi việc, đem tài nguyên của diệp oản oản trước kia đưa cho các nghệ sĩ khác. Chỉ cần là thứ tốt, tất cả đều đem về cho Dương Lộ Thiến, cố ý chèn ép cung hút và lạc thần. Mặc dù Thái Dũng thắng là vì được ban ơn mới được chuyển đến đây, cũng từ bên phía tổng công ty tranh thủ được không ít phúc lợi, ví dụ như vị trí khi đi huấn luyện, cơ hội du học, nhân vật trong đoàn làm phim, nhưng toàn bộ đều cần anh ta đi cửa sau mới có thể cầm đến tay mình được. Tất cả mọi người đều biết, ở Quang Diệu đang muốn thay đổi nhân sự, mọi người đều bắt đầu tìm đường lui cho chính mình, ngay trước ở dưới sự quản lý của Diệp Bạch, chỉ cần là người có tài thì sẽ được cấp tài nguyên, mọi người đều dựa vào thực lực của mình mà có được. Hiện tại những thứ tài nguyên kia trở thành cơ hội đầu cơ trục lợi làm cho các nghệ sĩ khác nhanh chóng động tâm, thay đổi hướng đi của mình chuyển sang lấy lòng vị tổng giám nghệ sĩ bộ kinh tế mới tới này. Coi như Diệp Bạch có năng lực lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một người làm công ăn lương mà thôi, mà Thái Dũng Thắng lại là cháu của Trừ Hồng Quang, cho nên người sau này có thể tiếp quản lấy công ty này, tất nhiên là anh ta rồi. Ba ngày sau, đài truyền hình vệ thị ở đế đô, Tại hiện trường, yêu đương 100%. Thái Dũng thắng mang theo Dương Lộ Thiến được trang điểm tinh xảo đi lên, sau lưng có thêm vài phụ tá đi theo, nào là thợ tạo mẫu, thợ trang điểm, bảo vệ tổng cộng cũng đến bảy tám người, nhìn qua có chút phô trương thái quá. Thái Dũng thắng vênh vang đắc ý liếc nhìn Diệp Mộ Phàm ở bên cạnh mở miệng dặn dò, "Tổng giám Felix, đây là Thiến Thiến nghệ sĩ ưu tú của chúng ta, cho nên anh nhất định phải lấy trình độ cao nhất của mình ra để tạo hình cho cô ấy nhé." TDM Người này được gọi là phó chủ tịch hiệp hội thời thượng, nhưng không phải là đến đây làm công cho hoàn cầu bọn họ đấy sao? Biết Diệp Mộ Phàm là người của Diệp Bạch, cho nên mấy ngày nay Thái Dũng Thắng cũng không thiếu việc đi tìm người điều tra, thậm chí còn đem tất cả công tác trong tay anh ta đều bỏ đi gần hết, đặc biệt còn điều anh ta đến tạo hình cho Dương Lộ Thiến. Hai con mắt của Diệp Mộ Phàm híp lại, ánh mắt liếc qua nhìn thời gian trên điện thoại di động, sau đó cố gắng kềm chế xuống. Bên phía Oản Oản hẳn là sắp kết thúc rồi. Thời gian trang điểm cho một mình Dương Lộ Thiến đã chiếm hơn nửa ngày, cuối cùng đến phiên Lạc Thần và Cung Húc chỉ còn lại vài chục phút thôi, cũng còn may là căn cơ của hai người đều được, tùy tiện hóa trang một cái trong nháy mắt đã nổi bật hơn rất nhiều nghệ sĩ trẻ khác đang có mặt ngày hôm nay. Tốt rồi, mọi người, hoan nghênh mọi người đã đến, hiện tại tôi nói qua cho mọi người một chút yêu cầu của chương trình này. Đạo diễn đi tới mở miệng nói, Chương trình này nhìn qua như là tự ứng biến với những tình huống được đưa ra, nhưng trên thực tế tất cả đều có kịch bản, mỗi một bước nên làm như thế nào, có điểm nào cần xem, cuối cùng ngay cả xếp hạng nhất, nhì, ba tất cả đều đã được xác định rõ ngay từ đầu. Đạo diễn bắt đầu khua chiêng gõ trống sắp xếp, mấy người trước mặt đều đã nói xong, sau đó mới hướng về phía Lạc Thần và Cung Húc. Lạc Thần cậu cùng với Dương Lộ Thiến một tổ, Cung Húc cậu và Liễu Tiểu Dĩnh một tổ, vì để thu hút người xem ngay từ đầu chúng ta nhất định phải có mâu thuẫn kịch liệt. đích ngon tinh com cho nên kịch bản được đưa ra là lạc thần cậu và cung hút đối với dương lộ thiến đều có cảm tình. bất quá dương lộ thiến lại được phân đến cùng một tổ với lạc thần, cho nên vào lúc này cung hút cậu nhất định phải lộ ra sự ghen tị của cậu. cung hút. quát. the, f. -A? tôi ghen tị đại gia anh, ghen tị đại gia anh. đạo diễn tiếp tục mở miệng nói. chờ lát nữa, theo kịch bản lạc thần và dương lộ thiến ở trong game lấy được hạng nhất. Dương Lộ Thiến đi qua ôm Lạc Thần, Cung Húc tức giận liền tiến lên, cùng Lạc Thần ra tay đánh nhau. Cung Húc đứng ở tại chỗ nghe xong liền cười, cái kịch bản này là ai viết vậy? Tiểu ra tôi thiếu não mới có thể làm ra loại chuyện này được. Tôi, con miệng nó, sẽ thích một người xấu xí như vậy sao, hơn nữa còn cùng cái tên này tranh giành tình nhân. chương 822, nụ hôn đầu trên màn ảnh. Dương Lộ Thiến ở bên cạnh tức muốn chết, trên mặt bộ dạng ủy khuất, trong lòng lại liên tục cười lạnh. Kiêu ngạo như vậy làm gì cơ chứ, coi như anh ta không muốn đi nữa, còn không phải vẫn là ngoan ngoãn phối hợp cùng cô ta sao? Đạo diễn cười xòa nói, "Cung Húc à, đây là yêu cầu của chương trình, yêu cầu chương trình mà. Người xem đều thích xem cái này, cho nên phiền cậu để ý làm theo một chút." Lạc Thần lạnh giọng mở miệng, "Quy định bên trong hợp đồng có ghi, không có tiếp xúc thân thể." Đạo diễn không thèm để ý nói, nói là nói như vậy thôi nhưng loại quy định này là nhằm vào nữ nghệ sĩ nha, cậu là một người con trai, người ta là con gái ôm cậu, đó cũng là cậu chiếm tiện nghi của người khác đó, đúng không? Lạc thần môi mỏng mím chặt, không đợi anh ta tiếp tục mở miệng, vẻ mặt Thái Dũng Thắng đã không kiên nhẫn đi tới. Hai người các cậu, tại sao lại có nhiều vấn đề như vậy? Rốt cuộc có biết chuyên nghiệp là gì không? Cái gì gọi là phối hợp không? Tôi còn tưởng rằng Diệp Bạch có bản lãnh lớn, là kim bài trong giới người đại diện, nhìn dáng dấp cũng khá đẹp, nhưng mấy người dưới tay mình lại dạy dỗ thành loại người có tư chất như thế này thôi sao? Mắt thấy mình sắp nắm được quyền hành trong tay, Thái Dũng Thắng đã càng ngày càng không có sợ hãi. Nghe Thái Dũng Thắng nói Diệp Bạch không tốt, ánh mắt lạc thần nhất thời sướng sờ, trong nháy mắt cung hút cũng đổi sắc mặt, tiến lên một cái níu lấy cổ áo của Thái Dũng Thắng, anh mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa cho lão tử thử xem. Thái Dũng Thắng liên tục cười lạnh, nói, ơ, ờ, làm sao vậy, cậu còn muốn đánh người sao cung húc đừng trách tôi không có nhắc nhở cậu hiện tại nếu tôi muốn đem cậu đuổi ra khỏi công ty đích ngon tinh com cũng chỉ cần một câu nói mà thôi không còn ở hoàn cầu ngoại trừ gương mặt có chút dễ nhìn này ra thì cái gì cũng không còn sẽ không là cái cóc khô gì đâu con mẹ nó cậu có cái gì tốt chứ ngón tay của cung húc nhất thời lại siết chặt thêm anh thái dũng thắng khó thở mặt vội vàng lộ vẻ uy hiếp ẩm ý các cậu có thể tiếp tục ẩm ý nếu xảy ra chuyện gì, tất cả đều là trách nhiệm của Diệp Bạch. Đến lúc đó, các cậu nhìn xem cảnh anh ta có gánh nổi trách nhiệm này hay không. Tổng giám Diệp nhà các cậu thật vất vả mới lăn lộn đến được vị trí phó tổng như ngày hôm nay, hiện tại các cậu dở trò như vậy, vị trí này của anh ta cũng có thể khó giữ được nha chật chật chật. Ngón tay của cung hút theo bản năng thả lỏng thêm vài phần, cậu ta như thế nào cũng không đáng nói tới, nhưng cậu ta sợ nhất sẽ liên lụy đến Diệp Bạch. Diệp Bạch và cậu ta không giống nhau, cậu ta là người rõ ràng nhất Diệp Bạch coi trọng công tác của mình cỡ nào. Lạc thần yên lặng rất lâu, cuối cùng, hít sâu một hơi, biết rồi, tôi sẽ phối hợp. Ngón tay của cung húc, cuối cùng cũng từng chút từng chút buông ra. Vẻ mặt thái dũng thắng đắc thắng, vỗ vỗ trên cổ áo của mình, khẽ xì một tiếng rồi nói thế mới đúng chứ. Chỉ cần các cậu ngoan ngoãn nghe lời, người nào cũng đều có lợi. Nói xong nhìn về phía đạo diễn bên cạnh nói, đạo diễn, xin tiếp tục bắt đầu đi chỉ là mấy đứa trẻ không hiểu chuyện xin đừng để ý được rồi được rồi đạo diễn ân cần đến trước mặt thái dũng thắng châm cho anh ta điếu thuốc hạ thấp giọng mở miệng nói tổng giám thái vẫn là anh có cách nghệ sĩ dưới tay đều bị anh thu phục thái dũng thắng cười nói đó là điều đương nhiên hiện tại tất cả mọi thứ của bọn họ đều là do hoàn cầu cấp cho hoàn cầu có thể cho bọn họ thì bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi lại được bọn họ dĩ nhiên không dám không nghe lời Thái Dũng Thắng nói xong, trong con người thoáng qua một vệt sáng, trên mặt đầy thịt hưng phấn lay động, mở miệng nói, chờ một chút, tôi lại có linh cảm mới, không bằng để cho thiến thiến ôm lạc thần, sau đó, không kìm lòng được, hôn lại lạc thần một cái, như vậy càng có chuyện để xem, đạo diễn, anh cảm thấy thế nào. Đạo diễn nghe xong, dĩ nhiên là cảm thấy như đang cầu mà không được, liền nói, không tệ không tệ. Tổng giám thái đề nghị này của anh quá được, quá tốt, đây chính là nụ hôn đầu trên màn ảnh của Lạc Thần. Tỷ lệ người xem tuyệt đối sẽ cao đến không tưởng. Chương 823, tới đem người của tôi đi. Hai người kia căn bản không có hỏi thăm ý kiến của Lạc Thần, liền trực tiếp đem kịch bản sửa lại. Ngón tay Lạc Thần để ở bên người dùng sức tạo thành nắm đấm. Cậu ta đã lăn lộn ở bên trong giới giải trí một thời gian, thật ra đã thấy những chuyện này quá bình thường rồi, những điều khó chịu hơn nữa cậu ta cũng đã từng trải qua. Chẳng qua là, từ khi khôi phục xuất hiện lại đến nay, cậu ta được Diệp ca bảo vệ quá tốt, Diệp ca cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho cậu ta đối mặt với loại chuyện như thế này, điều duy nhất cậu ta cần phải làm cũng chỉ là diễn xuất thật tốt mà thôi. Vẻ mặt của Thái Dũng Thắng đầy ngạo mạn nhìn về phía cung húc, còn có cậu nữa cung húc, đừng quên, chờ lát nữa chờ thiến thiến hôn xong, cậu lập tức đánh lạc thần cho tôi. Đánh giống như thật một chút, biết không, cái này cậu hẳn là am hiểu đi ha 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 nắm tay cung hút nắm chặt kêu răng rắt vang dội trong mắt toàn màu đỏ tươi đạo diễn chờ đợi không kịp vỗ tay một cái tốt rồi tốt rồi mọi người ai vào chỗ nấy bắt đầu chuẩn bị đi phân đoạn trò chơi toàn bộ đều dựa theo kịch bản mà hoàn thành trong lúc đó dương lộ thiến cũng đã động tay động chân đủ loại đối với lạc thần ngay cả cung hút cũng sắp không nhìn nổi nữa thế nhưng lạc thần vẫn nhẫn nại không có tức giận sau khi trò chơi kết thúc người chủ trì khoa trương mở miệng nói ôi quá lợi hại chúc mừng lạc thần và lộ thiến của chúng ta lấy được hạng nhất nữ thần lộ thiến có phải nên cho lạc thần một phần khen thưởng hay không mặt dương lộ thiến lộ vẻ ngượng ngùng mở miệng nói cảm ơn anh lạc thần ở trong game đã chiếu cố em nhiều như vậy rất vui đã có thể giành được hạng nhất lạc thần cảm ơn anh dương lộ thiến nói xong thì đi về hướng lạc thần cô ta giống như đã có thể nhìn thấy tiết mục sau khi phát hình thì tỷ lệ người xem sẽ nhiều đến bùng nổ lạc thần đứng tại chỗ sống lưng hơi cương cứng, cung húc đứng bên cạnh sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, Diệp Mộ Phàm cũng hoàn toàn nóng nảy. Nếu quả thật dựa theo kịch bản mà đạo diễn mới đưa ra, mối quan hệ giữa cung húc và lạc thần coi như là xong rồi, tin đồn hai người bất hòa cũng sẽ như thật hơn, còn có lạc thần, cậu ta trước giờ là hình tượng cấm dục. Dương Lộ Thiến từng bước một đi tới trước mặt của lạc thần, làm bộ bày ra vẻ xấu hổ, hướng lạc thần kề sát lại. Đáng chết, Diệp Mộ Phàm gấp đến độ xoay quanh. Dương Lộ Thiến đưa hai tay ra ôm Lạc Thần, sau đó không kịp chờ đợi được nửa nhân cơ hội đem đôi môi đỏ thẫm nhắm ngay mặt của cậu ta. Trong nháy mắt ngay lúc môi của Dương Lộ Thiến đụng chạm Lạc Thần, soạt cả người Lạc Thần đột nhiên bị người khác kéo một cái. Lạc Thần chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc của mình đột nhiên lui về phía sau, sau đó nặng nề đụng vào trên người nào đó, sau đó, đích ngon tinh com sau lưng chuyển tới khí tức quen thuộc làm cho người cảm giác thấy an tâm. Lạc Thần không cách nào tin được xoay người lại, sau đó nhìn người tới, con người chợt co rút lại, Diệp, Diệp ca. Chỉ thấy người mới tới mặc một bộ âu phục thiết kế phục màu thiên thanh, hai bên viền áo được thêu hình hoa khoa trương mà diễm lệ, bên trong tay áo lộ ra một đoạn áo lót trắng như tuyết, nổi bật lên là ngón tay thon dài như ngọc của anh đang kéo lạc thần, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn mọi người bằng nửa con mắt, vẻ lười biếng thong thả bên trong hiện lên rõ ràng nụ cười lạnh băng không có chút nhiệt độ nào cả. Nếu như đưa vào thời cổ đại, giờ phút này người trước mắt chính xác là một vương tôn dòng dõi quý tộc đầy vẻ lạnh lùng vương giả diệp bạch không biết xuất hiện lúc nào ngay tại lúc dương lộ thiến sắp đụng chạm thân thể của lạc thần một tay đã đem cậu ta kéo đến sau lưng diệp ca anh đã trở lại rồi cung húc hưng phấn kinh hô thành tiếng mãi đến khi nghe được âm thanh của cung húc tất cả mọi người ở hiện trường mới phản ứng được sau đó mới từ bên trong vẻ hoảng hốt kinh diếm kia lấy lại tinh thần thấy Diệp Oản Oản đột nhiên xuất hiện ở nơi này, còn tự tiện cắt đứt cảnh quay, Thái Dũng thắng đổi sắc mặt, nói: "Diệp Bạch, anh ở nơi này làm vậy là có ý gì?" Trên mặt Diệp Oản Oản đầy vẻ lãnh đạm chậm rãi nở nụ cười, âm thanh như gió theo dãy núi thổi phất qua, nói: "Không có ý gì, tôi tới đem người của tôi đi." Chương 824, thời đại thuộc về chúng ta. Lúc này, nghệ sĩ và nhân viên làm việc xung quanh rối rít xì xào bàn tán xôn xao. Wow, đẹp, thật là đẹp trai, người đó là ai vậy? Nghe Tổng Giám Thái gọi anh ấy là Diệp Bạch, hình như là người đại diện của Cung Húc và Lạc Thần, Phó Tổng Giám Đốc mới của truyền thông Quang Diệu đó. Đệt, thiệt hay giả vậy, lại có người đại diện có dáng rất đẹp trai như vậy sao? Nếu như người đại diện đã đẹp như vậy, vậy thì sẽ có bao nhiêu nghệ sĩ bị sử dụng quy tắc ngầm chứ? Mắt Dương Lộ Thiến thấy cơ hội để mình tạo nên một điểm nóng trong giới giải trí liền bị đánh gãy như vậy, mặt đầy vẻ không vui ánh mắt muốn nhờ sự giúp đỡ nhìn về hướng thái dũng thắng thấy diệp bạch ngay trước mặt mọi người cùng mình hò hét sắc mặt của thái dũng thắng đen xuống cắn răng nghiến lợi mở miệng nói cái gì đem người của anh đi nơi này làm gì có người nào của anh cung húc và lạc thần cũng đều là người của công ty anh có biết là chúng ta đang thu hình hay không diệp oản oản nhàn nhạt mở miệng trả lời vậy thì thế nào thái dũng thắng trong lòng đã có dự tính vẻ mặt đầy diếu cợt uy hiếp diệp bạch muốn đối nghịch cùng tôi anh tốt nhất nghĩ rõ ràng nếu như trừ đồng biết việc anh làm hôm nay như thế hậu quả anh ta đang giàu dĩ vì không bắt được nhược điểm của tiểu tử này hiện tại ngược lại rất tốt diệp bạch tự đưa mình tới cửa vừa vặn anh ta có thể thừa cơ lợi dụng chuyện này nói với cậu của mình tốt nhất là chuyện này có thể làm cho diệp bạch rất chức phó tổng rời khỏi công ty nếu không diệp bạch vẫn ở trên chức vị của anh ta anh ta sẽ bị đồn ép thật sự là làm cho anh ta rất khó chịu. Ồ, hậu quả sao? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, sau đó rút ra một phong thư mỏng, kẹp trên ngón tay, lắc lắc nói, anh nói là cái này sao? Trên tờ phong bì kia viết mấy chữ, đơn xin từ chức. Thấy rõ phong thư kia, sau đó, con người của Thái Dũng Thắng chợt co rút nhanh, vẻ mặt không cách nào tin hướng về Diệp Oản Oản, anh, anh muốn từ chức. Thái Dũng Thắng làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Oản Oản lại dám từ chức. Bây giờ giới giải trí có bao nhiêu khó khăn để lăn lộn tất cả mọi người đều biết, lấy tuổi của anh ta lăn lộn được đến vị trí phó tổng này, đây chính là điều mà người thường nghĩ cũng không dám nghĩ, đích ngon tinh con thế mà anh ta lại có thể cam lòng buông tha tất cả những thứ hiện tại đang nắm giữ sao. Diệp Oản Oản trực tiếp đem đơn xin từ chức ném cho tiểu trợ lý bên người Thái Dũng Thắng, như anh thấy đấy. Đáng chết, tiểu tử này lại có thể thực sự dám từ chức. Thái Dũng Thắng gắt gao nhìn anh ta chầm chầm, Diệp Bạch hay hay a à, tiểu tử này được nha anh muốn từ chức thật sao đã như vậy anh bây giờ đã không còn là người của quang diệu nữa có tư cách gì quản chuyện của cung húc và lạc thần diệp oản oản hướng về phía lạc thần và cung húc ánh mắt sáng rực như ánh mặt trời chó trang có muốn đi theo tôi không lạc thần và cung húc hai mắt nhìn nhau không chút do so dự đồng thời gật đầu một cái trong nháy mắt ánh mắt ảm đạm của lạc thần tràn đầy ánh sáng sắc mặt nghiêm túc xưa nay chưa từng có diệp ca anh đi đâu thì em liền ở nơi đó mặt cung húc đầy vẻ hưng phấn nói miệng nó diệp ca anh có thể nói những lời này em như chờ đến thiên hoang địa lão rồi thiên hoang địa lão thời gian dài đăng đẳng nhìn thấy hai người kiếm được lợi nhiều nhất cho quang diệu lại muốn cùng đi theo diệp bạch thái dũng thắng cuối cùng cũng có chút luống cuống đứng ở tại chỗ giống to lên anh các người các người điên rồi sao Hai người có biết hủy hợp đồng trước thời hạn sẽ có hậu quả gì không? Cung Húc, Lạc Thần, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, diệp bạch không quyền không thế, rời khỏi quang diệu rồi sau đó cái gì cũng không phải, hai người đi theo anh ta chính là tự hủy đi tương lai của mình. Tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng rồi mới quyết định. Lạc Thần bình tĩnh đứng ở đó, không nói gì, mà là trực tiếp kéo bảng tên chương trình trên cánh tay xuống. Cung Húc trực tiếp đem đồng phục của đội trên người đều cởi ra, tiện tay ném xuống đất để chân nửa người, hướng về phía Thái Dũng Thắng giơ ngón tay giữa, đồ ngu ngốc. Cùng lúc đó, Diệp Mộ Phàm đem áo khoác túi sách của Dương Lộ Thiến trong tay mình nhét trả lại cho tiểu trợ lý của cô ta, hất mái tóc rối một cái, rồi huyết sáo nói còn có tôi nữa. À à à, tự do, Diệp ca, dẫn em đi, dẫn em đi khỏi nơi này đi. Xa xa, cung húc nhảy lên hoan hô. Ánh nắng chiều chiếu xuống, phảng phất sát lên bóng lưng bọn họ một tầng lóng lánh ánh sáng thời đại thuộc về chúng ta, vừa vặn đến rồi. Nhìn bốn người không chút do dự tiêu sái rời đi, đám người sau lưng bọn họ từ Thái Dũng Thắng, Dương Lộ Thiến, đạo diễn tất cả đều đã trợn mắt hốc mồm. chương 825, gặp phải một kẻ cứng đầu. Đi rồi. Cứ như vậy đi rồi sao? Một người là vương bài người đại diện Diệp Bạch làm cho quang diệu cải tử hồi sinh, một người là Felix danh xưng tạo hình thần kỳ là nhà tạo hình hàng đầu, còn có hai nghệ sĩ lớn của quang diệu, Nhân khí Tiểu Thiên Vương cung hút cùng với lạc thần nghệ sĩ trẻ đang ăn khách. Bốn người này lại có thể ở trước mặt bọn họ tuyên bố tập thể rời khỏi quang diệu. Nhân viên làm việc xung quanh đó đứng ngẩn ngơ một lát, sau đó tất cả đều ồ lên, theo bản năng nhìn về hướng Thái Dũng thắng cách đó không xa. "Tôi phi, Diệp Bạch này thật là phách lối a, à, trước mặt đối chọi với Thái Dũng thắng, còn đem toàn bộ đại thần của quang diệu mang đi." "Ách, đây là không phải có chút không quá phúc hậu a." À. Lúc này, có người biết rõ tình hình đi ra phản bác, mấy người thì biết cái gì nha. Nếu như không phải là Diệp Bạch, chỉ sợ là chuyện lần trước đó, đoàn kịch bá lăng, toàn dân chống lại, đã đủ để cho cung húc không ngóc đầu lên được rồi. Còn có Felix, chính là nhà tạo hình do Diệp Bạch tự mình đào tới, bên ngoài bao nhiêu người một đường đều phải xếp hàng xin anh ta tạo mẫu, kết quả Thái Dũng Thắng lại có thể coi anh ta là một trợ lý đơn giản hô tới quát lui, để cho anh ta cầm túi sách trang phục của người khác, Lạc thần thì càng không cần tôi nói đi, Diệp Bạch một tay thổi cho nổi tiếng. Trong lúc Diệp Bạch đảm nhiệm vị trí tổng giám nghệ sĩ bộ kinh tế, đã đưa ra vô số người mới cho công ty, còn đào được không ít người đại diện ưu tú, bởi vì có sự gia nhập của Diệp Bạch, cho nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, truyền thông quang diệu từ một chi nhánh của công ty hoàn cầu không kiếm được tiền, trực tiếp thăng cấp đến một trong 10 chi nhánh có doanh thu đứng đầu toàn ngành, đây là chuyện gì chứ? Kết quả Thái Dũng thắng ngược lại thì tốt rồi đi vào mình là cháu của Trừ Hồng Quang, chạy tới không có mấy ngày liền muốn tiếp quản công ty, ý đồ không tốt là muốn đuổi Diệp Bạch đi, chiếm đoạt tất cả công lao của anh ta, các người nói xem trong lòng Diệp Bạch có thể thoải mái được sao? Mọi người nghe đến đó, rối rít cảm thán không thôi. Nếu là người bình thường thì phỏng chừng cũng nhịn chứ, dù sao hậu thuần của người ta quá cứng rắn, quả thật không thắng được. Vào lúc này rời khỏi công ty, mất tất cả không nói sau đó nếu ở trong giới giải trí này tiếp tục lăn lộn, sẽ bị hoàn cầu chèn ép. Lúc này người nhức đầu nhất chắc là Thái Dũng Thắng, có lẽ nghĩ người ta là tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới lại gặp phải là một người cúng đầu khó nuốt. Chấm. Vào giờ phút này, Thái Dũng Thắng mới vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, diệu võ dương oai nhìn phương hướng mấy người kia rời đi, đối mặt với ánh mắt khác thường của nhân viên làm việc và nghệ sĩ chung quanh, sắc mặt xanh mét. Xong, xong rồi lần này anh ta làm sao trả lời với cậu của mình được đây? Dương Lộ Thiến chú ý tới ánh mắt các nữ nghệ sĩ khác nhìn mình có chút hả hê, giận đến dậm chân, cung húc và lạc thần vì không muốn cùng với cô ta thu hình chương trình này, lại có thể không tiếc rời khỏi công ty, đây quả thực là dẫm đạp trên mặt của cô ta mà. Anh Thắng, anh xem bọn họ nha, quả thật là quá kiêu ngạo rồi. Anh Thắng anh phải làm chủ cho em nha anh đã đáp ứng em đích ngon tinh com nhất định sẽ làm cho em và lạc thần còn có cung hút cùng nhau thu chương trình này rồi mà đừng ồn ào nửa thái dũng thắng tức giận quát mắng một câu sau đó đoạt lấy đơn xin từ chức của diệp oản oản mới vừa bỏ lại trong tay trợ lý của mình sắc mặt càng thêm âm u vẻ mặt của tiểu trợ lý nóng nảy nói tổng giám thái chuyện này lần này làm sao bây giờ a à? chúng ta muốn làm sao có thể ăn nói với trừ đồng được đây thái dũng thắng nổi giận nói vội cái gì giả trang làm bộ làm tịch uy hiếp tôi mà thôi, tôi cũng không tin bọn họ thực sự dám rời đi. Chương trình bị buộc ngừng lại, đoàn người Thái Dũng Thắng trở về công ty. Thái Dũng Thắng vẫn còn đang trên đường trở về công ty, đột nhiên nhận được điện thoại từ bên tổng công ty Hoàn Cầu gọi tới. Tổng giám Thái, hôm nay Lạc Thần và Cung Húc không phải là đang quay hình cho chương trình sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh trợ lý đặc biệt của Trừ Hồng Quang. Thế nào, Thái Dũng Thắng trong lòng xẹt qua dự cảm không tốt. Phó Tổng Diệp từ trước, còn mang theo cung húc, lạc thần và Felix. Anh nhanh tới công ty một chuyến đi, trừ đồng đang nổi trận lôi đình. chương 826, sớm có mưu tính trước. Tổng công ty giải trí hoàn cầu. Sắc mặt trừ hồng quang âm trầm lên tiếng hỏi, nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Thái Dũng Thắng mạnh miệng, tức giận không chịu nổi nói cậu, cháu chẳng hề làm gì cả, là Diệp Bạch phản bội công ty, lại còn dám mang theo nghệ sĩ và nhân viên công ty rời đi, anh ta quả thực là muốn tạo phản mà. Chuyện xảy ra mấy ngày nay, Trừ Hồng Quang làm sao có thể không biết được, chẳng qua chỉ là ông ta mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Diệp Bạch xanh tiếng quá lớn, ông ta cũng có ý định mượn Thái Dũng thắng kiềm chế cậu ta, ông ta đã điều tra qua bối cảnh của Diệp Bạch, xuất thân từ gia đình bình thường, không quyền không thế không bối cảnh, thứ người như vậy ông ta thấy quá nhiều rồi. Một khi được quyền thế, tuyệt đối không bỏ được những thứ đang nắm trong tay của mình. Nhưng ai có thể biết, lần này ông ta lại có thể tính sai. Nhưng cuối cùng chuyện này xảy ra là bởi vì đứa cháu này của ông ta quá ngu xuẩn lỗ mãng mà. Đã nói với cháu bao nhiêu lần, làm việc chú ý trọng nặng nhẹ, đối phó với Diệp Bạch muốn lấy lại quyền làm chủ thì có thể chèn ép một cách thích hợp, nhưng không nên quá mức, quan trọng nhất là phải để cho cậu ta tình nguyện cho cháu sử dụng cháu thì hay rồi làm một lá bài tốt như vậy, bị cháu đánh cho thành bộ dáng này. Vẻ mặt trừ hồng quang giận dữ lên tiếng nói. Sắc mặt Thái Dũng Thắng hơi có chút trột dạ, bất quá rất nhanh thì tức giận mở miệng tố cáo cậu, cái này cũng không thể trách cháu được, hoàn toàn là do tên tiểu tử kia không biết điều, người nào không biết cháu là cháu của cậu cơ chứ, mọi người đều biết phối hợp với công tác của cháu, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có anh ta, không ngừng sai bảo nghệ sĩ dưới tay làm ngáng chân cháu. Cậu không biết đâu, hôm nay tại hiện trường thu hình, mặt mũi của cháu đều mất hết, cậu biết tên kia nói cái gì không? Nói đến đem người của anh ta đi, còn trước mặt mọi người giật dây cung hút và lạc thần đi cùng anh ta. Cậu, anh ta không phải là đang đánh mặt của cháu, mà anh ta hoàn toàn không coi cậu ra gì à? Loại người dã tâm bừng bừng này, coi như ở lại công ty, sớm muộn gì cũng trở thành tai họa ngầm. Chử Hồng Quang lạnh giọng nói, Lạc Thần và Cung Húc là hai nghệ sĩ kiếm lợi được nhiều nhất cho Quang Diệu, hai người bọn họ đi rồi, cháu dự định làm sao bây giờ? Con người của Thái Dũng Thắng chuyển động, sau đó mở miệng nói, mặc dù Felix không có cách nào níu giữ ở lại nhưng hợp đồng của Cung Húc và Lạc Thần cũng đang ở tại công ty, trước khi hết thời hạn hợp đồng mà hủy bỏ đó chính là vi phạm hợp đồng, hoàn toàn có thể yêu cầu bọn họ bồi thường. Cung Húc đã không có chỗ dựa trong nhà, Lạc Thần cũng mới vừa nổi lên, với khoản phí lớn bồi thường vi phạm hợp đồng đó bọn họ tuyệt đối không bồi thường nổi đâu. Chữ Hồng Quang quét mắt nhìn đứa cháu của mình một cái, lạnh lùng nói, hợp đồng của cung húc ban đầu đều là ký một cách tự do, chỉ cần theo hợp đồng bồi thường, còn lạc thần một tháng trước đợp đồng đã hết kỳ hạn 5 năm, đích ngon tinh con Diệp Bạch đã giúp cậu ta ký một phần, phần hiệp ước kia cũng không nói đến bất kỳ thời hạn nào cả. Thái Dũng Thắng nghe xong, nhất thời sửng sờ, lúc này cắn răng nghiến lợi, anh ta thiếu chút nữa đã quên mất chuyện ban đầu cung hút lấy thân phận nhị thiếu cung ra mà vào nghề, cho nên hợp đồng của cậu ta tự nhiên không ai dám gian lận, hợp đồng của lạc thần cũng đã sớm bị Diệp Bạch sửa đổi rồi. Cậu, tiểu tử này rõ ràng đã sớm có mưu tính trước. Thái Dũng thắng tức giận la lên. Chữ hồng quang nhéo nghi tâm của mình, sắc mặt rất là khó coi, lạc thần hiện tại nổi tiếng như thế, hợp đồng mới sau này, Diệp Bạch vì muốn lưu lại cậu ta, ở trên hợp đồng cấp cho cậu ta đãi ngộ tốt hơn, điểm này hoàn toàn là điều dễ hiểu, cho nên lúc ban đầu ông ta đối với điều này cũng không có ý kiến gì cả. Ai biết đứa cháu này của ông ta lại có thể sẽ đem sự tình xử lý như vậy. Thái Dũng Thắng rất sợ chọc giận trừ Hồng Quang, gấp gáp mở miệng nói cậu, công ty chúng ta lớn như vậy, chẳng lẽ không còn bọn họ thì không được sao? Cậu, cậu cứ việc yên tâm đi, thiến thiến mới xuất đạo mấy tháng mà thôi, bây giờ không phải là đã có chút danh tiếng rồi sao? cháu tuyệt đối sẽ mang ra cho cậu thêm mấy người cực kỳ nổi tiếng nữa. chương 827, đẹp trai đến mức em muốn cong. trừ Hồng Quang hừ lạnh rồi liếc Thái Dũng thắng một cái, đứa cháu này của mình năng lực thế nào sao ông ta có thể không biết. Trong con người của Thái Dũng Thắng xẹt qua một vệt âm u, tiếp tục mở miệng nói cậu, chuyện lần này tuyệt đối không thể cứ bỏ qua như vậy được, nhất định phải để cho bọn họ biết nhìn mặt người khác một chút, nếu không thì sau này nghệ sĩ của công ty chúng ta chỉ cần có điểm không hài lòng liền rời khỏi công ty, như vậy thì công ty há chẳng phải là rối loạn rồi sao? Trong mấy người này, người duy nhất có chút bối cảnh chỉ có Diệp Mộ Phàm, còn là chó mất chủ, những người khác toàn bộ đều không đáng sợ, bọn họ sớm muộn sẽ biết, giới giải trí cũng không phải là nơi tốt đẹp như bọn họ vẫn tưởng đâu. Diệp Bạch ở trong giới giải trí lăn lộn đến vị trí này, còn không phải là bởi vì người ta nhìn đến hoàn cầu, để ý mặt mũi của cậu sao? anh ta thật đúng là tự coi mình là người tài rồi. Lần này giáo huấn bọn họ một cái thật tốt, đến lúc đó cung húc và lạc thần chắc chắn sẽ phải ngoan ngoãn trở lại công ty, cậu thấy cháu nói đúng không? Chữ Hồng Quang trầm ngâm nhìn về chi phiếu, hợp đồng, đơn xin từ chức phía trên bàn. Sự tình phát triển thành như vậy, Diệp Bạch này đã không thể lưu lại nữa rồi. Nếu không thể để cho ông ta sử dụng, vậy thì chỉ có thể phá hủy đi mà thôi. Sau khi rời khỏi cao ốc của truyền thông Quang Diệu, mấy người đi đến một phòng bao ngồi xuống trò chuyện. Diệp Ca, mới vừa rồi anh thật là đẹp trai nha, đẹp trai đến mức em cũng muốn cong luôn. A a a a, Cung Húc vẫn như cũ còn đang trong sự hưng phấn, nói xong liền muốn nhào qua phía Diệp Oản Oản. Còn không chờ Cung Húc đến gần, Diệp Mộ Phàm bên cạnh đã duỗi cánh tay dài ra, đem cậu ta ngăn lại, mặt đầy vẻ cảnh giác nói, "Tiểu tử, nhào tới đây làm gì?" Nói chuyện cứ nói, đừng động tay động chân. Vẻ mặt cung hút mất hứng nói, tôi nhào đến Diệp ca thì thế nào? Anh dựa vào cái gì không cho tôi đến chứ? Dựa vào tôi con miệng nó là, Diệp mộ phàm nổi đóa lên, đang muốn mở miệng, lại bị ánh mắt của Diệp oản oản đảo qua, mới gắng ngượng nghẹn họng nuốt câu kia, dựa vào tôi con miệng nó là anh cô, trở về. Đừng làm rộn, chúng ta nên nói chuyện đi, tôi hỏi hai người, thực sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? ánh mắt của Diệp Oản Oản lướt qua hai người Cung Húc và Lạc Thần. Cung Húc lập tức vỗ ngực nói, cái này còn cần phải xem xét sao. Diệp ca, anh yên tâm đi, anh là gió mà em là cát, em sẽ luôn đi theo anh đến chân trời góc biển, nếu như anh không rời không bỏ, em nhất định sẽ gắn bó với anh suốt đời, còn ngược lại anh. Diệp Oản Oản nhức đầu không thôi lấy tay nâng chán cắt đứt lời Cung Húc đang muốn nói, được rồi được rồi, Lạc Thần, cậu thì sao? Ánh mắt của Lạc Thần không có chút nào dao động, lúc cậu ta ở truyền thông quang diệu chưa bao giờ có chút sáng sủa nào, từ khi đi theo Diệp Bạch mới có chút thay đổi, liền nói: "Diệp ca, nếu như không phải là anh, sẽ không có Lạc Thần ngày hôm nay, nếu như không phải là anh, đích ngon tinh con có lẽ em bây giờ vẫn còn đang là nghệ sĩ của Chu Văn Bân không thấy ánh mặt trời, kẻ sĩ vì người chi kỳ mà chết, em nói sẽ không thay đổi, anh đi đâu em liền sẽ đi nơi đó, bất quá chỉ là làm lại từ đầu mà thôi." Cung Húc nghe thấy lời của Lạc Thần, cảm thấy cậu ta nói tốt hơn mình, nhất thời ghen tị, có văn hóa thật là tốt ha Diệp Mộ Phàm nhìn Diệp Oản Oản nói, cậu nghĩ xong chúng ta nên đi tới công ty nào rồi sao? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, hỏi lại, tại sao không phải là tự chúng ta thành lập công ty? Chúng ta tự thành lập công ty sao? Ba người Diệp Mộ Phàm, Cung Húc, Lạc Thần đồng thời nhìn về hướng Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản nghiêng đầu chống cằm, trong con mắt thoáng qua một nụ cười, trong tương lai hưởng thụ danh tiếng toàn thế giới của giới thời trang kinh, cùng với hai người ảnh đế quốc tế, tôi cũng không muốn để cho cái này nước phù sa chảy tới ruộng người ngoài tương đương. Ánh mắt của Cung Húc sáng lên một cái, ngực một trận dâng trào cuồn cuộn, "Quốc, quốc tế ảnh đế minh tinh lớn, có phải đang nói tới em không?" "Ha ha ha ha, Diệp ca, anh thật là quá thật tinh mắt rồi, nói không sai đâu. Nước phù sa tốt như thế này cũng không thể để chảy tới ruộng người ngoài được." chúng ta liền thành lập ra công ty của chính mình đi. Cung Húc coi như kỹ thuật diễn xuất của có chút không hay, nhưng cậu ta cũng không có chút nào trột dạ mà đón nhận lấy tiếng sương hô minh tinh lớn này. chương 828, tiểu gia mới là con thiên Nga kia. Diệp Mộ Phàm và Lạc Thần vẫn còn đang cảm thấy Diệp Oản Oản nói chuyện không thể tưởng tượng nổi, thế mà Cung Húc đã không chút ngại ngùng nào nhận cậu ta là ảnh đế tương lai rồi. Sắc mặt của hai người đều có chút không biết nên nói gì, nhưng trong nháy mắt cũng bị Diệp Oản Oản ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Được, hai người đồng thời mở miệng nói. Sau khi trải qua một phen bàn bạc, bốn người lựa chọn cách thức góp vốn để thành lập công ty. Chẳng qua hiện tại họ có một sự thiếu sót chết người, đó chính là không có tiền. Tiền Diệp Oản Oản kiếm được cho tới nay tất cả đều dùng để trả tiền nhà, cuối cùng vẫn còn phải trả thêm một khoản nữa, cũng không còn lại bao nhiêu, cung hút mặc dù kiếm được nhiều tiền, nhưng tiêu tốn càng nhiều hơn, tiền gửi ngân hàng đối với cậu ta mà nói là hoàn toàn không có tồn tại, thời gian làm việc của lạc thần không dài, thu nhập cũng có giới hạn. Cẩn thận tính toán, tiền mấy người bọn họ gom góp được, trừ chi phí thành lập công ty, coi như toàn bộ số tiền còn lại đưa vào công ty để làm bước kế tiếp chuẩn bị cho quay phim thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Bộ phim của bọn họ muốn quay này cực kỳ quan trọng, nếu như thất bại, toàn bộ vốn của công ty đều sẽ mất hết. Chút tiền đầu tư này căn bản không đủ trừ diễn viên chính là cung húc và lạc thần ra, chắc chắn còn phải mời những người khác sân khấu đặc hiệu cũng cần nhiều tiến diệp mộ phàm trầm ngâm cung húc không thèm để ý nói không đủ thì đi kiếm thôi bắt đầu từ bây giờ tôi và lạc thần sẽ cùng nhau đi ra ngoài nhận quảng cáo cố gắng kiếm tiền sắc mặt của diệp mộ phàm hơi đăm chiêu chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu bên phía trừ hồng quang nhất định sẽ ngáng chân sẽ không để cho bọn họ sống dễ chịu đơn giản như vậy đâu nửa giờ trước, tin tức Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm, Cung Húc và Lạc Thần tuyên bố đồng thời rời khỏi truyền thông Quang Diệu đã lan tràn trên Weibo. Vào lúc này ở trên mạng đã dấy lên làn sóng không nhỏ. Cung Húc tiện tay mở Weibo một cái, nhất thời giận đến dậm chân, miệng, mọi người chúng ta đều đã đi rồi, thế mà tên khốn kiếp Thái Dũng Thắng này vẫn còn đang bắt chúng ta chịu trận. Tin tức hôm nay bọn họ tại hiện trường, yêu đương 100%, cùng Dương Lộ Thiến thu hình lại đã bị đưa ra hiện tại tất cả tin đồn ở trên mạng đều là hai người vì Dương Lộ Thiến mới cùng Quang Diệu xích mích. miệng nó, mị lực của Dương Lộ Thiến này cũng lớn quá rồi đó. vừa tới Quang Diệu có mấy ngày thôi, liền để cho hai nghệ sĩ trẻ đang ăn khách của Quang Diệu vì cô ta ẩm ý đến mức độ này. cung hút coi như xong đi, làm sao lạc thần cũng như vậy a. À. trả lại cho tôi nam thần cấm dục lạc thần đi. Dương Lộ Thiến thực sự rất ưu tú a, trình độ học vấn cao, IQ cao người rất xinh đẹp kỹ thuật diễn xuất lại ổn, thật sự là nữ thần giới giải trí chân chính ít có, loại người như cung hút quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hoài nghi nghiêm trọng là hai người kia đối với thiến thiến nhà chúng tôi làm cái chuyện gì quá phận, mới bị công ty đuổi đi. Chấm chấm. Vẻ mặt Diệp Mộ Phàm đầy diễu cợt nhìn tình cảnh này, rõ ràng là Thủy Quân cũng đã mua rồi, tất cả bình luận đều đã bị Thủy Quân của Thái Dũng Thắng điều khiển, đích ngon tinh con một khi có người nói Dương Lộ Thiến không tốt liền bị Thủy Quân quét đến phía sau. Cung Húc giận dữ nói, đánh giấm, rõ ràng là tiểu gia tôi mới là con thiên Nga kia á. Diệp mộ phàm, điểm chú ý của tên này vĩnh viễn khác với người thường mà. Đồng thời, tạp chí, sắc đẹp, cũng phát ra một tin tức vô cùng hấp dẫn người xem. Sắc đẹp, đưa ra một tấm hình chân dung Cung Húc và Dương Lộ Thiến hai người chụp hình cùng nhau. Tất cả mọi người đều biết, Cung Húc và Dương Lộ Thiến là lúc chụp hình ở, sắc đẹp, mà bắt đầu gắn bó, mặt bìa tạp chí này, bên trong có đoạn phỏng vấn riêng của Cung Húc và Dương Lộ Thiến, vì vậy quần chúng bát quái cơ hồ như ong vỡ tổ tuôn ra, mang theo tâm lý cố gắng tìm kiếm càng nhiều tin tức bát quái hơn. Có thể dự đoán được, kỳ này tạp chí, sắc đẹp, nhất định là muốn bán đắt hàng. chương 829, cậu phụ trách xinh đẹp như hoa. Diệp oản oản liếc mắt nhìn tin tức kia, đầu ngón tay có tiết tấu gõ trên bàn trà. Sau khi rời khỏi quang diệu, điểm mà cô để ý quan tâm đầu tiên chính là cái này. Ảnh trên tạp chí, cô phải dựa vào cái này đảo ngược dư luận. Thông tin trên internet càng ngày càng lớn, các công ty truyền thông lớn đã bắt đầu đưa thông tin về điều này, bọn họ muốn khống chế hoàn toàn dư luận, trừ phi có thể sử dụng được quyền lực quốc gia mới có thể làm được điều này, mà bối cảnh của Hoàn Cầu hiển nhiên còn chưa tới mức đó. Cho nên, Hoàn Cầu muốn một tay che trời, khống chế dư luận, thậm chí phong sát bọn họ, chỉ sợ là phải thất vọng rồi đây là một cơ hội bất kể là ai, đều có thể trở thành minh tinh. Coi như chỉ là một người bán hàng rong đậu hủ trên đường, cũng có thể bởi vì một tấm hình mà gặp vận may nổi tiếng, chỉ cần nhìn xem người đó có hoạt động và nắm giữ được thời cơ hay không mà thôi. À à à tức chết tôi rồi, con miệng nó tôi hiện tại phải đăng nhập Weibo mắng chết những tên khốn kiếp kia. Lão tử có vừa ý một con heo cũng sẽ không chọn người xấu xí kia đâu. Cung húc giận đến mức vén tay áo lên muốn mở Weibo bên cạnh là thần cao mày mở miệng nói chuyện như vậy coi như cậu giải thích cũng vô dụng thôi ngược lại cậu xuất hiện lại sẽ gia tăng nhiệt độ của nó lấy lập trường của chúng ta bây giờ mà nói thì nói cái gì cũng không biết có người nào chịu tin tưởng hay không đâu diệp mộ phàm gật đầu nói không sai cung hút cậu bình tĩnh một chút hiện tại thái dũng thắng chỉ mong cậu đi lên cùng bọn họ sâu xé đấy cặp mắt của cung hút đỏ lên nói vậy chẳng lẽ cái gì cũng không làm sao vừa nhìn thấy tên của tôi và cô gái kia ở chung một chỗ tôi liền cảm thấy không thoải mái rồi. Ba người ồn ào một hồi, sau đó tất cả đều theo bản năng hướng về phía Diệp Bạch đang ngồi trên ghế salon. Chỉ thấy Diệp Oản Oản vẫn là bộ dạng yêu nhã kia, từ đầu tới cuối ngay cả chân mày đều không hề nhíu lấy một lần, nhìn dáng vẻ của cô, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đó. Lạc thần nhìn thấy trong con mắt của Diệp Bạch giống như đang thấy được cả trời đầy sao, trong lòng đang nóng nảy bất an, không hiểu sao liền bình tĩnh lại. Cung Húc lầu bầu lên tiếng, "Diệp ca, anh nên nói một câu đi a, à. hai người bọn họ nói cái này không được, cái kia cũng không được, em thật sự là không nghĩ được biện pháp nào nữa rồi." "Không gấp, đợi đi, tất cả đã có tôi." Diệp oản oản nói xong nhìn Cung Húc, sau đó khẽ cười một tiếng nói, "Lấy sự thông minh của cậu, không cần nghĩ đến loại vấn đề phức tạp này đâu, cậu chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là tốt rồi." Cung hút đầu tiên là sướng sờ, tiếp theo hai gò má ửng đỏ, lỗ tai nóng lên, đích ngon tinh com tâm tình uất ức nhất thời cũng quét sạch sành xanh, nâng gương mặt vấn tú liền nhào tới, a a a a a Diệp ca, cầu gả. Có cảm giác an toàn quá đi mất. Sắc mặt của Diệp mộ phàm nhất thời đen như đáy nồi, thành thục bước dài một bước xông lên lần nữa đem cung hút ngăn lại. Diệp mộ phàm gắt gao ngăn cung hút đang hoa hoa kêu to, nhức đầu không thôi chừng mắt nhìn em gái của mình, lại thả thính nữa à hơi hơi khiêm tốn một chút đi có được không? Lại như vậy nữa thật sự là muốn đem người ta bẻ thành cong luôn rồi. Đang náo loạn, tiếng chuông điện thoại di động của Diệp Oản Oản reo lên. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua tên người gọi đến, tiếp điện thoại, alo, tổng biên tập xài. Đầu kia điện thoại di động truyền tới thanh âm có hơi chút mệt mỏi, phó tổng Diệp không, xin lỗi, Diệp tiên sinh, anh nói anh có biện pháp để cho lượng tiêu thụ tạp chí, vi vi, chúng tôi vượt qua, sắc đẹp, là thật sự sao? Diệp hoàn hoàn, đương nhiên rồi. Đầu kia điện thoại di động trầm mặc chốc lát, ngay sau đó mở miệng nói, để cho Cung Húc xuất hiện trên tạp chí của chúng tôi căn bản không có ý nghĩa gì lớn cả. Tôi thừa nhận hiện tại bởi vì Dương lộ Thiên cộng thêm chuyện Cung Húc đột nhiên cùng hoàn cầu hủy hợp đồng, cho nên hiện tại cậu ta rất hot, nhưng chuyện này cũng không hề đủ để cho lượng tiêu thụ của chúng tôi vượt qua. sắc đẹp. Diệp hoàn hoàn, tôi cũng không có nói, là chỉ có một mình Cung Húc. Tổng biên tập Xài có chút ngoài ý muốn hỏi lại, có ý gì? Anh nói là để cho chúng tôi chụp ảnh của hai người. Nhưng là, nữ nghệ sĩ anh muốn chọn là ai? Bất kể là người nào, cũng không có khả năng dễ dàng vượt qua được Cung Húc và Dương Lộ Thiến đâu. Hơn nữa cái này rất dễ ảnh hưởng ngược lại đó. Diệp Oản Oản, nữ nghệ sĩ, dĩ nhiên là không rồi. Tổng biên tập Xài, vậy là ai? Diệp Oản Oản, Lạc Thần. Chương 830 vận khí không tệ. Đầu kia điện thoại xài vĩnh lê sửng sốt một chút, sau đó chân mày nhíu chặt, nói, lạc thần. Anh muốn cho hai chàng trai cùng lên trang bìa sao? Diệp tiên sinh, chúng tôi là tạp chí lấy lượng tiêu thụ chủ yếu từ nữ, từ khi ra đời tới nay trang bìa phần lớn đều là nữ nghệ sĩ, còn chưa bao giờ thấy qua hai nam nghệ sĩ cùng lên trang bìa đâu. Xài Vĩnh Lê chỉ nghĩ là Diệp Oản Oản muốn nghệ sĩ của mình đạt được tài nguyên nhiều hơn, cho nên mới đưa ra phương án hoang đường như vậy khó tránh khỏi đối với sự không chuyên nghiệp này của cô rất là bất mãn. Đối với nghi ngờ của Sài Vĩnh Lê, cũng là trong dự liệu của Diệp Oản Oản, không thèm để ý cười nói, tổng biên tập Sài, chưa có tiền lệ thì chúng ta sẽ tự tạo nên tiền lệ này, chính là bởi vì lượng tiêu thụ chủ yếu là nữ, cho nên nếu chúng ta sử dụng biện pháp này có thể làm bùng nổ được giới truyền thông hay không điều này còn chưa xác định được. Diệp Hoàn Oản còn chưa có đề cập đến một bộ phận độc giả ẩn núp bên trong vô cùng khổng lồ lại điên cuồng thích thể loại này, hủ nữ. Bây giờ trong giới giải trí, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, trong tương lai nhóm người này sẽ có sức ảnh hưởng lớn như thế nào. Diệp Oản Oản đang muốn tiếp tục mở miệng, lúc này, đầu kia điện thoại di động của Sài Vĩnh Lê truyền tới tiếng thúc giục lo lắng của một cô gái. Tổng biên tập, lại có phóng viên không làm nữa rồi, kỳ này có chuyên mục tạp chí bị bỏ trống rồi. Để cho người đi lựa chọn tìm hình ảnh là được thôi. Không được tổng biên tập, chất lượng quá kém, không thể dùng, làm sao bây giờ, kỳ này khẳng định sẽ bị sắc đẹp đồn ép. Ai, nhưng bây giờ việc cần thiết trước mắt vẫn là tìm gương mặt xuất hiện trên tạp chí kỳ này mới là quan trọng, lượng tiêu thụ chỉ là thứ yếu mà thôi. Chấm chấm. Một lát sau, Xài Vĩnh Lê không biết nói cái gì đó, sau đó lần nữa nhận điện thoại, Diệp tiên sinh, sáng sớm ngày mai chúng ta lập tức chụp có thể không? Diệp Oản Oản, dĩ nhiên. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Diệp Oản Oản hơi chậm lại, vốn cho là còn phải hao tổn sức lực nhiều hơn, hiện tại ngược lại đã bất chuyện phải lo rồi. Nữ nghệ sĩ mà, Vi đã hẹn xong đột nhiên hủy hợp đồng, cho nên bọn họ không thể không tạm thời tìm người khác được. Nếu như tìm đại tạp chí hợp tác khác đương nhiên cũng được, nhưng tạp chí khác có sức ảnh hưởng, còn lâu mới tìm đến hợp tác với Vi Bây giờ minh tinh chèn ép nhau rất nhiều, trừ thảm đỏ cùng tài nguyên từ điện ảnh và truyền hình mang lại, thì không phải là tạp chí lớn thời thượng mấy người minh tinh kia sẽ không chịu xuất hiện trên tạp chí, quan hệ này thể hiện địa vị của minh tinh trong giới thời trang. Trong giới thời thượng, tổng biên tập đẳng cấp Fashion Magazine cơ hồ nắm giữ quyền lợi cao vô cùng, nhà thiết kế, đích ngon tinh con người mẫu bọn họ đề cử sẽ nhanh chóng gặp vận may, cũng là cách các minh tinh tạo nên vũ khí sắc bén của mình. Tạp chí giống như VV, Khả năng một người muốn xuất hiện trên trang bìa không nhiều, ai cũng phải tranh nhau giành cơ hội tốt này, không có khả năng có nghệ sĩ dám cho bọn họ leo cây, càng không thể nào có người từ bỏ quyền lợi này được. Nhưng mấy năm gần đây giới thời thượng cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, tuy rằng VV có vị trí, nhưng quản lý quá mức cố kỹ. mấy năm gần đây dần dần bắt đầu xuống dốc, địa vị đã sớm khó giữ được, bây giờ giới thời thượng đã chỉ nhận sắc đẹp là tốt nhất. Cúp điện thoại xong, Diệp Oản Oản nhìn về phía hai nghệ sĩ nhà mình, hình tượng hoàn toàn trái ngược, tính cách cũng hoàn toàn ngược lại. Một người phách lối bá đạo, một người trầm ổn khí chất thanh lãnh. A, à, lúc trước cô làm sao lại không có phát hiện ra cơ chứ? Hai người này, quả thật rất có cảm giác CPA. Cung Húc bị nhìn thấy liền có chút sợ hãi, không nhịn được lầu bầu ách, Diệp ca, anh nhìn gì vậy? Ánh mắt có chút là lạ. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt Mở miệng dặn dò, hai người các cậu chuẩn bị một chút, buổi tối đi ngủ sớm một chút đừng thức đêm, sáng mai chúng ta đi đến VV chụp ảnh bìa cho tạp chí đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 831, thực xứng với tên. Nghe xong cung húc nhất thời ủ rũ than thở, VV. Ai, không có, sắc đẹp châu bỏ a. À. Diệp Ngộ phàm liếc cậu ta, cậu còn ghét bỏ người ta, người ta không ngại cậu cũng là không tệ rồi. Vivi, là tạp chí thời thượng lớn nổi tiếng lâu năm trong nước, yêu cầu với kỹ thuật diễn xuất đối với nghệ sĩ đều đặc biệt nghiêm khắc. Nghệ sĩ trên tạp chí của bọn họ đều là đẳng cấp, nếu không phải vận khí tốt, làm sao đến phiên cậu được lên? Tôi thế nào chứ, tiểu gia cũng rất hot có được không, cung hút lầu bầu. Bên cạnh lạc thần mở miệng, lại em và cung hút cùng chụp ảnh sao? Diệp oản oản gật đầu, ừ, cho hai người tranh thủ trang bìa. Được, Lạc Thần và Cung Húc chỉ coi Diệp Oản Oản là vì tranh thủ thêm tài nguyên cho bọn họ, cũng không có suy nghĩ nhiều. Diệp Oản Oản cũng không nói thêm gì, cô mong muốn là chụp ảnh hiệu quả một cách tự nhiên, những thứ khác để lại cho fan và những người khác tự mình tưởng tượng. Diệp Oản Oản không có vấn đề gì, chuyện chụp ảnh cứ quyết định như vậy. Mặt khác tôi cho Cung Húc xem kịch bản trước, Lạc Thần, tôi cũng đưa cho cậu một phần, lúc trước không có cho cậu, là bởi vì cậu có tài nguyên tốt hơn, bất quá bây giờ chỉ có thể ủy khuất cậu và cung húc cùng nhau chụp bộ này. Lạc thần vội mở miệng nói, làm sao có thể, em xem qua giản ý kịch bản, rất tốt. Diệp mộ phàm thuận miệng hỏi, người đó là nhân vật nam chính, ai là nam phối? Với kỹ thuật diễn xuất của hai người, nhất định lạc thần là nhân vật nam chính, cung húc nam phối. Mà với tính tình của cung húc, lại cùng lạc thần đánh nhau thì làm sao bây giờ? Diệp Oản Oản nói, đề tài là chiến tranh quân sự, hai nhân vật nam chính, nhân vật của Lạc Thần là bộ đội đặc trùng thần xạ thủ, nhân vật của Cung Húc là con nhà giàu nửa đường nhập ngũ. Diệp Mộ Phàm nghe vậy không khỏi gật đầu, cái này có vẻ không tệ, nhân vật cũng thật thích hợp với bọn họ, cậu lấy được kịch bản từ đâu, biên kịch là ai vậy? Ánh mắt Diệp Oản Oản tịch mịch, qua một thời gian ngắn liền có thể mang bọn họ đi gặp người đó rồi. Diệp Oản Oản nói xong, dặn dò Cung Húc và Lạc Thần, hiện tại nhiệm vụ của hai người là dùng tâm nghiên cứu kịch bản, chuẩn bị quay phim điện ảnh, qua một thời gian ngắn tôi sẽ mời chuyên gia tiến hành đặc huấn cho hai cậu, ghi danh công ty và chuyện xây dựng đoàn phim có tôi và Felix Lo. Lạc thần, được, Diệp ca. Cung húc, nghe yes xưa. Bốn người trao đổi xong, Diệp mộ phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội mở miệng nói, a chờ chút, thiếu chút nữa đã quên một chuyện quan trọng rồi, còn muốn thương lượng một chút, công ty của chúng ta tên gọi là gì. Đặt tên tôi bất lực, mọi người suy nghĩ một chút đi. Lạc Thần nhìn về phía Diệp Oản Oản, Diệp ca quyết định đi. Cung Húc hưng phấn đề nghị, công ty của chúng ta là bốn người cùng nhau sáng lập, không bằng liền kêu ảnh nghiệp tứ đại thiên vương như thế nào. Diệp Oản Oản, Cung Húc nháy mắt một cái, ai, không tốt sao, này châu bò rầm rầm giải trí. Diệp Oản Oản thở dài, im miệng, để tôi suy nghĩ một chút. Cung Húc nhu thuận ngồi xuống, ồ. Thật ra thì Diệp Oản Oản cũng không giỏi đặt tên, suy nghĩ một lát trong đầu đột nhiên có linh cảm. Diệp oản oản sờ cầm, không bằng liền kêu, chư thần, chư thần thời đại như thế nào. Lạc thần, tốt vô cùng. Diệp ca nói cái gì cũng tốt. Ánh mắt cung húc nhất thời sáng lên, a à, à, thật là đẹp trai, cái này ngang ngược, tôi thích. Diệp mộ phàm bật cười nói, có phải quá kiêu ngạo hay không? Diệp oản oản nhíu mày, vậy hãy để cho nó thực xứng với tên. Trong nháy mắt khi tiếng nói của Diệp oản oản vừa dứt, trong lòng ba người cảm xúc cuồn cuộn, được. chương 832, phát một bao tiền lì xì. Sau khi bốn người thảo thuận xong, từng người rời đi. Ở cửa quán rượu, Diệp Oản Oản hỏi Diệp Mộ Phàm sau khi từ chức, bên nhà trọ nhất định phải rời đi, anh chuẩn bị ở đâu? Cung húc vẫn luôn có nhà riêng của mình, Lạc Thần cũng đã tự mua phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể dọn đi. Diệp Mộ Phàm mở miệng nói, dĩ nhiên là về nhà, anh đã sớm muốn dọn về ở cùng ba mẹ rồi, hiện tại vừa lúc. Anh đã nói qua với ba mẹ rồi, ba mẹ đều rất vui vẻ. Em thì sao, có muốn cùng trở về ở hay không? Diệp Oản Oản nói, em cũng muốn á, nhưng thân phận bây giờ của em ở giới giải trí là Diệp Bạch, trở về ở khẳng định không tiện, lúc trước em đã mua một căn nhà giá rẻ còn có sân nhỏ ở Kinh Giao, mặc dù có hơi chút cũ, nhưng sửa chữa một cái còn rất khá, hoàn cảnh cũng rất yên tĩnh. Diệp Mộ Phàm cao mày, một mình em ở xa như vậy anh làm sao yên tâm diệp oản oản không thèm để ý nói không cần lo lắng cho em em mời người giúp việc với lại bạn trai em sẽ thường xuyên qua thăm em mà cô ở myanmar đã cứu mấy người lính đánh thuê kia để giấu thân phận nên ngụy trang thành người giúp việc an bài ở trong vườn diệp mộ phàm vế sau câu kia mới là quan trọng đi ai con gái lớn không dùng được a à? hành lý của diệp oản oản ở nhà trọ lúc cô đi công tác đã để cho người đưa đến nơi ở mới vì vậy sau khi tách diệp mộ phàm ra thì trực tiếp đi kinh giao xe của diệp oản oản dừng ở ngoài cửa viện chỉ thấy trước mắt là một ngôi nhà lầu nhỏ hai tầng trong sân còn có một nhà kính trồng hoa mặc dù hơi cũ một chút nhưng sửa chữa rất có phong cách mang theo mấy phần không khí phục cổ điền viên cách xa thành phố huyên náo ngược lại có chút cảm giác thế ngoại đào nguyên Nơi này đã từng là nơi ở của một kiến trúc sư, bố trí rất không tồi, chẳng qua là năm xưa hai vợ chồng đều dọn đi nước ngoài, chỗ này liền bỏ hoang. Vừa nghe thấy âm thanh động cơ xe, một thân ảnh lập tức vọt ra, "Chủ nhân, cô đã về." A, à, lính đánh thuê tiểu loli mặc trang phục người hầu gái đáng yêu, vừa mới lao ra liền thấy Diệp Oản Oản một thân nam trang, trợn mắt tại chỗ, "A a a. Chủ nhân thật là đẹp trai, em muốn hôn mê hôn mê hôn mê." Mặc dù chủ nhân đã sớm thông báo cho bọn họ cô còn có thân phận là một người đàn ông, nhưng không nghĩ đến bộ dáng chủ nhân mặc nam trang lại đẹp trai như vậy. Rất nhanh bốn người khác cũng đi ra, người mập mạp mặc quần áo đầu bếp, lão giả một thân quần áo taxi đâu quản ra, người nam tóc dài mang giày đi mưa cầm cây kéo lớn cắt tỉa cành lá, còn người có dâu thì mặc quần áo bảo an. Mấy người đứng thành một hàng, cùng mở miệng chủ nhân. Hoan nghênh về nhà. Diệp Oản Oản thấy vậy hài lòng gật đầu, còn rất có khuôn mẫu có hình dáng, so với nhóm 5 người kia tốt hơn nhiều. Chủ nhân, hải địch đã chuẩn bị xong thức ăn, xin hỏi khi nào dùng cơm. Lão giả lính đánh thuê thái độ cung kính hỏi. Diệp Oản Oản trả lời, nửa giờ sau đi. Trong phòng khách, Diệp Oản Oản ngồi trên ghế salon, mặt lộ vẻ suy tư hí hoáy điện thoại di động. Gửi một tin nhắn cho nhiếp vô danh, sao nhiều ngày như vậy rồi còn không có tin tức. Lúc trước để cho tiện, Cô thêm WeChat của năm người bọn họ, còn lập một nhóm WeChat. Vì vậy, Diệp Oản Oản trực tiếp gửi một tin trong nhóm WeChat. Có người không? Diệp Oản Oản đợi thật lâu, trong nhóm yên tĩnh, không có một người trả lời. Chẳng lẽ đều đang bận rộn? Diệp Oản Oản nâng cầm lên lại chờ trong chốc lát, vẫn là không có người trả lời, vì vậy ngón tay điểm một cái, tiện tay phát một bao tiền lì xì trong nhóm. Nhiếp Vô Danh đã nhận bao lì xì của bạn. Nhất Chi Hoa đã nhận bao lì xì của bạn. Thần Hư Đạo Sĩ đã nhận bao lì xì của bạn. Ái Tân Giác là Tiểu Điềm Điềm đã nhận bao lì xì của bạn. Người chết đã nhận bao lì xì của bạn. Diệp Oản Oản chương 833, chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Diệp Oản Oản thật sự là hết ý kiến, hỏi bọn họ không một ai trả lời, kết quả phát một bao tiền lì xì tất cả đều cướp. Diệp Hữu Danh, diệp oản oản ở trong nhóm phát cái im lặng tuyệt đối cướp bao tiền lì xì xong trong nhóm lại bắt đầu yên lặng giống như một nhóm chết diệp oản oản không tin lại phát một bao tiền lì xì nữa vẫn là cướp nhìn thấy thông báo năm người cướp bao tiền lì xì diệp oản oản không còn gì để nói thấy sắp đến giờ ăn cơm diệp oản oản để điện thoại di động xuống lên lầu tắm rửa thay quần áo khác lúc xuống lầu thức ăn đã chuẩn bị xong Diệp Oản Oản ngồi xuống nếm thử một miếng, ngoài ý muốn phát hiện mùi vị thực không tệ. "Chủ nhân, thế nào, cảm thấy thế nào?" Hải Địch nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, rất sợ Hắc Quả phụ không thích một cái sẽ đem anh ta làm phân bón hoa. Nếu là không có điểm nào dễ coi còn có thể làm nam sủng, giống như anh ta đối với Hắc Quả phụ cũng chỉ có thể làm phân bón hoa. "Không tệ." "Hắc hắc, vậy thì tốt vậy thì tốt, thật không dám giấu giếm, lúc trước tôi đã làm qua đầu bếp." thật lâu không làm cơm, tay đều cứng rồi, chủ nhân cô yên tâm, tôi sẽ càng luyện càng tốt. Hải dịch nỗ lực trung thành, tôi đây sẽ không quấy dày chủ nhân cô dùng cơm. Trong phòng bếp, năm người giúp ở bên trong thì thầm bàn tán. Tiểu Lô vừa nhìn lén Diệp Oản Oản trong phòng khách vừa lên tiếng nói, trời ơi, chủ nhân mặc nữ trang thật là đẹp, mặc nam trang càng đẹp trai, hơn nữa sống chung cũng rất tốt. Mập mạp trợn mắt nhìn cô ta, tiểu nha đầu cô thì biết cái gì, đây chẳng qua là mặt ngoài mà thôi, người ta nhưng là giết người không chốt mắt, dùng máu để tắm, dùng xương người cho chó ăn. Sống chung rất tốt, một khi mất hứng thì cô cứ chờ chết đi. Người có dâu gật đầu liên tục, quả thật như thế. Người tóc dài một mặt lo âu, hát, cùng ở dưới một mái hiên, cuộc sống sau này làm sao mà sống a? À? ngộ nhỡ chủ nhân không hài lòng một cái, mạng nhỏ của chúng ta có phải xong rồi không? Người có dâu và mập mạp liếc nhau một cái, sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị, yên tâm đi, tôi và mập mạp đã sớm chuẩn bị xong rồi. À, chuẩn bị xong, các cậu chuẩn bị gì? Người tóc dài không hiểu. Chuẩn bị gì nha, cái gì nha, tiểu lô ly nhảy lên truy hỏi. Vị thành niên đi sang một bên, mập mạp đầu tiên là bịt lỗ tai tiểu lô ly, sau đó cười hắc hắc mở miệng, chúng ta chuẩn bị cho phu nhân một bữa tiệc lớn. Người tóc dài, bữa tiệc lớn. Tiểu lô ly, trong phòng khách diệp oản oản đang dùng cơm vốn là cô hẹn tư giả dạ hàn tới xem nơi ở mới của cô một chút nhưng anh lại có chuyện tạm thời phải đi nơi khác công tác cho nên không thể tới đang chuẩn bị ăn nhanh xong cơm sau đó đi công tác đột nhiên cánh cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân quấy dày cô cô khỏe chỉ thấy một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ngoài cánh cửa gương mặt người đàn ông anh tuấn vóc người thật tốt khí chất có thể so với minh tinh theo thói quen nghề nghiệp Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ người đàn ông một cái, trước mắt hơi hơi sáng lên, nếu mắc điểm là 10, người này ít nhất có thể được 9. Sau đó Diệp Oản Oản hoài nghi nhìn về phía người đàn ông xa lạ, anh là? Người đàn ông nhìn qua có hơi khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản, nhìn Diệp Oản Oản giống như thấy mãnh thú đáng sợ, "Tôi, tôi." Diệp Oản Oản cau mày, "Cái gì?" Người đàn ông gắt gao mím môi, không nói gì, mà cởi bỏ áo khoác trên người. Lộ ra áo sơ mi bên trong, lại là nửa trong suốt, trên cổ còn có một vòng cổ màu đen. Sau đó người đàn ông liền cúi người, nửa quỳ ở trước người Diệp Oản Oản, "Tôi là tới hầu hạ phu nhân, mời phu nhân tùy ý hưởng dụng." Diệp Oản Oản, "Hả? Cái quỷ gì?" Chương 834, thích chơi thế nào đều có thể. "Hầu hạ? Hưởng dụng?" Diệp Oản Oản nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi nửa trong suốt, đeo vòng cổ màu đen nửa quỳ ở trước mặt mình cả người đều như mộng hoàn toàn không phản ứng kịp cô chẳng qua chỉ muốn êm đẹp ăn một bữa cơm ở nhà mà thôi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì người đàn ông thấy cô không nói lời nào liền bắt đầu cởi bỏ nút áo sơ mi vốn trong suốt đến thảm thương diệp oản oản rốt cuộc phản ứng lại vội vàng ngăn cản khụ dừng một chút dừng lại anh đang muốn làm gì lịch sử luôn là tương tự kinh người vì sao gần đây luôn có người thích cởi quần áo trước mặt cô người đàn ông mặt lộ vẻ lo lắng mở miệng phu nhân không hài lòng chỗ nào của tôi sao hài lòng cô yêu cầu hài lòng cái gì diệp oản oản nhéo mi tâm anh đứng lên trước sau đó mặc quần áo lại giờ phút này trong phòng bếp năm người nhìn lén đang lo lắng không ngớt xảy ra chuyện gì cái này phát triển không khoa học a à? chủ nhân lại để người ta mặc lại quần áo có phải là người đàn ông này không đủ đẳng cấp, không lót mắt chủ nhân? Không đến nỗi đi, đây chính là tôi dùng giá cao mời người trong ám thị, mọi người nhìn một cái vóc người này, mặt mũi này. Kỳ quái, hắc quả phụ lúc nào đổi thành ăn chay rồi hả? Người đàn ông có chút si mê nhìn gương mặt của Diệp Oản Oản, chậm rãi xít lại gần thân thể của cô, nếu phu nhân bất mãn với gương mặt của tôi, cũng có thể thử một lần, tôi biết rất nhiều thứ cô thích chơi thế nào, đều có thể diệp oản oản đại ca có thể nói chuyện cẩn thận một chút hay không đây rốt cuộc là tình huống gì chẳng lẽ là muốn quy tắc ngầm cũng không đúng a à, hiện tại cô là mặc đồ nữ người trước mặt lại không có chút ngạc nhiên nào hiển nhiên không phải người của giới giải trí diệp oản oản nhéo nghi tâm chẳng cần biết anh là ai đi ra ngoài phu nhân vẻ mặt người đàn ông kinh ngạc dù sao anh ta vẫn không có lúc thất bại nào tại sao Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn anh ta, hứng hờ mở miệng nói, anh nói không sai, tôi thực sự không hài lòng. Sắc mặt người đàn ông nhất thời cứng đờ, lời này quả thực là sỉ nhục đối với anh ta. A, à, phu nhân, có lúc, nói chuyện còn chưa phải yêu cầu quá tuyệt đối được, tôi tự nhận vẫn không có người khách nào sau khi thử xong đối với tôi không hài lòng. Người đàn ông nói xong đã xé rách áo của mình. Diệp Oản Oản thấy vậy không còn gì để nói, người này làm sao nói không nghe đây. Đang muốn mở miệng nói tiếp, lúc này, ở cửa đột nhiên truyền tới một âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Các người đang làm gì? Trong nháy mắt Diệp Oản oản hồn bay phách tán, lông tơ cả người đều dựng lên rồi, thân thể cứng nhắc nghiêng đầu nhìn lại. Sau đó thì thấy, cửa lớn không có đóng, mà cái người vốn dĩ là đi công tác tư giả Hàn lại đang đứng trước cửa toàn thân cao thấp đều là khí tức rét lạnh đến cực hạn, giống như la sát địa ngục. Nguyện nó Diệp Oản Oản nhìn người đàn ông quần áo xốc xách trước mặt, lại nhìn Tư Giả Hàn ở cửa, ít nhất trợn tròn mắt 3 giây mới phản ứng được, không phải, Tư Tư Giả Hàn, anh nghe em giải thích. Ánh mắt Tư Giả Hàn quét vào bên trong nhà, trên mặt giống như bị hàn băng vạn năm che lấp, không có một tí nhiệt độ, đáy mắt âm u che ngập bầu trời, giống như một giây kế tiếp sẽ hóa thành dã thú xé nát người, xem ra, tôi tới không phải lúc. Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Oản Oản nhìn một cái, nhất thời nóng này, muốn đuổi theo, người đàn ông đeo vòng cổ lại chặn đường đi của cô. Phu nhân, anh ta là ai? Đệt, anh ấy là ai? Anh ấy là... Mắt thấy tư giả hàn sắp rời khỏi, Diệp oản oản gấp đến như lửa đốt, cắn răng, trực tiếp một cước đạp lên bàn ăn, nhảy bay lên không, rốt cuộc trước khi tư giả hàn rời đi, phanh, đứng ở sau lưng anh, một tay đóng cửa chính lại. Tư giả hàn bị khóa chặn đường đi, chậm rãi xoay người, cặp mắt sâu thẳm lạnh giá, lúc nào cũng có thể mất khống chế, nhìn về phía cô gái đang thở hổn hển, tránh ra. Xong đời, lần này không khí thật hung hãn. Diệp oản oản nhăn nhó, quả thật cũng sắp muốn khóc, vợ, ở ngoài, trước mặt người ngoài, cho em chút mặt mũi được không? Tư giả hàn. Cùng lúc đó, tiếng Diệp oản oản như sư tử hống, năm người các người, lăn ra đây cho tôi. Mới vừa rồi là cô nghĩ sai rồi, cái gì quy tắc ngầm, trong nhà cô có năm cao thủ trông coi, ai có thể tùy tùy tiện tiện đi vào, trừ phi là chính bọn họ dở cho quỷ. Thua thiệt cô còn nói mấy người này đáng tin, quả thật là. Rất nhanh, năm người nhanh như chấp lăn ra từ phòng bếp, chủ chủ nhân, cô gọi chúng tôi. chương 835, hoan nghênh bất cứ lúc nào cứ tìm tới tôi. Người đàn ông đeo vòng cổ sau khi nhìn thấy tư dạ hàn thì sướng sờ cả người. Một giây trước, anh ta còn tự tin cho là, Tuyệt đối không có người phụ nữ nào có thể thoát khỏi mị lực của anh ta. Người phụ nữ trước mắt này không hài lòng với anh ta, chẳng qua là do chưa thử qua mà thôi. Nhưng giờ phút này khi nhìn thấy người đàn ông kia, anh ta mới biết cái gì là trên trời dưới đất sao, sao theo tôi hiểu thì đại khái là chỉ núi cao còn có núi cao hơn. Khó, khó trách người phụ nữ này lại có thể mặt không đổi sắc đối mặt nói chuyện với anh ta. Lúc này năm người lính đánh thuê cũng sắp khóc tới nơi. Vốn là muốn lấy lòng chủ nhân, tạo điều kiện cho phía trên một chút, ai biết sẽ bị vợ lớn bắt gian tại trận. Vừa rồi lúc bọn họ ở trong phòng bếp nhìn lén, vẫn còn một mực kỳ quái, trong truyền thuyết, hắc quả phụ không nam sắc không vui, làm sao đột nhiên ăn chay rồi hả? Hiện tại mới hiểu rõ, cô không phải ăn chay, mà là sợ vợ. Cái này thật là vỏ quyết dày có móng tay nhọn a. Ai có thể nghĩ tới hắc quả phụ duyệt qua nam sắc khắp nơi lại có thể sẽ ngã ở trên người một người đàn ông. Trong phòng khách, mỗi người đều có tâm tư khác nhau. Diệp Oản Oản cũng không để ý bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt từng cái quét qua năm người, nói rõ ràng, đây là chuyện gì xảy ra, vì sao người này lại đột nhiên xuất hiện ở trong nhà. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đè nén tức giận, ánh mắt âm trầm, so với tư giả hàn ở bên cạnh cô còn đáng sợ hơn năm người sợ đến mức lòng bàn chân không ngừng run, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh nửa ngày đều không dám lên tiếng. Tiểu lô ly núp ở sau lưng lão quản gia, chủ nhân, người, người ta cái gì cũng không biết. Mập mạp vò đầu bứt tai, cuối cùng bật thốt lên, chủ nhân, anh ta, anh ta là người giúp việc mới tới. Người có dâu nói, chủ nhân, đây là kẻ ám sát. Diệp oản oản, hai người các người có thể đổi tốt lời khai rồi lại nói chuyện hay không? Sẽ hại chết tôi đó có được hay không? Thật ra thì Diệp oản oản không cần đoán cũng biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, nhéo nhéo nghi tâm, nhức đầu không thôi mà khoát khoát tay, đem người mang đi. Nhanh nhanh! Người đàn ông này để ở đây quả thật là chính quả bom hẹn giờ, mang anh ta khỏi tầm mắt tư dạ hàn còn tốt hơn. Mập mạp và người có dâu gật đầu liên tục, lập tức đứng dậy thúc giục người rời đi. Đi mau đi mau! Mau mau nhanh! Người đàn ông không nhanh không chậm nhặt quần áo trên đất, chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa. Lúc đi sát qua vai Diệp Oản Oản, người đàn ông đầu tiên là nhìn lướt qua tư giả hàn, sau đó, nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng mở miệng nói, phu nhân, khó trách cô không hài lòng với tôi, tôi thừa nhận, bàn về gương mặt này, tôi quả thật kém hơn anh ta, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Diệp Oản Oản cau mày, trực giác cho cô biết lời nói kế tiếp không phải lời khen gì người đàn ông dừng một chút khẽ cười một tiếng tiếp tục mở miệng bất quá phu nhân đàn ông không phải chỉ có bề ngoài là được nếu như quá mức vô vị thì cũng chỉ là một thứ đẹp mắt để trang trí mà thôi phu nhân cô nói đúng không diệp oản oản tôi nói đại gia anh người đàn ông mập mờ cười cười hạ thấp giọng nhưng âm thanh này đủ để tư giả hàn cũng nghe thấy phu nhân nếu như cô thay đổi chủ ý hoàn nghênh bất cứ lúc nào cứ tìm tới tôi nếu như là cô tôi có thể miễn phí nhà tương đương. Diệp Oản Oản, người đàn ông nói xong, lúc này mới xoay người rời đi, năm người lính đánh thuê run rẩy, theo bản năng xoa xoa cánh tay, đệt, làm sao đột nhiên cảm thấy lạnh như vậy. Rất nhanh năm người cũng chuồn mất đi, chạy còn nhanh hơn thỏ. Cuối cùng, trong phòng khách chỉ còn lại Diệp Oản Oản, đối mặt với đại ma đầu đáng sợ đến mức cô không dám nhìn thẳng. Con miệng nó, cô đây quả thực là, người ở trong nhà ngồi, nổi theo trên trời tới sao? Sao cái này theo tôi hiểu là không làm gì mà họa theo tới, hoặc như câu nằm không cũng trúng đạn? chương 836, có chút không thích hợp thiếu nhi. Diệp oản oản một phát bắt được tay của tư giả hàn lại, giải thích muốn sứt đầu mẻ chán. Cho dù anh có cho em 100 lá gan, em cũng không dám tìm người đàn ông khác a à, đều là những gia hỏa không đáng tin cậy này tự chủ trương, em cũng là người bị hại, còn có tên kia mới vừa nói cái gì á, anh ta đây là đang sỉ nhục chỉ số nhan sắc. Chỉ cần đẹp là được, ai quan tâm có phải là thú vị hay không? Chỉ cần em thấy thú vị không được sao? Diệp Oản Oản nói thật lâu, bất đắc dĩ bây giờ có giải thích với tư giả hàn có vẻ đã không còn quan trọng. Tư giả hàn, buông tay, trước khi anh hối hận. Trước khi anh, mất đi sự khống chế. Diệp Oản Oản dĩ nhiên không có khả năng vào lúc này thả anh đi, Người yêu cãi nhau tại chỗ làm hòa liền xong, một khi kéo dài thời gian, vấn đề kia tuyệt đối càng phiền vái hơn. Nhất là với tính cách có suy nghĩ nặng như tư dạ hàn. Nếu dựa theo cá tính trước kia của tư dạ hàn, chỉ sợ sớm đã gió tanh mưa máu rồi, có thể kiên trì tới giờ phút này rõ ràng là do anh đang cố ý áp chế tâm tình của mình, muốn rời đi là sợ chính mình mất khống chế sẽ làm cái gì không nên. Ách, cửu ra, oản oản tiểu thư. Ngoài cửa, hứa dịch. Thấp nhất và phong huyền diệt không biết xuất hiện từ bao giờ, trong tay ba người đều sách một chút đồ dùng hàng ngày, chắc là tư giả hàn biết cô dọn nhà, dặn dò bọn họ chuẩn bị. Diệp oản oản nhìn một cái, trong lòng nhất thời càng ái náy, rơi ạ, à, người ta vừa về liền chạy tới tặng đồ cho cô, kết quả lại đụng phải chuyện như thế này, hơn nữa còn không phải lần thứ nhất. Hứa dịch phát hiện bầu không khí giữa hai người không đúng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đây là thế nào? Diệp oản oản nhức cả đầu lầu bầu nói, chơi gái bị ông chủ các người bắt tại chỗ. Hứa dịch, thập nhất đờ ra, phong huyền diệp, doang, 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 cầm ba người đều sắp rớt xuống đất. Hứa dịch, oản oản tiểu thư, cô, cô nói cái, cái gì? Thập nhất kinh ngạc đến ngây người, chơi gái, chơi gái, chơi gái. Ba người biến thành cả năm tập thể. Diệp oản oản nhéo nghi tâm, quét mắt nhìn ba người, các người, bỏ đồ xuống, sau đó lập tức rời đi. Ba người chố mắt nhìn nhau, không hiểu Diệp Oản Oản có ý gì, vẻ mặt hứa dịch lơ mơ đang định giảng hòa, à. Vì, vì sao? Diệp Oản Oản thở dài, ngón tay đặt lên cổ áo tư dạ hàn, sau đó mở miệng yếu ớt nói, bởi vì hình ảnh kế tiếp có chút không thích hợp với thiếu nhi. Tư dạ hàn, hứa dịch, thập nhất, phong huyền diệt. Một giây kế tiếp, vèo 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 ba người đem đồ trong tay buông xuống, sau đó nhanh chóng chạy không còn thấy bóng, vô cùng thức thời. Thấy ba người chạy mất dạng, ngón tay của Diệp Oản Oản dùng sức, đem cổ áo tư giả dạ hàn kéo xuống một chút, đôi môi mềm mại đỏ thẫm như hoa đào tháng ba, chậm rãi hôn về phía anh. Hai con người tư giả dạ hàn hơi hơi nheo lại, lý trí nói cho anh biết, đây là kế sách cô thường dùng. Lửa nóng nơi lồng ngực muốn đốt thành cho bụi nói cho anh biết, lúc này anh nên đẩy cô ra. Nhưng mà, thân thể lại không có động tác gì ngược lại trước khi diệp oản oản đến gần tư Dạ hàn giữ lại sau ót cô dùng sức hôn về phía môi cô chờ chờ một chút trong nháy mắt khi tư Dạ hàn đến gần diệp oản oản lại đột nhiên lui về phía sau sau đó rút ra ba cây châm sau gáy mình bá một tiếng ném về một hướng trong khoảng không a à, trong góc truyền tới tiếng gào thét bi thương của tên mập mạp nào đó sau đó là tiếng bước chân chạy trốn thục mạng của năm người cuối cùng trong sân rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Diệp Oản Oản vỗ vỗ tay, lúc này mới hướng về người đẹp của mình muốn hôn, lần này có thể rồi tương đương. Tư giả hàn chương 837, kỹ năng vuốt lông thăng cấp Kết quả, chờ Diệp Oản Oản đi qua hôn, tư giả hàn lại nghiêng đầu đi, trực tiếp tránh nụ hôn này. Trong đôi mắt anh hoàn toàn lạnh lẽo, không phải tức giận, ngược lại càng giống như ảo não không thể làm gì. Diệp Oản Oản không có hôn đến, vẻ mặt nhất thời xa suốt tinh thần, sau đó tức giận nói, không cho hôn thì không cho hôn. Tư giả hàn, anh có gì đặc biệt hơn người? Anh dựa vào cái gì đối với em như vậy? Anh có biết anh rất đáng ghét hay không? Mặc dù nhóm 5 người bị Diệp Oản Oản đuổi đi, nhưng ba người hứa dịch bởi vì lo lắng vẫn chưa đi xa. Xa xa trốn trong góc phòng, thập nhất thính lực tốt nhất nghe được lời của Diệp Oản Oản, nhất thời nóng này, xong đời xong đời, cãi nhau rồi. Sắc mặt hứa dịch cứng đờ, không phải đâu, làm sao có thể. Hoàn Hoàn tiểu thư rất biết xem xét thời cơ, cũng rất biết dỗ cửu ra, làm sao sẽ cãi nhau với cửu ra. Thập nhất nhức đầu nói, dưới tình huống này, coi như dỗ thế nào cũng vô ích. Hứa dịch cũng gấp, vậy phải làm sao bây giờ? Quả nhiên, sau khi nghe được lời của Diệp Hoàn Hoàn, sắc mặt tư giả Hàn lập tức càng khó coi hơn, giọng điệu lạnh lùng muốn đóng băng em nói cái gì. Diệp Hoàn 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 toàn không đếm xỉa đến trực tiếp tuốt tay áo liền bắt đầu xù lông, em nói. Anh có gì đặc biệt hơn người? Anh không phải là dáng dấp đẹp trai một chút, chân dài một chút, chỉ số IQ cao một chút, ôm lên thoải mái một chút sao? Anh không phải là ỉ vào em thích anh, ỉ vào bản thân làm em mê đến thần hồn điên đảo, mê đến mức coi như có người đàn ông khác cởi quần áo đứng trước mặt em đều không có cảm giác à? Tư giả hàn, cách đó không xa, thập nhất đúng là trợn tròn mắt, thật thật lợi hại rồi lại còn có loại phương thức này. Bởi vì khoảng cách quá xa, hứa dịch không nghe rõ, vội vàng thúc giục hỏi tình hình thế nào. Hoàn hoàn tiểu thư nói cái gì rồi hả? Tại sao bầu không khí có vẻ rất đáng sợ? Vẻ mặt thập nhất phức tạp nhìn hứa dịch, trợ lý hứa, anh sẽ không muốn biết đâu. Bên cạnh phong huyền diệt cũng gật đầu một cái. Hứa dịch, được rồi, anh hình như đã linh cảm được một tấn thức ăn cho chó rồi. Em, tư dạ hàn nửa ngày đều không có nói ra lời. Diệp Oản Oản còn đang tức giận, tiếp tục không ngừng mà nói lấy, anh thật đáng ghét, bản thân mê người bao nhiêu, làm nhiều người thích bao nhiêu, trong lòng anh còn không rõ sao. Còn học người khác ghen tị, học người ta ghen, anh nói anh có cái gì phải đi ghen. Tư giả hàn nhéo sống mũi một cái, im miệng. Diệp Oản Oản đang bực bội, em không, em muốn nói. Em, một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản đột nhiên im bặt, tất cả âm thanh đều bị chôn vùi giữa răng và môi môi mỏng của tư giả hàn bao phủ đến hàm răng sắc bén ma sát trên bờ môi mềm mại của cô sau đó dùng sức cắn một cái biểu hiện giống như cắn răng nghiến lợi từ trước đến giờ luôn 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 là như vậy anh đối với cô cho tới bây giờ đều không thể làm gì diệp oản oản hư hư không phải là không cho hôn mà tương đương em nói đều là thật có được hay không tại sao không cho em nói dưới bầu trời này người không có khả năng nhất nói ra từ ghen tị, còn có, ghen, hẳn là anh rồi, kết quả. Từ nam đến nữ, từ con người đến động vật, anh không phải đang ghen, chính là đang trên con đường ghen. Nhất định rồi, tâm đàn ông như kim dưới đáy biển, thật sự là không hiểu nổi anh rốt cuộc nghĩ sao. Con người đen nháy của tư dạ hàn phản chiếu khuôn mặt tức giận lại không hiểu của cô. Bởi vì người đó, là em. Trường 838, không thể làm gì khác hơn là sắc đẹp của anh trong phòng khách, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn ngồi ở trên ghế salon, nhóm năm người lính đánh thuê thở mạnh một tiếng cũng không dám, nơm nớp lo sợ đứng thành một hàng, chờ xử lý. Ánh mắt sắc bén của Diệp Oản Oản quét tới mấy người bọn họ, người bên cạnh tôi là thân phận gì, biết rõ rồi hả? Bên dưới, mập mạp khẩn trương bật thốt lên, biết. Áp, áp trại phu nhân. Diệp Oản Oản thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, sạm mặt lại trừng mắt nhìn mập mạp, Mập mạp vội vàng đổi lời nói, không không không, là chủ nhân, là ông chủ tương lai của chúng tôi. Diệp oản oản ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt chính nghĩa không sai mở miệng, biết là tốt rồi, sau đó đừng suốt ngày bày những trò này, chủ nhân các người là loại háo sắc vậy sao? Nhóm 5 người. Vâng, người đúng như vậy có được không? Tin đồn hắc quả phụ chính là có thiên thiên vạn vạn nam sủng. Mấy người lắc đầu đồng thanh nói, không, không đúng không đúng không đúng chủ nhân cô là người trung tình nhất thế giới, coi nam sắc là cặn bã. Diệp Oản Oản lúc này mới hài lòng, ừ, nhớ kỹ là được, đi xuống đi. Năm người nghe xong như được đại xá, chạy nhanh không còn bóng. Sau khi năm người đi rồi, Diệp Oản Oản bận rộn biểu hiện lòng thành, hi hi, bảo bảo, anh yên tâm, trên thế giới, em không thể làm gì khác hơn là sắc đẹp của anh tương đương. Cuối cùng là nguy hiểm vượt qua một kiếp, ngày thứ hai, Diệp Oản Oản đi tới phòng chụp ảnh của tạp chí VV. Bên trong phòng chụp ảnh, mấy nhân viên đang tán gẫu. Trợ lý trang điểm một bên lướt Weibo một bên than thở, ai, mọi người thấy không, tạp chí, sắc đẹp, dự bán kỳ này đều đã vượt 10.000 rồi. Chuyên viên ánh sáng ở bên cạnh kinh ngạc nói, cao như vậy, là gấp đôi bình thường A, lại phải phá kỷ lục. Tiểu trợ lý than thở, không có cách nào rồi, mọi người thích nhất là xì căng đan với bát quái, lần này chủ đề cung hút và dương lộ thiến độ nóng cao như vậy lại vừa vặn đúng lúc cung hút đột nhiên rời quang diệu lượng tiêu thụ sẽ bùng nổ cũng là khẳng định đấy. hết lần này tới lần khác tạp chí kỳ này của chúng ta còn bị cho leo cây lần này quay đầu lại chờ lượng tiêu thụ đi ra sẽ bị toàn bộ giới thời thượng chế diễu rồi. chuyên viên ánh sáng mở miệng hỏi đúng rồi tổng biên tập liên lạc nghệ sĩ thế chỗ là ai tiểu trợ lý trả lời nghe nói là cung hút Chuyên viên ánh sáng kinh ngạc, cái gì? Lại là cung húc, đây là muốn đọ sức cùng, sắc đẹp sao? Nếu như, Vi Vi, theo phong trào, chọn cùng một nghệ sĩ còn thất bại, vậy còn không bằng nhận thua. Đúng a à, thật mất thể diện. Lúc này, nhiếp ảnh ra tiêu vũ đồng vỗ tay một cái, đừng tán gẫu nghệ sĩ sắp tới. Vừa dứt lời, ở cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm mang theo cung húc và lạc thần đi vào. À, 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 là cung hút thật là đẹp trai thật là đẹp trai tiểu trợ lý lập tức kinh hô thành tiếng cho dù bọn họ làm nghề này đã quen nhìn soái ca rồi nhưng cá nhân cung hút phong cách lẫn khí chất tương đối rõ ràng vẫn là vô cùng có lực sát thương chuyên viên ánh sáng hoài nghi mở miệng Tại sao lạc thần cũng tới vậy nghe nói là hôm nay hai người bọn họ cùng nhau chụp trang bìa tiểu trợ lý trả lời nói đùa sao hai chàng trai làm sao cùng nhau chụp trang bìa Tổng biên tập có phải bị kích thích quá độ đầu óc mê muội rồi hay không? Ai biết tổng biên tập nghĩ như thế nào, tiểu trợ lý một bên lầu bầu một bên không chớp mắt mà nhìn bốn người đi tới. Nhưng mà, Lạc Thần và Cung Húc thật sự là quá tuấn tú a a a, còn có người bên cạnh đó là người đại diện của bọn họ sao? Thậm chí ngay cả người đại diện cũng đẹp trai như vậy. A à, phía sau lại là ai? Hôm nay tới những người này làm sao giá trị nhan sắc đều cao như vậy? chương 839, chủ đề đặc biệt. Bởi vì áp lực quá lớn, tính tình xài vĩnh lê có chút nóng nảy, ồn ào cái gì, còn không mau đi chuẩn bị. Vâng, lúc này, một đám người mới tản ra. nhiếp ảnh ra tiêu vũ đồng ăn mặc một thân quần áo nhẹ nhàng, giày đế bằng trắng nhỏ đi tới hỏi, lão đại, hôm nay chúng ta muốn chụp ảnh chủ đề phong cách gì? Xài vĩnh lê nhéo nhéo mi tâm, tiện tay ném một sấp tài liệu qua, cứ dựa theo chủ đề này chụp đi. Tiêu Vũ Đồng nhìn lướt qua, tạo hình rất đúng quy đúng của một bộ hiện đại. Diệp Oản Oản cất bước đi tới, khách khí mở miệng nói, thầy Tiêu, tổng biên xài, tôi có thể cùng hai vị thương lượng một chuyện hay không? Làm sao? Xài vĩnh lê cao mày. Diệp Oản Oản nói, tôi tin tưởng sự chuyên nghiệp của hai người, nhưng mà, làm một người đại diện, tôi nghĩ, không người nào hiểu rõ nghệ sĩ hơn tôi. Đây là tôi dựa theo phong cách cá nhân của Cung Húc và Lạc Thần thiết kế mấy bộ chủ đề, tạo hình đồng phục là từ Felix, nếu tổng biên xài và thầy tiêu cảm thấy thích hợp, có được thử một lần hay không? Xài Vĩnh Lê đầu tiên là nhìn Diệp Oản Oản một cái, sau đó nhận lấy bản kế hoạch chủ đề Diệp Oản Oản đưa tới. Vốn chỉ là tiện tay lật vài tờ, đến phía sau, trên mặt lại đột nhiên dừng lại, vẻ mặt chăm chú tỉ mỉ nhìn kỹ, chuyện này. Ông ta không khỏi không thừa nhận, bởi vì áp lực bên phía, sắc đẹp, cộng thêm nữa đường lại bị nữ nghệ sĩ cho leo cây, đã biết rõ là thua không thể nghi ngờ, đích ngon tinh com cho nên chủ đề lần này ông ta căn bản cũng không có nghiêm túc làm. Nhưng mà, giờ phút này Diệp Bạch cho ông ta xem bản kế hoạch này, quả thật dụng tâm hơn. Diệp Oản Oản cũng không mở miệng thúc giục, chỉ bình tĩnh đứng ở một bên. Vũ Đồng, cô xem cái này một chút, Sai Vĩnh Lê đưa bản kế hoạch chủ đề cho nhiếp ảnh ra. Tiêu Vũ Đồng nhìn một cái, ánh mắt hơi sáng, bộ thiết kế này thật có ý tứ, tôi cảm thấy có thể thử một lần, Nói xong nhìn về phía Diệp Oản Oản xin lỗi, "Diệp tiên sinh, quả thực xin lỗi, lần này thời gian quá vội, cho nên chúng tôi cũng không thể chuẩn bị thật tốt." Diệp Oản Oản vô tình mở miệng nói, "Không có gì đáng ngại, nếu không phải bởi vì như thế, chúng tôi cũng không cách nào may mắn đạt được cơ hội chụp hình trang bìa lần này." Sai Vĩnh Lê và Tiêu Vũ Đồng nghe được lời này của Diệp Oản Oản, trong lòng đều thoải mái không ít. Sau khi hơi suy nghĩ một chút, Sai Vĩnh Lê nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, diệp tiên sinh cứ dựa theo chủ đề của cậu mang tới làm đi diệp oản oản cảm ơn tổng biên sai sau khi thiết lập sẵn chủ đề lạc thần và cung húc liền vào phòng hóa trang chuẩn bị nhân viên làm việc ở bên ngoài bố trí cảnh tượng nhiếp ảnh ra điều phối ánh sáng diệp oản oản và diệp mộ phàm ngồi ở trên ghế salon chờ đợi vẻ mặt diệp mộ phàm có chút lo âu oản oản hai chàng trai cùng nhau chụp trang bìa như vậy thật sự có thể được không Mặc dù anh ta có lòng tin đối với thiết kế tạo hình của mình cho hai người họ, nhưng dựa theo lẽ thường, hai chàng trai cùng lên trang bìa, thế nào cũng không so bằng tổ hợp một nam một nữ. Diệp oản oản cũng không giải thích thêm, chờ thành phẩm ra nhìn tình hình đi. Diệp mộ phàm, chỉ có thể như vậy. Chờ trong giây lát, cung húc từ bên trong phòng hóa trang đi ra. Trong nháy mắt nhìn thấy cung húc đi ra ngoài, hai mắt mọi người nhất thời tỏa sáng. Tóc của cung húc nhuộm duy nhất màu đỏ thắm trên người mặc một thân giác kít bằng da khảm đinh, đi giày Martin, toàn thân bất cần đời, kiêu căng khó thuần, gò má trắng nõn cùng khóe môi vẽ mấy vết máu, bên môi là răng nanh nhỏ như ẩn như hiện. Theo sau, Lạc Thần cũng từ bên trong phòng hóa trang đi ra. chương 840, Thịnh Yến sắc đẹp. Theo sau, Lạc Thần cũng từ bên trong phòng hóa trang đi ra. Chỉ thấy Lạc Thần một đầu tóc ngắn đen như mực, đỉnh lông mày mạnh mẽ, môi mỏng lộ ra lạnh giá, mặc bên trong là kiểu Âu phục phục cổ, bên ngoài phủ một cái áo khoác rộng lớn, thiết kế cắt xén vừa người nổi bật lên hai chân thon dài thẳng tắp của cậu ta, bên cổ xăm thập tự giá, trong tay cầm một cây súng có khắc phục cổ đồ đăng. Tạo hình của cung húc và lạc thần, trong nháy mắt để cho mọi người liên tưởng đến vampire và thợ săn. Wow, thật là đẹp trai a. À. Hơn nữa hai người mỗi người có phong cách riêng. Quả thật là thịnh yến sắc đẹp mà. Con người đều là động vật thị giác, bên trong phòng chụp ảnh nhất thời lại rộ lên một tràng tiếng kinh hô nhiếp ảnh ra tiêu vũ đồng nhìn hai người cười nói tôi đột nhiên cảm thấy hai chàng trai cùng nhau chụp trang bìa cũng tốt vô cùng đồng thời là thịnh yến thị giác hai soái ca chuẩn bị xong chưa không có vấn đề gì thì bây giờ chúng ta liền bắt đầu chụp nào cung húc đi đến trước mặt tiêu vũ đồng hạ thấp giọng mở miệng nói chị xinh đẹp tương đương tương đương chụp cho tôi đẹp trai một chút nha tương đương nhất định phải đẹp trai hơn tên kia Tiêu Vũ Đồng cười khẽ, yên tâm đi, cậu chụp thế nào đều đẹp trai hết. Chị xinh đẹp thật có mắt nhìn tương đương, cung húc nói xong, còn khiêu khích nhìn về phía lạc thần một cái. Lạc thần trước sau như một không thấy cậu ta, ngu ngốc. Nghĩa nó, cậu mắng ai ngu ngốc đấy? Cậu mắng một tiếng nữa thử xem, Diệp ca, cái tên này lại tiến hành đả kích thân thể em. Không cho nghịch ngợm, làm việc cho tốt. Diệp ca, anh thiên vị. Chấm chấm, Tiêu Vũ Đồng nhìn hình thức hai người sống chung, ngược lại có chút ngoài ý muốn, đích ngon tinh com quan hệ của cung húc và lạc thần dường như cũng không giống trong tin đồn. Mặc dù làm ồn, nhưng chủ yếu đều là chơi đùa, hoàn toàn không giống bên ngoài đồn như nước với lửa. Vốn là chuẩn bị tùy tiện ứng phó một cái, nhưng giờ phút này nhìn thấy hai người, đột nhiên linh cảm tuôn ra, kích động kéo hai người bắt đầu nói mong muốn hiệu quả với bọn họ. Nghe Tiêu Vũ Đồng yêu cầu xong, hai người rất nhanh tiến vào trạng thái, bắt đầu chụp ảnh. Hai người đầu tiên là đứng đựa lưng vào nhau, bên phải, khóe môi cung hút tà khí câu dẫn ra một đường cong, ánh mắt liếc xéo nhìn ống kính, dùng lòng bàn tay xóa đi, vết máu, trên khóe môi, bên trái, là thần hai con người khép hờ, vạt áo khoác rộng lớn tung bay ở sau lưng dưới sự lay động của quạt gió, thập tự giá bên cổ như ẩn như hiện toát lên khí thức thần bí. Một bướng bình, một trầm tính, một tà ác, một chính nghĩa, một là đêm tối, một quang minh. Lúc hai người đứng cùng nhau, vô cùng có hiệu quả rung động thị giác. Tiêu vũ đồng rất hài lòng, quá tuyệt vời. Lại tiếp tục một tấm, lần này cung húc nằm trên đất, đúng, cổ ngưỡng lên một chút, nụ cười càng phách lối càng tốt, lạc thần cậu níu lấy cổ áo cung húc, sau đó dùng súng nhắm ngay trái tim của cung húc. Bên cạnh, Diệp Oản Oản nhìn hai người đang chụp, thở phào nhẹ nhóm, hiệu quả so với trong tưởng tượng của cô cũng còn tốt. Cô tin tưởng với đẳng cấp nhiếp ảnh gia như tiêu vũ đồng, có thể phát huy đầy đủ những hiệu quả tạo hình mà cô chuẩn bị, quả nhiên, linh cảm của tiêu vũ đồng đã bị kích thích hoàn toàn. Muốn chụp trang bìa đứng đầu nhất không phải là đem người chụp cho thật đẹp, mà là làm tốt chủ đề, chụp ảnh tạp chí giống như làm phim, có cảm nhận bát quái. Rất nhanh, đã chụp xong bộ tạo hình thứ nhất. So với bộ thứ nhất tương đối có hơi thở ma huyến, thì bộ thứ hai tương đối tả thực cùng ở nhà bên trong phòng chụp ảnh cảnh tượng bộ thứ hai được bố trí thành phòng ngủ. Lạc thần mặc tây trang màu đen cẩn thận tỉ mỉ, mang đôi mắt kính gọng vàng, cung húc là người mặc quần áo ngủ lông nhỏ đáng yêu. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 840